Hứa Thuần Lương đi theo nàng về tới trong xe, Hoa Trục Nguyệt tướng phát sinh sự tình nói cho Hứa Thuần Lương, Tương Lâm là bị Đường Thiên Nhất đánh thành lần này bộ dáng, nhằm vào Hứa Thuần Lương sự tình chính là Đường Thiên Nhất bày ra, hắn tìm Tương Lâm hỗ trợ thiết kế hãm hại Hứa Thuần Lương, dự chi 10 vạn, đáp ứng sau khi chuyện thành công lại cho 40 vạn. Chỉ là sự tình bị Hứa Thuần Lương nhìn thấu, hắn biết được sau tới cửa tìm tới Tương Lâm, hỏi nàng hôm qua đối đồn công an nói cái gì rồi. Có phải hay không bán hắn? Tương Lâm thề thốt phủ nhận, Đường Thiên Nhất tìm nàng muốn trước đó dự chi 10 vạn, Tương Lâm cho là mình cái mũi đều bị đánh sai lệch, chữa trị cũng cần tiền, không chịu cho hắn, kết quả chọc giận Đường Thiên Nhất, tại Tương Lâm thuê chỗ liền đối nàng ra tay đánh nhau. Hứa Thuần Lương nói, đều đánh thành dạng này còn không báo cảnh. Trực tiếp bắt hắn cho bắt vào đi, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hoa Trục Nguyệt nói, không thể, Đường Thiên Nhất trong tay có nàng nhược điểm, đập không ít nàng bất nhã chiếu. Hứa Thuần Lương nghiến răng nghiến lợi nói xúc sinh, mắng xong sau, lại nói các ngươi Lam Tinh làm gì không tốt, không phải làm loại này hạ lưu sinh ý. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi làm sao nói đâu, chuyện này cùng chúng ta Lam Tinh không quan hệ, chúng ta bây giờ sinh ý hoàn toàn đang lúc hợp pháp. Tương Lâm tại Lam Tinh trong lúc công tác cũng không có làm qua bất luận cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ta thừa nhận, các nàng bình thường cũng thường xuyên mang kim chủ tới Lam Tinh tiêu phí. Chúng ta sẽ từ tiêu phí kim ngạch bên trong rút ra một bộ phận cho nàng trích phần trăm. Nhưng loại chuyện này phổ biến tồn tại, thuộc về một chuyến này bên trong bình thường thương nghiệp hành vi. Hứa Thuần Lương thầm than, Lan Hoa Môn bị quy về bên ngoài tám môn không phải là không có nguyên nhân, rất nhiều sinh ý đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hoa Trục Nguyệt tức giận đến vỗ vỗ tay lái nói, ngươi chớ để ý, chuyện này ta sẽ giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, ta dựa vào cái gì mặc kệ, hắn Đường Thiên Nhất là nhằm vào ta tới, ta không tha cho hắn. Hoa Trục Nguyệt nói, loại sự tình này không thể kinh pháp, Tương Lâm nếu là báo cảnh, đối chính nàng không có chỗ tốt, đối Lam Tinh cũng không có chỗ tốt, nàng cũng không dám trêu chọc Đường Thiên Nhất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi dự định cứ tính như vậy. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nếu là như vậy được rồi, về sau Lam Tinh còn thế nào tại giới kinh doanh đặt chân? Đường Thiên Nhất đi qua thường xuyên đi Lam Tinh, là ở đó khách quen, nhưng là từ khi tại Đông Châu xảy ra chuyện về sau, hắn liền rốt cuộc không đi Lam Tinh tiêu phí, bởi vì hắn tra ra cuối cùng là SEVENSTA quán ba hướng cảnh sát cung cấp thu hình lại, chứng minh hắn quấy rối chân thuần trước đây, không phải sự kiện kia cũng sẽ không giải quyết được gì. Đường Thiên Nhất tung hoành Nam Giang sàn đêm. Ai nhìn thấy hắn không được tôn xưng một tiếng Đường công tử, lại nghĩ không ra tại Đông Châu loại kia thành thị cắm té ngã, hắn dẫn lấy là vô cùng nhục nhã. Tại Hoa Niên tập đoàn thu mua Trường Hưng bệnh viện về sau, Đường Thiên Nhất đầu tiên nghĩ đến chính là tướng Hứa Thuần Lương từ Trường Hưng thanh trừ ra ngoài, nhưng lại ý nghĩ của hắn cũng không có đạt được phụ thân tán đồng, còn bởi vậy chịu một trận mắng. Đường Thiên Nhất người này mặc dù không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng là trả thù tâm cực mạnh. Hắn chưa hề buông tha đối Hứa Thuần Lương trả thù ý nghĩ. Biết được Hứa Thuần Lương đi vào Nam Giang trường đảng học tập, hắn ý thức được cơ hội của mình tới, vốn muốn tìm người đánh đập Hứa Thuần Lương dừng lại, cũng tại Hứa Thuần Lương trên đùi đâm hai cái lỗ thủng, chút cơn giận, nhưng hắn đem ý nghĩ nói cho hảo hữu Hàn Văn Thắng về sau. Hàn Văn Thắng biểu thị muốn tìm giả lý do, giúp hắn ra một vị tiên nhân nhảy chủ ý ngu ngốc, còn nói cái gì đâm hai đao cũng không bằng để hắn thân bại danh liệt tốt. Sở dĩ tìm tới Tương Lâm hỗ trợ, không chỉ bởi vì hắn trên tay có Tương Lâm nhược điểm, cũng bởi vì Tương Lâm xuất thân Lam Tinh, Đường Thiên Nhất nghĩ thuận tiện hố một thanh Lam Tinh, hắn cùng Hàn Văn Thắng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, vốn cho rằng kế hoạch này thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất. Nhưng là tại cụ thể chấp hành bên trong từ vừa mới bắt đầu liền bị Hứa Thuần Lương nhìn thấu, Hàn Văn Thắng hỗ trợ tìm 5 tên cái gọi là cao thủ bị Hứa Thuần Lương đánh thất bại thảm hại. Hàn Văn Thắng có phụ thân là lái xe làm được. Tại Bình Hải có được nhiều nhà 4S cửa hàng, đại diện nhiều cái nhập khẩu xa hoa nhãn hiệu, hắn kết bạn đám này phú nhị đại cũng là thông qua chơi xe con đường này. Hàn Văn Thắng biết chuyện này không có làm tốt, chủ động mời Đường Thiên Nhất ăn cơm, ban đêm còn mời Đường Thiên Nhất đi Caesar hộp đêm. Caesar hộp đêm cũng là Nam Giang đỉnh cấp sàn đêm một trong, hai năm này bởi vì kinh doanh bên trên tương đối linh hoạt, thanh thế mờ mờ ảo ảo có vượt qua Lam Tinh tình thế. Đường Thiên Nhất từ khi tại Đông Châu gãy kích trầm xa, liền bắt đầu liên chiến Caesar, lựa chọn nơi này cũng là Hàn Văn Thắng hợp ý. Tiến vào bên trong đường núi thời điểm, gặp đèn đỏ, biến đèn thời điểm, dừng ở trước mặt bọn họ một cỗ màu trắng BMW Z4 chậm chạp không có khởi động, Hàn Văn Thắng nhịn không được nhấn một chút loa, nhắc nhở trước xe đi mau.
nghĩ không ra chiếc xe khoang điều khiển cửa sổ rơi xuống, lái xe vươn tay hướng bọn hắn giơ lên ngón tay giữa. Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng đều là ngang ngược càn rỡ đã quen, Đường Thiên Nhất mắng thao. Đụng vào, Hàn Văn Thắng ngược lại là không có hắn như vậy nổi giận, dù sao chiếc này Bentley thêm càng là chính hắn. Kia chiếc BMW khởi động tiến lên thời điểm, Hàn Văn Thắng chuẩn bị đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai lớn lối như thế, từ duỗi ra cái tay kia đến xem, hẳn là một cái thoa hắc chỉ giáp nữ nhân. Chiếc kia Porsche ra tốc tiến lên, Hàn Văn Thắng cũng bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chạy trốn. Hắn đạp xuống chân ga, bắt đầu gia tăng tốc độ đuổi theo. Đường Thiên Nhất hôm nay tâm tình chính là phiền muộn, lớn tiếng nói, mẹ nó, một cỗ phá BMW, như bức cái gì? Văn Thắng, đụng vào, đụng hư ta bồi. Xe BMW chủ kỹ thuật lái xe thành thạo, mặc dù cỗ xe động lực không bằng phía sau Bentley, nhưng là nàng bằng vào tốt đẹp kỹ thuật tại trong dòng xe cộ ghé qua, rất nhanh liền lựa chọn rẽ phải hạ cao cái, từ phụ nói quẹo vào bên cạnh thanh bình đường. Hàn Văn Thắng theo đuổi không bỏ, tốc độ xe không ngừng tăng tốc, đương nhiên hắn sẽ không coi là thật đụng vào, dù sao xe Bentley là chính hắn, siêu việt đối phương đầu xe về sau, xéo xuống cắt vào đối phương trước xe, tướng kia chiếc BMW bức ngừng. Đường Thiên Nhất từ trong xe cầm lên một cây gậy tròn, đẩy cửa đi xuống, Hàn Văn Thắng cũng từ mặt khác một bên xuống xe. Con đường này cũng không phải là đường cái, cỗ xe không nhiều, Porsche trong xe chỉ có một vị nùng trang diễm mạt nữ lái xe. Đường Thiên Nhất dùng gậy tròn gõ gõ kính chắn gió, sát khí tràn trề mà quát xuống xe. Cho ta xuống xe, nữ lái xe trong xe đốt lên một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài phẫn nộ Đường Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất kềm nén không được nữa phẫn nộ trong lòng, giơ lên gậy tròn hung hăng nện ở kính chắn gió bên trên đi ra cho ta. Hàn Văn Thắng vốn cho rằng Đường Thiên Nhất điên cuồng tướng nữ nhân kia hù sợ, lại nghĩ không ra nữ nhân kia vậy mà đẩy cửa xe ra đi xuống. Đường Thiên Nhất mắng, số nương môn, người mẹ nó muốn chết à. Tin hay không đậu xanh rau má. Nữ tài xế nói đúng vậy à, ta là muốn tìm cái chết à, người giết ta à. Nàng giải khai dây cột tóc vò rối tóc, sau đó chậm rãi giải khai phía ngoài áo khoác ném xuống đất. Hàn Văn Thắng cùng Đường Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời đều không mò ra nữ nhân này muốn làm gì. Nữ nhân tiếp tục cởi quần áo, chỉ chốc lát sau trên thân chỉ còn lại đơn bạc nội y. Hàn Văn Thắng cùng Đường Thiên Nhất bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, nữ nhân này chẳng lẽ người bị bệnh thần kinh. Trời lạnh như vậy chẳng lẽ nghĩ, nữ nhân đột nhiên hét dầm lên cứu mạng a! Hàn Văn Thắng cùng Đường Thiên Nhất sắc mặt hai người thay đổi, tiên nhân khiêu. Thủ đoạn của nữ nhân này cũng quá vụng về một điểm đi. Hàn Văn Thắng ý thức được có chút không ổn, thấp giọng nói, Đường thiếu, chúng ta vẫn là đi đi, cái này tiện nữ nhân là thằng điên. Hai người quay người muốn lên xe thời điểm, một cỗ Porsche 911 từ phía sau lái tới, chặn Bentley thêm càng hướng đi. Bên trong xe bước xuống một người, thẳng đến Đường Thiên Nhất liền xông tới. Đường Thiên Nhất thấy rõ người tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, con hàng này rõ ràng chính là Hứa Thuần Lương, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Đường Thiên Nhất phản ứng cũng không chậm, huy động gậy tròn chiếu vào Hứa Thuần Lương đập tới, bất chấp tất cả, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hứa Thuần Lương tốc độ quá nhanh, Đường Thiên Nhất cầu côn còn không có vòng, hắn bàn tay đã đến, chiếu vào Đường Thiên Nhất mặt hung hăng chính là một bàn tay, một tát này rơi xuống, giống năm cái cây sắt đảo qua, đánh cho Đường Thiên Nhất thân thể một cái lảo đảo, má trái lập tức cao sưng lên tới. Đường Thiên Nhất là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Cái kia điểm sức chiến đấu cũng liền khi dễ một chút tay trói gà không chặt nữ nhân. Hàn Văn Thắng ngược lại là từ nhỏ tập võ, nhìn thấy Đường Thiên Nhất bị Hứa Thuần Lương một bàn tay cho đánh cho hồ đồ, mau chóng tới hỗ trợ, bước chân vừa mới khởi động, kia thoát đến chỉ còn lại nội y nữ nhân liền hướng hắn nhào tới. Hàn Văn Thắng một thanh nghĩ đẩy ra nàng, nhưng nữ nhân kia không sợ hãi chút nào, đạo nghĩa không thể chùn bước ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh đón tiếp lấy, Hàn Văn Thắng chỉ cảm thấy bắt được mềm nhũn một đoàn. Lúc này bên cạnh đèn flash sáng lên, lại là sau đó từ Porsche trong xe đi ra Hoa Trục Nguyệt giơ tay lên cơ chụp hình. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm đi hướng Đường Thiên Nhất, người thật là đủ không muốn mặt, bên đường đùa nghịch lưu manh. Ta không có, Đường Thiên Nhất đều chưa nói xong, Hứa Thuần Lương trở tay lại rút hắn một cái và miệng tử, đánh cho Đường Thiên Nhất trước mắt sao vàng bay loạn, đây là Hứa Thuần Lương lưu lực. Đường Thiên Nhất một bên lui lại một vừa chỉ Hứa Thuần Lương nói. Ta nhìn ngươi là không muốn làm. Uy hiếp ta, Hứa Thuần Lương giơ lên gậy tròn chiếu vào đầu hắn gõ một cái,
Đường Thiên Nhất đau đến nhe răng nhếch miệng, Hứa Thuần Lương, ta khai trừ ngươi. Ai u, Hứa Thuần Lương trong tay gậy bóng chảy như mưa rơi nện ở Đường Thiên Nhất trên thân, cường độ nắm giữ được rất tốt, đã để hắn đau đớn khó nhịn, lại không đến mức để hắn nhận trọng thương. Đường Thiên Nhất bị đánh về sau, cảm giác trên thân trước đau sau ngứa, vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được, đến cuối cùng đã là ngứa lạ khó nhịn, hắn đã không thể chịu đựng được, làm ra một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cử động, vậy mà tự hành cởi quần áo ra. Bên kia Hàn Văn Thắng tranh thủ thời gian buông tay ra, nữ nhân kia lại thừa dịp hắn không sẵn sàng, giơ chân lên chiếu vào hắn dưới hông chính là hung hăng một cước, bị đá Hàn Văn Thắng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, che lấy đúng quần nằm ngã trên mặt đất. Hoa Trục Nguyệt nhiệm vụ tối nay chỉ là phụ trách chụp ảnh, lấy đạo của người trả lại cho người, nàng vốn định cho Đường Kinh Vĩ lưu mấy phần mặt mũi, nhưng là cái này Đường Thiên Nhất quá phách lối, ngươi làm lần đầu tiên cũng đừng trách ta làm 15. Chơi tiên nhân khiêu, Lan Hoa Môn nói thứ hai, toàn bộ trong giang hồ ai dám nói thứ nhất, phụ trách dẫn Hàn Văn Thắng cùng Đường Thiên Nhất vào cuộc người là trợ thủ của nàng cũng là kết bái tỷ tỷ còn Lệ Quân. Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng hai người cộng lại đầu não cũng so ra kém Hứa Thuần Lương, còn Lệ Quân thiết lập ván cục đẳng cấp muốn so Tương Lâm không biết cao ra bao nhiêu, hai người bọn hắn đêm nay không thất bại đều thiên lý bất dung. Đường Thiên Nhất cảm giác trên thân ngứa lạ vô cùng, một bên tránh né Hứa Thuần Lương côn kích, một bên cởi quần áo, một bên cào. Hoa Trục Nguyệt bên này cũng không có nhàn rỗi, đi qua, chiếu vào Hàn Văn Thắng trên thân chính là hung hăng hai cước, nữ nhân ra cước lực khí khả năng so ra kém nam nhân, nhưng là tuyển vị phi thường chính xác, đạp đều là chỗ hiểm, Hàn Văn Thắng ngay từ đầu liền bị Thượng Lệ Quân một cước giải trừ vũ trang, hiện tại chỉ còn lại bị người làm thịt phần. Hoa Trục Nguyệt ngẩng đầu đi xem Hứa Thuần Lương bên kia tình huống thời điểm, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một chốc lát này Đường Thiên Nhất thoát đến chỉ còn lại một đầu quần cộc, một bên ở nơi đó nhảy, một bên hai tay ở trên người cào, trên thân đã cào ra từng đầu vết máu. Hoa Trục Nguyệt náo không rõ a, Thượng Lệ Quân vừa mới là chủ động cởi quần áo bố cục, Đường Thiên Nhất thoát như vậy sạch sẽ lại là vì cái gì? Con hàng này sẽ không phải thật thú tính đại phát đi. Hứa Thuần Lương hiện tại căn bản không xuất thủ, lấy điện thoại cầm tay ra khởi động quay phim hình thức, lại nói hắn điện thoại di động này có chút chênh lệch, cảnh đêm soi sáng ra đến đen xì một đoàn. Hoa Trục Nguyệt đi tới, điện thoại nhắm ngay Đường Thiên Nhất, tại điện thoại quay phim phương diện, nữ nhân phổ biến đều tương đối lợi hại, dù sao các nàng tự chụp tần suất tương đối cao, Hoa Trục Nguyệt điện thoại cũng tốt, 4K 60fps HD quay chụp. Thượng Lệ Quân cũng là hí tinh, chủ động đi Đường Thiên Nhất bên người dựng hí, một bên né tránh, một bên thét chói tai vang lên, đừng a, ngươi không được qua đây. Có ai không cứu mạng a? Hứa Thuần Lương thầm than, Hoa Trục Nguyệt thật sự là lợi hại, loại này nhân tài đặc thù nàng là từ đâu mà tìm đến, may hôm qua thiết kế hãm hại mình là Đường Thiên Nhất, nếu như là Hoa Trục Nguyệt, mình làm không tốt đến thất bại. Hoa Trục Nguyệt hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hứa Thuần Lương ngầm hiểu, đi qua ngăn tại Thượng Lệ Quân trước người cầm thú, người buông nàng ra. Hoa Trục Nguyệt nghe đến đó, kém chút không có cười trận, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, kỹ xảo của ngươi giống như có chút phụng về a. 3. Hứa Thuần Lương ngoan quất Đường Thiên Nhất một cái bạt tai, cái này bàn tay đánh cho chân thực, dù sao cũng là thật đánh a. Đường Thiên Nhất chịu một tát này, chỉ kém không có hô cứu mạng, nhưng ánh mắt lại bị quần áo khinh bạc Thượng Lệ Quân hấp dẫn, nội tâm ngo ngoe muốn động, con hàng này tiểu huynh đệ tại loại này thời điểm then chốt vậy mà ngẩng đầu mà lên. Không biết có phải hay không Hứa Thuần Lương một tát này nguyên nhân, Đường Thiên Nhất trước mắt xuất hiện huyễn tượng, hắn huyết mạch sôi sục, hiện tại chỉ muốn xông tới tướng Thượng Lệ Quân nhấn ngã trên mặt đất, trùng sát một phen. Đường Thiên Nhất cổ họng phát ra như dã thú gào thét, đột nhiên hướng Thượng Lệ Quân vào tới. Hoa Trục Nguyệt vốn cho là tràng diện đã bị bọn hắn toàn bộ khống chế được, nhưng là không nghĩ tới Đường Thiên Nhất lại có kinh người cử động. Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác lúc này vọt đến một bên. Người này rõ ràng có thể ngăn cản Đường Thiên Nhất, hắn lóe lên mở liền biến thành Đường Thiên Nhất trực tiếp đối diện Thượng Lệ Quân, đã xích lõa trần chuồng Đường Thiên Nhất huyền như là dã thú tướng Thượng Lệ Quân ngã nhào xuống đất bên trên, đưa tay đi kéo y phục của nàng. Thượng Lệ Quân cũng bị dọa, cái này tình huống như thế nào a? Hứa Thuần Lương ngươi tránh cái gì loại thời điểm này không phải hẳn là bảo hộ ta sao? Hoa Trục Nguyệt muốn lên trước hỗ trợ, loại thời điểm này cũng không thể để tỉ muội ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương lại làm cho nàng tiếp lấy đập, diễn trò nhất định phải làm đủ nguyên bộ, có hắn ở bên người không ra được đại sự, nhấc chân tướng Đường Thiên Nhất từ Thượng Lệ Quân trên thân đá văng, trong miệng hô to xúc sinh, người buông nàng ra.
Hoa Trục Nguyệt luôn cảm thấy đằng sau còn có câu lời kịch, thế mà có chút muốn cười. Đường Thiên Nhất bị Hứa Thuần Lương một cước đạp từ Thượng Lệ Quân trên thân bay ra ngoài, Thượng Lệ Quân trước ngực mát lạnh, mảng lớn diện tích thất thủ, trắng bóng đung đưa. Hoa Trục Nguyệt có chút minh bạch, nhất định là Hứa Thuần Lương động tay chân, tiểu tử này quá xấu rồi, đem tỉ muội ta đều hố tiến vào. Lúc này có người sang đây xem náo nhiệt, Thượng Lệ Quân mặc dù thông suốt được ra ngoài, nhưng là trước mặt mọi người cũng không thể bạch bạch triển lộ tự thân tài nguyên, lộn nhào nhặt từ bản thân áo khoác mặc vào, bên này trùm lên quần áo, bên kia liền khóc trời đập đất kêu rên lên. Mấy tên thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm quần chúng vọt lên, đi theo Hứa Thuần Lương cùng một chỗ đối trên mặt đất hai tên lưu manh một trận đánh đau. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hỏa thiêu đến không sai biệt lắm, hắn thế mà đi qua giả thành người tốt đừng đánh, đừng đánh, náo chết người sẽ không tốt. Một bên nói một bên vụng trộm chiếu vào Đường Thiên Nhất bộ mặt đạp một cước, loại thời điểm này không dẫm hai cước đều có lỗi với mình lương tâm. Hoa Trục Nguyệt là thật lo lắng náo chết người, dù sao hiện trường người càng tụ càng nhiều, cũng may cảnh sát đến, điểm này nhất định phải khích lệ một chút Nam Giang cảnh sát, mặc dù chuyện phát sinh thời điểm không tại, nhưng là đi hiện trường tốc độ rất nhanh. Cảnh sát vừa đến, lập tức vây đánh hai cái thằng xui xẻo nhiệt tâm quần chúng giải tán lập tức. Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng hai người bị đánh không nói nổi một lời nào, cuộn cong lại thân thể nằm trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng phát run, bọn hắn đều bị đánh sợ, hai người thậm chí đều lo lắng cho mình sẽ bị phẫn nộ quần chúng cho đánh chết. Cảnh sát thấy một màn trước mắt cũng có chút mộng, hai tên nam tử bị ẩu đả, một người trong đó thoát đến tinh quang, một nữ tử cũng ăn mặc không nhiều, lớn trong nội y mấy tận chân không, khóc đến cũng là mặt mày thảm đạm. Chung quanh không ít nhiệt tâm quần chúng mồm năm miệng mười nói lấy bọn hắn nhìn thấy tình huống, bởi vì chuyện xảy ra hiện trường tương đối vắng vẻ, phụ cận vừa vặn lại không có giám sát, cảnh sát nghĩ muốn hiểu rõ tình tiết vụ án chỉ có thể thông qua cách khác. Hoa Trục Nguyệt bên này có nguyên bộ thu hình lại, nàng rất nhiệt tâm đem thu hình lại cung cấp cho cảnh sát, dùng hết một cái tốt công dân trách nhiệm. Nhân viên cảnh sát trước đưa ba tên người bị thương đi bệnh viện nghiệm thương, đồng thời sắp xếp người viên tiến hành ghi chép. Đối hiện trường nhiệt tâm quần chúng cũng tiến hành cảnh cáo, chủ yếu là nhắc nhở bọn hắn không được tùy ý giải chưa chứng thực tin tức, mạng lưới tuyệt không phải phạm pháp chi địa, nếu như bọn hắn tản lời đồn, cảnh sát sẽ giữ lại truy cứu bọn hắn trách nhiệm quyền lợi. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương cùng đi Thượng Lệ Quân đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra, cũng phối hợp cảnh sát ghi chép. Xử lý bản án cảnh sát xem xét cái này ba chiếc xe, liền ý thức được sự tình không đơn giản. Có thể lái nổi Bentley thêm càng cùng Porsche 911 khẳng định đều không phải là người bình thường. Lúc này có một đám người đến đây, người đến là Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ, Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ tại sáu tên nam tử cùng đi sải bước đi hướng phòng cấp cứu, phô trương 10 phần, nhìn nét mặt của hắn cũng có chút lo lắng, dù sao thụ thương chính là hắn nhi tử bảo bối. Đường Kinh Vĩ cũng không nhận ra Hứa Thuần Lương. Hắn hiện tại chỉ quan tâm thương thế của con trai. Đám người kia sau khi trải qua, Hoa Trục Nguyệt nói, nuôi không dạy lỗi của cha. Thượng Lệ Quân nói, ta còn muốn chứa tới khi nào. Diễn viên cũng không phải dễ làm như thế, diễn đã hơn nửa ngày, lại là khóc lại là náo, nàng cảm thấy có chút thể lực tiêu hao. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cùng cảnh sát nói một tiếng, chúng ta hẳn là trước tiên có thể đi. Tiếp xuống chắc chắn đứng trước một trận đàm phán cùng đánh cờ. Hoa Trục Nguyệt nắm giữ trong tay Đường Thiên Nhất nhược điểm, sau lưng của nàng là Lam Tinh tập đoàn, Đường Thiên Nhất ẩu đả Tương Lâm hành vi đã xúc phạm Lan Hoa môn danh giới cuối cùng, tại loại này nguyên tắc tính vấn đề bên trên, nàng sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nhất định phải để Đường Thiên Nhất trả giá đắt. Hoa Trục Nguyệt ngược lại có chút bận tâm Hứa Thuần Lương, lúc đầu nàng cũng không đề nghị Hứa Thuần Lương cuốn vào cái này không phải là bên trong, dù sao Hứa Thuần Lương trước mắt người tại Trường Hưng, mà Hoa Niên tập đoàn đã bơm tiền Trường Hưng. Trở thành Trường Hưng kim chủ, chỗ làm việc bên trên cùng đại lão bản phát sinh xung đột là phi thường không lý trí hành vi. Trải qua chuyện này Hứa Thuần Lương cùng Đường Thiên Nhất quan hệ trong đó thế thành nước lửa, Hoa Niên tập đoàn không có khả năng coi như bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Là Hứa Thuần Lương kiên trì gia nhập lần này kế hoạch trả thù, kế hoạch mặc dù là Hoa Trục Nguyệt định ra, nhưng là Hứa Thuần Lương ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ba người bọn họ sau khi rời bệnh viện, Hoa Trục Nguyệt mời ăn bữa khuya là Thượng Lệ Quân an ủi, hôm nay vị này tỷ tỷ tốt cư công chí vĩ, làm ra không ít hy sinh. Thượng Lệ Quân đưa ra một cái đồng dạng bối rối Hoa Trục Nguyệt vấn đề, Hứa Thuần Lương, Đường Thiên Nhất tại sao phải cởi quần áo? Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, cái này cần hỏi ngươi, hỏi ta,
Thượng Lệ Quân vô cùng ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, người quá đẹp, Đường Thiên Nhất loại này đạo đức bại hoại thiếu khuyết tự chủ người nhìn thấy ngươi khẳng định nghĩ phạm tội, chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này, thế mà tại trước mắt bao người liền muốn phi lễ ngươi. Thượng Lệ Quân nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, trưng cầu Hoa Trục Nguyệt ý kiến, dù sao nàng đối Hứa Thuần Lương là không có chút nào tin tưởng. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói hoàn toàn chính xác vô sỉ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười đến dương quang sán lạn, chẳng biết xấu hổ. Thượng Lệ Quân nói, các ngươi một cái bày mưu nghĩ kế, một cái bỏ đá xuống giếng, ta nhân vật liền là phụ trách hy sinh nhan sắc, hôm nay bị người nhìn cũng nhìn, sợ cũng sợ soạng, ta thiệt thòi lớn. Hứa Thuần Lương đứng dậy cung cung kính kính cho Thượng Lệ Quân bưng một chén rượu nói, Thượng tỷ vất vả. Thượng Lệ Quân tiếp nhận chén rượu kia nói, ta nếu là biết hy sinh như thế lớn, ta còn thực sự đến suy tính một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, lúc đầu kế hoạch không bao gồm lộ hàng, đây thuộc về ngoài ý muốn. Thượng Lệ Quân thân thể không bị tổn thương, tại bệnh viện kiểm tra kết quả chính là bị đe dọa, trên tinh thần bị kích thích. Hai tên thi bạo người bị thương càng nặng, nhất là Đường Thiên Nhất xương sườn bị đá đoạn mất hai cây, đến bây giờ thân thể run rẩy đều không có bình phục, hắn chẩn bệnh bên trên cũng có một đầu hoảng sợ quá độ. Dù sao ngươi chỉ cần đến bệnh viện, luôn có thể nhìn mắc lỗi. Coi như trên sinh lý không có có tâm lý bên trên cũng có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Thượng Lệ Quân lao khổ công cao, Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình đẩy xe lăn hộ tống nàng kiểm tra, Hoa Trục Nguyệt chạy trước chạy sau hỗ trợ giao nộp lấy thuốc, thừa dịp Hoa Trục Nguyệt lúc đóng tiền, Thượng Lệ Quân đối Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, Hứa Thuần Lương, hai ta không cừu không oán a. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói không có, không có. Không có tiểu tử ngươi đêm nay cố ý lừa ta. Ta đã lớn như vậy không có bị nhiều như vậy nam nhân đồng thời nhìn qua. Hứa Thuần Lương nói, Thượng tỷ, ta cái gì đều không nhìn thấy. Đánh giám, ta có nhỏ như vậy sao? Hứa Thuần Lương một mặt xu nịnh nói không nhỏ không nhỏ, so Hoa tỷ lớn hơn. Câu nói này một chút đâm trúng Thượng Lệ Quân cười điểm, Thượng Lệ Quân khanh khách cười không ngừng, vừa vặn Hoa Trục Nguyệt giao nộp trở về, nhìn thấy hai người bọn hắn vừa nói vừa cười, nhịn không được nhắc nhở, thu điểm, cảnh sát đều không đi đâu. Nàng nói chuyện, Thượng Lệ Quân mừng rỡ lợi hại hơn, Hứa Thuần Lương cũng nghiêng miệng, một mặt cười xấu xa. Hoa Trục Nguyệt mắng có cái gì tốt cười, bệnh tâm thần, Thượng Lệ Quân hướng ngực nàng liếc một cái nói, tiểu Hứa nói ngươi không bằng ta lớn. Hoa Trục Nguyệt lúc này mới làm rõ ràng hai người bọn họ cười cái gì, hung dữ chừng Hứa Thuần Lương một chút ngươi nhưng thật thất đức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này có một đám người đến đây. Người đến là Hoa Niên Tập đoàn Tổng Giám đốc Đường Kinh Vĩ. Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ tại sáu tên nam tử cùng đi sải bước đi hướng phòng cấp cứu, phô trương 10 phần, nhìn nét mặt của hắn cũng có chút lo lắng. Dù sao thụ thương chính là hắn nhi tử bảo bối, mặc dù Đường Thiên Nhất bất tranh khí, nhưng là hắn chỉ có một đứa con trai, đối với hắn xem như sinh mệnh. Đường Kinh Vĩ cũng không nhận ra Hứa Thuần Lương, hắn hiện tại chỉ quan tâm thương thế của con trai. Đám người kia sau khi trải qua, Hoa Trục Nguyệt nói, nuôi không dạy lỗi của cha. Đường Thiên Nhất có thể biến thành hôm nay bộ dáng này cùng Đường Kinh Vĩ yêu chiều cùng phóng túng có quan hệ, lấy Đường Thiên Nhất ngang ngược càn rỡ, nếu như không biết thu liếm, về sau còn phải bị thua thiệt. Thượng Lệ Quân nói, ta còn muốn chứa tới khi nào. Diễn viên cũng không phải dễ làm như thế, diễn đã hơn nửa ngày, lại là khóc lại là náo, nàng cảm thấy có chút thể lực tiêu hao. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cùng cảnh sát nói một tiếng, chúng ta hẳn là trước tiên có thể đi. Sau đó chắc chắn đứng trước một trận đàm phán cùng đánh cờ, Hoa Trục Nguyệt nắm giữ trong tay Đường Thiên Nhất nhược điểm, sau lưng của nàng là Lam Tinh Tập đoàn, Đường Thiên Nhất ẩu đả Tương Lâm hành vi đã xúc phạm Lan Hoa môn danh giới cuối cùng, tại loại này nguyên tắc tính vấn đề bên trên, nàng sẽ không dễ dàng nhượng bộ nhất định phải để Đường Thiên Nhất trả giá đắt. Hoa Trục Nguyệt ngược lại có chút bận tâm Hứa Thuần Lương, lúc đầu nàng cũng không đề nghị Hứa Thuần Lương cuốn vào cái này không phải là bên trong, dù sao Hứa Thuần Lương trước mắt người tại Trường Hưng, mà Hoa Niên Tập đoàn đã bơm tiền Trường Hưng, trở thành Trường Hưng kim chủ, chỗ làm việc bên trên cùng đại lão bản phát sinh xung đột là phi thường không lý trí hành vi. Trải qua chuyện này Hứa Thuần Lương cùng Đường Thiên Nhất quan hệ trong đó thế thành nước lửa, Hoa Niên Tập đoàn không có khả năng coi như bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Là Hứa Thuần Lương kiên trì gia nhập lần này kế hoạch trả thù. Kế hoạch mặc dù là Hoa Trục Nguyệt định ra, nhưng là Hứa Thuần Lương ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ba người bọn họ sau khi rời bệnh viện,
Hoa Trục Nguyệt mời ăn bữa khuya là Thượng Lệ Quân an ủi, hôm nay vị này tỷ tỷ tốt cư công chí vĩ, làm ra không ít hy sinh. Thượng Lệ Quân đưa ra một cái đồng dạng bối rối Hoa Trục Nguyệt vấn đề, Hứa Thuần Lương, Đường Thiên Nhất tại sao phải cởi quần áo? Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, cái này cần hỏi ngươi. Hỏi ta, Thượng Lệ Quân vô cùng ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi quá đẹp, Đường Thiên Nhất loại này đạo đức bại hoại thiếu khuyết tự chủ người nhìn thấy ngươi khẳng định nghĩ phạm tội, chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này, thế mà tại trước mắt bao người liền muốn phi lễ ngươi. Thượng Lệ Quân nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, trưng cầu Hoa Trục Nguyệt ý kiến, dù sao nàng đối Hứa Thuần Lương là không có chút nào tin tưởng. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, hoàn toàn chính xác vô sỉ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười đến dương quang sáng lạn, chẳng biết xấu hổ. Thượng Lệ Quân nói, các ngươi một cái bầy mưu nghĩ kế, một cái bỏ đá xuống giếng, ta nhân vật liền là phụ trách hy sinh nhan sắc, hôm nay ta thiệt thòi lớn. Hứa Thuần Lương đứng dậy cung cung kính kính cho Thượng Lệ Quân bưng một chén rượu nói, Thượng tỷ vất vả. Thượng Lệ Quân tiếp nhận chén rượu kia nói, ta nếu là biết hy sinh như thế lớn, ta còn thực sự đến suy tính một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, lúc đầu kế hoạch không bao gồm lộ hàng, đây thuộc về ngoài ý muốn. Thượng Lệ Quân nói, ta hiện tại hiểu được cái gì gọi là tai nạn xe cộ hiện trường, Trục Nguyệt, người diễn kỹ so với ta tốt, vì sao ngươi không tự thân lên trận? Hoa Trục Nguyệt bưng lên chén rượu kia, ta kính thượng tỷ. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, nàng giống như không bằng ngươi lớn. Thượng Lệ Quân phốc, cười ra tiếng, Hoa Trục Nguyệt hận không thể cầm trong tay chén rượu này trực tiếp dội tại Hứa Thuần Lương trên mặt, lão nương chỗ nào không bằng nàng lớn. Lớn liền nhất định được không? Hứa Thuần Lương nói, ta nói là tuổi tác. Thượng Lệ Quân nói, không vui, ngươi nói là ta già rồi. Hứa Thuần Lương nói, đừng hiểu lầm. Ta nói là chỉ có thượng tỷ loại này có lịch duyệt xã hội người mới có thể tướng chuyện đêm nay làm được hoàn mỹ như vậy, đổi thành hoa tỷ đều không được. Ngươi ít lên cho ta nhãn dược, ta tính đã nhìn ra, đếm tiểu tử ngươi xấu nhất. Hoa Trục Nguyệt nói, ta liền nói ngươi nhìn nam nhân chuẩn đi. Thượng Lệ Quân uống chén rượu này nói, các ngươi thật định đem tiểu tử kia cho làm đi vào. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, nếu như quyết định xuất thủ đối phó một người. Vậy sẽ phải triệt để phá vỡ ý chí của hắn, không phải liền sẽ hậu hoạn vô tận. Hứa Thuần Lương đối Hoa Trục Nguyệt câu nói này phi thường tán đồng, mình hôm nay phiền phức cũng là bởi vì lúc trước đối Đường Thiên Nhất lực chấn nhiếp không đủ, nếu như tại Đông Châu liền đem lòng tin của hắn triệt để phá vỡ vào nát, lại nhiều dẫm lên mấy cước cũng sẽ không phát sinh chuyện gần nhất. Hoa Trục Nguyệt nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng bọn hắn sẽ tìm ngươi giải quyết vấn đề, ngươi một mực đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người của chúng ta. Hứa Thuần Lương phát hiện Hoa Trục Nguyệt mặc dù xuất thân Lan Hoa Môn, nhưng là làm người phi thường trượng nghĩa, hắn cười nói, ta nắm chắc. Uống xong chén rượu này, dẫn đầu đứng dậy cáo từ, trường đảng đối chấm công có quy định, muộn tại 11 giờ vào không được cửa trường. Hoa Trục Nguyệt đưa ra tìm người tiễn hắn, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần phải vậy. Chờ hắn rời đi về sau, Thượng Lệ Quân nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi phải cẩn thận a. Cẩn thận cái gì? Thượng Lệ Quân bưng chén rượu lên cùng với nàng đụng một cái, tiểu tử này mưu ma trước quỷ thật nhiều, người gặp gỡ đối thủ. Hoa Trục Nguyệt khinh thường nói, hắn còn trẻ một chút đi. Mặc dù thừa nhận Hứa Thuần Lương trí tuệ xuất chúng, nhưng là nàng cũng không có tướng Hứa Thuần Lương xem làm đối thủ. Thượng Lệ Quân cười tủm tỉm nói, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hoa văn phong phú, nếu là có dạng này một vị nhỏ bạn trai cũng không tệ, kích thích a. Hoa Trục Nguyệt nhìn không được bật cười, làm sao? Động tâm, có muốn hay không ta giúp ngươi đáp cầu dắt mối? Thượng Lệ Quân nói, ta nhưng không với cao nổi. Chợt lại hạ giọng nói, liền sợ có người động phàm tâm. Hoa Trục Nguyệt đem rượu trong chén uống xong nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thượng Lệ Quân nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đi qua ta nhưng chưa thấy qua ngươi quan tâm như vậy qua người khác, còn chủ động đem mọi chuyện cần thiết đều hướng trên người mình ôm. Trục Nguyệt, ngươi đi qua cũng không phải cái dạng này a. Nàng cùng Hoa Trục Nguyệt là tương giao nhiều năm tỉ muội, đối nàng không phải là dài hiểu rõ. Hoa Trục Nguyệt nói, lời khách khí mà thôi, ngươi cho rằng ta nói như vậy người ta liền đem tất cả trách nhiệm đều tính tại trên đầu chúng ta, nói thật, ta không mò ra sáo lộ của hắn, ngươi nói thông minh đi, hắn khẳng định là thông minh hơn người, nhưng là đêm nay hắn không phải muốn ra mặt tự mình đối phó Đường Thiên Nhất, hắn chẳng lẽ liền không sợ Đường Kinh Vĩ cùng hắn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt.
Thượng Lệ Quân nói, đã dám làm như vậy liền chứng minh hắn có chỗ ỷ lại, Đông Châu sự tình bên trên, các ngươi còn không phải như vậy ăn phải cái lỗ vốn. Nhắc lên chuyện này Hoa Trục Nguyệt trầm mặc xuống, một lát sau mới nói, Đông Châu sự tình cũng là bởi vì Đường Thiên Nhất mà lên, là Tạ Xuân Lôi xử sự không thích đáng, trách không được hắn. Thượng Lệ Quân nói, nhìn xem, đã bắt đầu bảo vệ cho hắn. Hoa Trục Nguyệt cười nói, con người của ta chưa hề đều là có sao nói vậy, bất quá đêm nay Đường Thiên Nhất thoát y sự tình khẳng định là hắn một tay gây nên. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cho Đường Thiên Nhất hạ mê hồn dược? Thượng Lệ Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Đường Thiên Nhất vừa rồi cử động thái độ khác thường, coi như hắn lại không hổ thẹn bỉ ổi, cũng không có khả năng tại loại này tình trạng hạ làm ra loại kia mất lý trí sự tình, lúc ấy hắn càng giống là bị ma quỷ ám ảnh, tinh thần rối loạn. Hoa Trục Nguyệt nhắm mắt lại nhớ lại vừa rồi toàn bộ quá trình, Đường Thiên Nhất biểu hiện rất không bình thường, cuối cùng nhào về phía Thượng Lệ Quân thời điểm hoàn toàn đánh mất lý trí, phàm là đầu não có vẻ thanh tỉnh cũng sẽ không như thế làm. Thượng Lệ Quân nói, ý của ngươi là nói, Hứa Thuần Lương có thể thao túng ý chí của một người. Chẳng lẽ hắn là Thôi Miên Sư? Hoa Trục Nguyệt nói, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thế nhưng là sâu xa khó hiểu, ta biết hắn cũng có một đoạn thời gian, cảm giác phi thường kỳ quái. Đó chính là đối với hắn có cảm giác, tỉ muội, người muốn chuyện xấu. Hoa Trục Nguyệt cười cười nói, mặc dù hắn nhìn tuổi trẻ, nhưng cách đối nhân xử thế tựa như là một cái tu luyện ngàn năm lão yêu. Cách đối nhân xử thế thường thường ngoài dữ liệu. Hoa Trục Nguyệt không khỏi lại nghĩ tới Hứa Thuần Lương giúp nàng thôi cung quá huyết tình cảnh, ngón chân vô ý thức nắm chặt, cái này tên đáng chết, hại ta không cạn. Thượng Lệ Quân nói, hắn có phải hay không người trong giang hồ? Có thể điều tra thêm Hồi Xuân Đường đấy. Hoa Trục Nguyệt nói, đã tra xét, Hồi Xuân Đường không có bất cứ vấn đề gì, ra ra hắn Hứa Trường Thiện chỉ là một cái phổ phổ thông thông lão trung y, muốn nói có cái gì đặc biệt. Đơn giản là y thuật tốt một chút. Nói đến đây, Hoa Trục Nguyệt nhớ tới lần trước cõng Hứa Thuần Lương đi tìm Hứa Trường Thiện cầu y kinh lịch, lấy cớ mình bả vai đau, Hứa Trường Thiện cũng giúp nàng xoa bóp mấy lần, cảm giác còn giống như không bằng Hứa Thuần Lương, mặc dù bộ vị khác biệt, nhưng là thủ pháp còn có thể phân biệt ra được, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương trò giỏi hơn thầy. Hoa Trục Nguyệt càng nghĩ càng là mê hoặc, lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng nhìn thấy phía trên điện thoại, lạnh nhạt nói, Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân là Đường Thiên Nhất thúc thúc, Hoa Niên tập đoàn CFO, người này cũng là Lam Tinh khách quen, lúc này gọi điện thoại tới, không cần hỏi nhất định là vì cái này khởi tranh chấp. Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên, Hoa Trục Nguyệt căn bản không có nghe ý tứ. Thượng Lệ Quân nói, ngươi không có ý định nói chuyện với hắn một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, sâu một sâu tính tình của bọn hắn, chuyện này bị động lại không phải chúng ta. Thượng Lệ Quân nhắc nhở nàng nói. Hoa Niên tập đoàn tại Bình Hải vẫn rất có thực lực, chuyện này nếu như làm lớn chuyện, đối Lam Tinh cũng không có chỗ tốt. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, ta biết xử lý như thế nào. Đường Thiên Nhất nhìn thấy phụ thân liền khóc lên, Đường Kinh Vĩ nhíu mày, nhìn thấy nhi tử này tấm hình dạng, lại là đau lòng lại là phiền muộn, hắn có một mà hai nữ, thương nhất chính là cái này tiểu nhi tử, nhất bất tranh khí cũng là hắn, từ nhỏ đến lớn không ít cho mình gây chuyện. Nhưng đi qua trên cơ bản đều là hắn khi dễ người khác, gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng đều là hắn ăn thiệt thòi, nhìn thấy nhi tử thụ thương, so Đường Kinh Vĩ mình chịu khổ còn khó chịu hơn, lúc đầu nghĩ trách cứ đều không đành lòng nói ra. Bác sĩ đơn giản giảng thuật một chút bệnh tình, hai cây xương sườn gãy xương, xương mũi lần, còn tốt không có nội tạng thụ thương, cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh, liền Đường Thiên Nhất loại tình huống này đề nghị nằm viện trị liệu. Đường Kinh Vĩ để trợ lý đi làm thủ tục. Lúc này Hàn Văn Thắng phụ mẫu cũng đến, Hàn Văn Thắng phụ thân Hàn Thái là vị ô tô thương nhân, tại Bình Hải có được nhiều nhà 4S cửa hàng, thân gia cũng có mười mấy ức, nhưng là tài lực cùng Đường Kinh Vĩ không thể so sánh, bởi vì tên của hắn, người khác phía sau đều gọi hắn là lốp xe, thậm chí gọi hắn là già thai hàng, cùng người này làm việc không từ thủ đoạn có quan hệ. Hàn Thái người này danh tiếng cực kém, nghe nói người này vì lợi ích liền cha ruột mẹ ruột đều có thể bán. Hàn Văn Thắng trên thân mặc dù không có gãy xương, nhưng là hắn dưới hông yếu hại bị đá mấy chân, xương cùng trái bưởi giống như hắn lão mụ nhìn thấy nhi tử mệnh căn tử biến thành dạng này, kém chút không có dọa ngất đi. Hàn Thái đến tìm Đường Kinh Vĩ, tức giận nói, Đường Tổng, chuyện này không thể tính như vậy, nhất định phải truy cứu đánh người người trách nhiệm, mẹ nó, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Đường Kinh Vĩ từ thực chất bên trong xem thường Hàn Thái loại này nhà giàu mới nổi. Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm,
thở dài nói, lão Hàn, cảnh sát nói là bọn hắn nháo sự trước đây. Đường Thiên Nhất lúc này khôi phục một chút, kêu rên nói, cha. Không phải cái dạng này, là bọn hắn hãm hại ta, là Hứa Thuần Lương hãm hại ta. Đường Kinh Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng, ngươi im miệng. Chuyển hướng Hàn Thái nói, lão Hàn, ra đến nói chuyện. Hai người tới phòng cấp cứu phía ngoài vườn hoa, Hàn Thái móc ra khói cung kính đưa cho Đường Kinh Vĩ, Đường Kinh Vĩ khoát tay áo biểu thị mình không rút. Hàn Thái nhóm lửa một điếu thuốc lá, dùng sức đánh hai cái nói, Đường Tổng, bọn hắn quá độc ác, là chạy để cho nhi tử ta đoạn tử tuyệt tôn đi. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi tự mình hỏi một chút con của ngươi, đến cùng tình huống như thế nào? Cảnh sát nói đúng không phải là thật. Hàn Thái nói, ta hỏi qua, bọn hắn lúc đầu hảo hảo lái xe, là cái kia mở BMW nương môn cố ý gây sự, đem bọn hắn dẫn tới vắng vẻ địa phương, sau đó xáo lộ cái này hai hài tử, còn có, cô nương kia gọi Thượng Lệ Quân, nàng không phải người địa phương, đi qua tại Lam Tinh làm qua, đêm nay bênh vực kẻ yếu, một cái là Lam Tinh tập đoàn phó tổng Hoa Trục Nguyệt, một cái gọi Hứa Thuần Lương, thao hắn đại gia, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hàn Thái sửa xe công nhân xuất thân, không có văn hóa gì, câu câu không rời chữ thô tục. Đường Kinh Vĩ nhíu mày, người trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tra rõ ràng lại nói, nếu như sự tình là hai hài tử trách nhiệm, chúng ta làm như thế nào bồi liền thường thế nào, nếu như không trách chúng ta, ai cũng đừng nghĩ oan uổng chúng ta. Hắn phẫn nộ trong lòng tuyệt không kém hơn Hàn Thái, chỉ bất quá hắn khống chế cảm xúc năng lực phải mạnh hơn Hàn Thái. Hàn Thái dùng sức chút đầu, lúc này một y tá trải qua, trách mắng, ai bảo các ngươi ở chỗ này hút thuốc. Hàn Thái dùng sức hút một hơi, đem điếu thuốc ném xuống đất dẫm diệt. Nhặt lên, cái gì tố chất? Hàn Thái hung dữ trừng mắt tên kia y tá, cút. Nói người nào, y tá cũng không phải cái tốt tính, chỉ vào Hàn Thái đi tới. Đường Kinh Vĩ nhanh đi cho tên kia y tá nói xin lỗi, Hàn Thái loại người này tố chất thực sự quá kém, đi cùng với hắn dễ dàng kéo thấp thân phận của mình. Điện thoại di động ở đầu giường vang lên, Triệu Phi Dương từ trong chăn ngẩng đầu lên, lại bị một đầu tuyết trắng cánh tay ôm lấy kéo trở về, nhưng điện thoại vẫn tại chấp nhất mà vang lên, Triệu Phi Dương chỉ có thể vén chăn lên, cầm điện thoại lên, cánh tay kia vẫn dây thường xuân một dạng quấn lấy cổ của hắn, lại giống trên cổ quấn một đầu bạch xà. Triệu Phi Dương nhìn thấy phía trên biểu hiện danh tự, trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn có chút thô bạo tránh thoát cánh tay kia Đường Kinh Vĩ. Nói xong lại ngồi dậy, cầm điện thoại lên, hít thở một cái, sau đó mới nhận nghe điện thoại Đường Tổng, ngài tốt. Đường Kinh Vĩ rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhất là thời gian này, Triệu Phi Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, xác định thời gian đã là không điểm, hắn ý thức được nhất định có chuyện quan trọng phát sinh. Đường Kinh Vĩ ngữ khí vẫn là nhất quán không nhanh không chậm, Phi Dương a, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a. Triệu Phi Dương nói, không có, ta còn chưa ngủ. Hắn cảm giác có một cái tay trong chăn trêu chọc lấy mình, Triệu Phi Dương nhíu mày. Phi Dương, vừa mới xảy ra một ít chuyện. Con của ta, Thiên Nhất ngươi biết a? Nhận ra, chúng ta gặp mặt qua, một loại chẳng lành cảm giác bao phủ Triệu Phi Dương nội tâm. Hắn nhưng có thể cùng các người bệnh viện Tiểu Hứa phát sinh một chút hiểu lầm. Đường Kinh Vĩ không có điểm danh, nói đến cũng đầy đủ huyền chuyển. Nhưng là Triệu Phi Dương một trái tim như rơi vào hầm băng, hắn biết Hứa Thuần Lương trước mắt ngay tại Nam Giang trường đảng chuyện học tập, chỉ là Nam Giang như thế lớn, hắn tại sao lại cùng Đường Thiên Nhất gặp được? Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Núp ở trong chăn người, từ Triệu Phi Dương mềm hóa bên trong đã nhận ra biến hóa của hắn, từ bỏ tiếp tục trêu chọc cố gắng của hắn, nhẹ khẽ vuốt vuốt bộ ngực của hắn, Triệu Phi Dương bắt lấy tay của nàng. Đường Tổng, ta lập tức tìm hiểu một chút tình huống. Đường Kinh Vĩ nói, ta cũng là ý tứ này, giữa những người tuổi trẻ có chút va va chạm chạm rất bình thường, nhưng bây giờ đều là người một nhà, không cần thiết ra tay ác như vậy đi. Triệu Phi Dương đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Đường Tổng, Thiên Nhất tình huống thế nào? Đường Kinh Vĩ thở dài, nhập viện rồi. Nói xong hắn liền đã cúp điện thoại. Triệu Phi Dương như là bị người quay đầu rót một chậu nước lạnh, để điện thoại xuống, bên người Bùi Lâm ngồi dậy ôm hắn ôn nhu nói, thế nào? Triệu Phi Dương giận không kềm được nói, cái này Thuần Lương, thật sự là đi đâu mà đều gây phiền toái, hắn đi Đông Châu trường đảng học tập. Thế mà đem Đường Thiên Nhất lại đánh, người nói hắn có phải hay không ít gân? A, Bùi Lâm cũng lấy làm kinh hãi. Nghiêm trọng không? Sau khi hỏi xong nàng liền ý thức được lời này hỏi được có chút dư thừa,
không nghiêm trọng Đường Kinh Vĩ cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho Triệu Phi Dương, cái này có chút tìm ra trưởng ý tứ, Đường Kinh Vĩ tìm Triệu Phi Dương nguyên nhân chính là cho rằng Hứa Thuần Lương là người của hắn. Triệu Phi Dương ngồi ở chỗ đó nhìn qua điện thoại trầm mặc một hồi lâu. Bùi Lâm nói, không bằng tìm Cao Bí Thư trước tìm hiểu một chút tình huống. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương tại xảy ra chuyện trước đó liền dự liệu được chuyện này sẽ ở Trường Hưng nhấc lên sóng gió, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ tạo thành Trường Hưng hai vị đại lãnh đạo trắng đêm không ngủ. Cao Tân Hoa một đêm ngủ không ngon, hắn cũng rất muốn tìm hiểu tình huống, nhưng là tiếp vào điện thoại lúc sau đã là rạng sáng, suy nghĩ một chút, dù sao sự tình đã phát sinh, vẫn là chờ ngày mai lại nói. Hôm nay là thứ bảy, Cao Tân Hoa không cần đi bệnh viện làm. Thê tử Tiếu Sở Hồng sáng sớm dậy cho hắn mua được hắn thích ăn nhất lão vương cháo nóng bánh quẩy. Cao Tân Hoa lại không có nhiều muốn ăn, suy tính một đêm vẫn là không có cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, hắn quyết định tìm Chiến Hữu cũ Chiêm Ái Hoa hỗ trợ trước làm rõ ràng tình huống. Chiêm Ái Hoa rất nhanh liền cho hắn đáp lời, thông qua hắn một người cảnh sát bằng hữu giải được tình huống là như thế này, Đường Thiên Nhất cùng hắn một vị bằng hữu lúc lái xe cùng một vị nữ lái xe phát sinh xung đột. Bọn hắn đoạn ngừng kia nữ lái xe cỗ xe, cũng đối nên danh nữ lái xe đe dọa quấy rối. Hứa Thuần Lương cùng hắn một vị bằng hữu vừa vặn lái xe trải qua, trước mắt cảnh sát cung cấp tình huống là bọn hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, Hứa Thuần Lương bảo vệ tên kia nữ lái xe, về phần Đường Thiên Nhất có phải hay không Hứa Thuần Lương đả thương trước mắt còn không có kết luận, bởi vì hiện trường xuất thủ đánh Đường Thiên Nhất mấy cái. Cao Tân Hoa nghe được kết quả này lập tức an tâm rất nhiều. Hứa Thuần Lương là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã liền cảnh sát đều. Nói như vậy, sẽ không có chênh lệch quá lớn. Bất quá Cao Tân Hoa cũng rõ ràng Đường Thiên Nhất cùng Hứa Thuần Lương có oán hận chất chứa, chuyện này cũng không có trùng hợp như vậy, Nam Giang nhưng so sánh Đông Châu lớn hơn, làm sao lại trùng hợp như vậy Đường Thiên Nhất gây chuyện thời điểm bị hắn cho gặp được. Cao Tân Hoa xin nhờ Chiêm Tân Hoa theo vào một chút chuyện này, cúp điện thoại nhìn thấy thê tử đang nhìn hắn. Cao Tân Hoa cười nói ngươi nhìn cái gì? Tiếu Sở Hồng nói, ngươi là thật đem Tiểu Hứa xem như con trai. Cao Tân Hoa cười ha ha làm sao? Ngươi ăn dấm à? Tiếu Sở Hồng nói, kia thật không có, cảm giác ngươi đối con gái chúng ta đều không có đối với hắn để bụng. Nữ nhi không cho ta quản à? Kia là không khiến người bận lòng. Cao Tân Hoa gật đầu nói đúng, ngươi nói đều đúng. Nhưng trong lòng có chút không tán đồng, nữ nhi từ khi lên đại học, đã rất ít cùng hắn chủ động liên hệ, loại này xa cách cảm giác tuyệt không phải là ảo giác, hắn có đôi khi thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy nữ nhi cùng mình đã không còn là cùng một thế giới người. Tiếu Sở Hồng nói, lão Cao, người hẳn không phải là còn muốn cứng rắn đem hai bọn họ hướng một khối góp A. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, người ta Tiểu Hứa có đối tượng, người thấy qua, cái kia Mai Như Tuyết. Tiếu Sở Hồng nói, muốn nói cái kia Mai Như Tuyết cũng thật sự là xinh đẹp. Tuổi còn trẻ liền lên làm Hồ Sơn trấn trưởng trấn, ra thế khẳng định không tệ, ai, người nói nàng là nghĩ như thế nào? Như thế điều kiện tốt tại sao muốn tìm Tiểu Hứa đâu? Cao Tân Hoa nhưng không thích nghe, cầm trong tay bát buông xuống Tiểu Hứa chỗ nào chênh lệch a? Ta cảm thấy rất tốt, ngoại trừ trình độ phương diện yếu một ít, các mặt năng lực đều rất mạnh. Tiếu Sở Hồng nở nụ cười được rồi, đi, ta còn không thể nói hắn, nếu như ta không phải rõ ràng tình huống. Thật sẽ cảm thấy hắn là ngươi ở bên ngoài sống tạm bợ nhi tử. Cao Tân Hoa nói, ngươi nói mò gì? Tiếu Sở Hồng nói trở lại, chúng ta Tiểu Bạch cũng trưởng thành, cũng không tìm đối tượng, chỉ biết là học tập, lại không hiểu được cách ăn mặc. Chừng 2 năm nữa, ưu tú nam hài tử đều bị người đồng lứa cho chọn xong, ngươi biết nhiều người như vậy, liền không thể giúp chúng ta chọn cái thanh niên tài tuấn. Cao Tân Hoa nói, bên cạnh ta không có gì thanh niên tài tuấn. Tiếu Sở Hồng nói, Chiêm Ái Hoa đứa con kia thế nào? Cao Tân Hoa nói, không hiểu rõ. Tiếu Sở Hồng nói, lão Chiêm thế nhưng là vẫn luôn nghĩ người khuê nữ cho hắn làm con dâu phụ đâu, muốn nói người ta điều kiện cũng không tệ, lão Chiêm cũng phải hơn 100 triệu thân ra đi, nhi tử vẫn là du học thạc sĩ, tuổi trẻ tài cao. Cao Tân Hoa ha ha cười một tiếng. Người cười cái gì? Cao Tân Hoa nói, cái kia là cái nước to lớn, tiểu tử này khi còn bé học tập chẳng ra sao cả. Thật là có bản lĩnh mình đi lập nghiệp a. Tiếu Sở Hồng nói, ta xem như đã nhìn ra, trong mắt ngươi chỉ có Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm liền có không ít người gọi điện thoại cho hắn, trong đó một cái là Cao Tân Hoa, Hứa Thuần Lương một đoán liền biết chuyện này đã truyền đến Trường Hưng, 89 phần 10 là Hoa Niên tập đoàn cho Trường Hưng phương diện làm áp lực.
Tiếp thông điện thoại kêu một tiếng Cao Thúc. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi còn muốn đánh nữa hay không, tính tại Trường Hưng làm tiếp. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài tin tức thật đúng là linh thông, làm sao? Triệu Phi Dương để ngài tìm ta Hưng sư vấn tội rồi. Cao Tân Hoa nói, ta mặc kệ ngươi chuyện gì xảy ra, ta cũng không hỏi thị phi đúng sai, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi đánh người trước đó có nghĩ tới hậu quả hay không? Hứa Thuần Lương nói, nghĩ tới, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn đối một cái nhược nữ tử bên đường đùa nghịch lưu manh a. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi chớ cùng ta quấn, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ ngươi không rõ ràng. Ngươi làm như vậy, để Triệu viện trưởng làm sao đối diện Hoa Niên tập đoàn Đường tổng? Hứa Thuần Lương nói, hắn yêu làm sao đối diện liền làm sao đối diện, chúng ta cũng không thể hướng vốn liếng cúi đầu a. Cao Thúc, ta có thể hướng ngài cam đoan, cái này Đường Thiên Nhất tuyệt đối nên đánh, mà lại đánh hắn không chỉ ta một cái, cảnh sát đều nói ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cao Tân Hoa nói, Đường Thiên Nhất làm chuyện xấu có cảnh sát quản, ngươi không phải người chấp pháp, tiểu tử ngươi dám vỗ ngực nói cho ta không có công báo tư thủ nhân tố ở bên trong. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là ngài hiểu ta, ta lần này hạ thủ lưu tình, nếu như ta nếu là không nhìn ngài cùng Triệu viện mặt mũi, ta chỉ ít để hắn tại nằm bệnh viện nửa năm. Cao Tân Hoa đơn giản im lặng, ngữ trọng tâm trường nói, Thuần Lương a, Triệu viện trưởng bởi vì việc này tiếp nhận rất lớn áp lực, nếu như Hoa Niên phương diện quyết tâm muốn đối phó ngươi, hắn cũng không gói được ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài giúp ta chuyển cáo Triệu viện, chuyện này ta ai làm nấy chịu, tuyệt sẽ không liên lụy bệnh viện chúng ta, càng sẽ không liên lụy Triệu viện. Cao Tân Hoa thở dài, sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi, hắn hỏi thăm một chút Hứa Thuần Lương gần nhất học tập tình trạng, lấy hắn đến xem, Hứa Thuần Lương hiện tại hẳn là cân nhắc rời đi Trường Hưng. Phát sinh chuyện lần này về sau, coi như Triệu Phi Dương miễn cưỡng đem hắn lưu tại Trường Hưng, về sau cũng không dám trọng dụng, Triệu Phi Dương mặc dù thưởng thức Hứa Thuần Lương, nhưng là không thể nào vì hắn cùng Hoa Niên tập đoàn trở mặt. Kỳ thật Trường Hưng tiền đồ không biết, Hứa Thuần Lương cũng không phải là không có chỗ, cùng lưu tại nơi này bị đánh ép xa lánh, không bằng khác mưu thăng chức. Cao Tân Hoa lần này cũng không có quá lo lắng, đại khái bởi vì Hứa Thuần Lương trước đây cũng trêu vào không ít sự tình, mỗi một lần hắn đều có thể gặp giữ hóa lành, bình an vượt qua, đánh ân hằng chế dược lão tổng Thịnh Chiêu Huy lần kia, không cũng giống vậy bị hắn hóa giải, tiểu tử này phía sau luôn có quý nhân tương trợ. Cao Tân Hoa đem hiểu rõ đến tình huống hướng Triệu Phi Dương làm một cái báo cáo, Triệu Phi Dương nghe xong cũng không có gì đặc biệt biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nói một câu ta đã biết. Triệu Phi Dương hiện tại người tại khu công nghệ cao công trường, theo Hoa Niên tập đoàn đầu tư từng bước chứng thực, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện cũng bắt đầu vật liệu vào sân, mặc dù bên này là phó viện trưởng Viên Bội Cường phụ trách, nhưng là Triệu Phi Dương nhất định phải tự mình giữ cửa ải mới có thể yên tâm. Tại sự nghiệp bên trên, Triệu Phi Dương được công nhận kính nghiệp. Viên Bội Cường cũng là nghe nói Triệu Phi Dương đích thân tới công trường, mới chạy tới, bồi tiếp Triệu Phi Dương tại công trường hiện trường đi lòng vòng. Triệu Phi Dương hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành nửa cái kiến trúc chuyên gia, nói lên vấn đề đều vô cùng sắc bén, công trường tổng thanh tra đều bị hắn hỏi được một đầu mồ hôi. Viên Bội Cường nói cho Triệu Phi Dương, chính thức khởi công ngày hẳn là tại qua sang năm, hiện tại vẫn là lấy Trường Hưng bản bộ hai kỳ kiến thiết làm chủ. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, mặc dù nhưng đã từ đi công chức, nhưng là hắn ngược lại cảm giác so với quá khứ áp lực lớn hơn, Hoa Niên tập đoàn cho hắn rất lớn quyền lực, nhưng là quyền lực càng lớn áp lực càng lớn. Hắn biết rõ Đường Kinh Vĩ cho hắn như thế lớn quyền lực cùng chỗ tốt, là bởi vì xem trọng hắn có thể cho Hoa Niên sáng tạo càng lớn giá trị. Thương nhân trục lợi, không có người sẽ làm thâm hụt tiền mua bán, nếu như hắn không có hoàn thành mục tiêu dự trù, không có cho Hoa Niên tập đoàn mang đến muốn lợi ích, như vậy hắn liền sẽ trở thành bệnh viện công cải cách cái thứ nhất người hy sinh. Viên Bội Cường nói, Triệu viện, ta nghe nói Hứa Thuần Lương lại đem con trai của chủ tịch đánh. Triệu Phi Dương biểu lộ có chút bất đắc dĩ, Viên Bội Cường dùng một cái lại chữ, cường điệu Hứa Thuần Lương đánh Đường Thiên Nhất đã không phải lần đầu tiên. Triệu Phi Dương nói, tình huống cụ thể còn không rõ lắm, bất quá từ nơi đó cảnh sát nơi đó giải được tình huống có chút phức tạp, tựa như là một đám người đem Đường Thiên Nhất đánh. Viên Bội Cường lắc đầu nói cái này căn này Hứa Thuần Lương thật là có thể gây phiền toái, Triệu viện trưởng tín nhiệm hắn như vậy tiễn hắn đi Nam Giang đào tạo sâu học tập, hắn căn bản không hiểu được chân quý cơ hội a. Triệu Phi Dương cải chính, là Cao Bí Thư tiễn hắn đi Nam Giang trường đảng học tập, phương diện này cũng không phải chức quyền của ta phạm vi.
Viên Bội Cường lạnh nhạt nói, Triệu Viện A, ta thừa nhận Tiểu Hứa thật có chút năng lực, nhưng có điểm năng lực cũng không phải là hắn muốn làm gì thì làm lý do, chủ tịch chỉ có một cái nhi tử bảo bối, ta nghe nói xương sườn đều bị đánh gãy hai cây, mũi cũng đoạn mất, ra tay thật là hung ác a. Triệu Phi Dương vỗ vỗ Viên Bội Cường bả vai, phải tin tưởng pháp luật, nói xong quay người đi hướng mình ô tô. Khởi động ô tô về sau, Triệu Phi Dương nhìn không được mắng một câu thứ gì. Lần này hắn cũng không có lần trước Hứa Thuần Lương thỉnh Chiêu Huy cảm thấy chấn kinh, có thể là bởi vì Hứa Thuần Lương lại đánh Đường Thiên Nhất một lần, cũng có thể là bởi vì Hứa Thuần Lương mỗi lần đều có thể có quý nhân tương trợ, đáy lòng của hắn nhận vì lần này có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là Triệu Phi Dương tâm tình vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, đi qua gặp được chuyện thời điểm, hắn thường đi Hoa Gian Nhật Liêu, tìm Từ Dĩnh nói một chút, nhưng Từ Dĩnh đột nhiên tướng Hoa Gian Nhật Liêu chuyển nhượng rời đi Đông Châu. Từ Dĩnh sau khi đi, Triệu Phi Dương chợt phát hiện, bên cạnh mình có thể nói chi tâm nói bằng hữu trở nên càng ngày càng ít. Hắn dừng xe ở Sở Hà bên bờ, tìm tới Từ Dĩnh điện thoại đánh qua, chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn tìm người nói chuyện. Từ Dĩnh thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Triệu Phi Dương nghe được thanh âm của nàng cũng cảm giác an tâm rất nhiều, tại Từ Dĩnh trước mặt, hắn có thể buông xuống tất cả bao phục, lời gì đều có thể nói, cho dù là tại Bùi Lâm trước mặt, hắn cũng là muốn có chút đề phòng. Từ Dĩnh nghe hắn nói xong, ôn nhu nói, tin tưởng Tiểu Hứa đánh người khẳng định có hắn lý do. Triệu Phi Dương thở dài nói, ta biết, Đường Thiên Nhất không phải vật gì tốt, nhưng là Hứa Thuần Lương làm việc cũng quá không bình tĩnh, gây không hết thị phi, làm việc không cân nhắc hậu quả. Từ Dĩnh cười nói, xem ra hắn để ngươi nhức đầu. Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ ngươi cũng không phải không biết, Đường Kinh Vĩ tối hôm qua trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Từ Dĩnh nói, mọi thứ đều có tính hai mặt, người khi đó cải cách là vì thu hoạch được càng nhiều tự do, có thể buông tay buông chân làm một vố lớn, hiện tại có phải hay không cảm thấy từ một cái thành nội nhảy đến mặt khác một tòa thành bên trong. Triệu Phi Dương nở nụ cười, ngươi cũng không cần giễu cợt ta. Từ Dĩnh nói, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể định làm như thế nào? Thế khó xử a, chủ tịch mặt mũi không thể không cấp, nhưng Cao Tân Hoa lại là lão đại của ta ca. Từ Dĩnh nói, ngươi đối Hứa Thuần Lương là thái độ gì? Triệu Phi Dương trầm mặc xuống. Từ Dĩnh nói, nếu như ngươi cho là hắn ảnh hưởng đến công việc của ngươi, ngươi liền mau chóng thả hắn đi, nếu như ngươi cho là hắn đối ngươi lợi nhiều hơn hại, như vậy thì không cần bận tâm Đường Kinh Vĩ mặt mũi. Triệu Phi Dương nói, lưỡng nan a. Từ Dĩnh nói, lo được lo mất thôi, Phi Dương, ngươi thay đổi. Triệu Phi Dương mím môi, Từ Dĩnh quả nhiên là nhất hiểu hắn người, rõ ràng. Nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Từ Dĩnh nói, có chút vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, tại không phải là trước mặt không thể tùy tiện cúi đầu, thấp một lần đầu, liền sẽ thấp 1000 lần 1000000 lần, người không lại bởi vì người khác lấy lòng ngươi liền đối với hắn nhìn với con mắt khác, người khác đối ngươi cũng giống như vậy. Triệu Phi Dương rộng mở trong sáng, mê võng thời điểm liền cần một cái thanh tỉnh người vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Cảm ơn ngươi. Từ Dĩnh nở nụ cười, giữa chúng ta khi nào trở nên như thế xa lạ, Phi Dương, người gặp được không thuận tâm thời điểm tùy thời có thể lấy liên lạc với ta. Triệu Phi Dương nói, người đi lần này, ta liền cái uống rượu nói chuyện trời đất chỗ cũng không có. Từ Dĩnh nói, không có cách nào a, nữ nhi của ta việc học trọng yếu nhất, đúng, ta giữa trưa vừa vặn cùng Tiểu Hứa gặp mặt, hỏi một chút hắn đến cùng tình huống như thế nào. Triệu Phi Dương ngạc nhiên nói, Hứa Thuần Lương. Đúng vậy a. Các ngươi lúc nào liên hệ với? Việc này nói rất dài dòng. Hứa Thuần Lương cưới cùng hưởng xe đạp tiến về Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên, Từ Dĩnh mời hắn ăn cơm. Địa điểm ngay tại Phan Thừa Phong phòng làm việc, Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên ở vào Đại học Thành, cho nên trong này có không ít cao giáo giáo sư xây dựng văn sáng tạo phòng làm việc, trong đó lấy thư họa phòng làm việc nhiều nhất, giống long cổ văn hóa loại này chuyên môn nghiên cứu văn tự cổ đại phòng làm việc phản ngược lại có vẻ hơi khác loại. Hứa Thuần Lương dọc đường long cổ văn hóa thời điểm, đặc địa xem nhìn một cái, nhìn thấy đóng kín cửa, đoán chừng Bạch Mộ Sơn công việc trọng tâm đã chuyển rời đến mới mở nhà bảo tàng đi. Thừa Phong Uyển khoảng cách long cổ văn hóa không xa, mặc dù cùng ở tại một cái văn sang viên, nhưng là cả hai là có khác biệt, long cổ văn hóa là hệ thống độc lập thương xử lý biệt thự, Thừa Phong Uyển thì thuộc về liên bài. Hứa Thuần Lương đi vào Thừa Phong Uyển cổng, nhìn thấy Từ Dĩnh đã chờ ở cửa hắn. Nguyên lai hắn vào cửa đăng ký thời điểm, bảo an liền thông báo cho chủ nhân. Từ Dĩnh cười nói, Hứa viện trưởng quả nhiên đúng giờ.
Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, ngài cũng đừng tiêu khiển ta, gọi ta tiểu Hứa. Từ Dĩnh dẫn hắn vào cửa sau cũng là một cái đình viện, bất quá so với Long Cổ Văn Hóa phải nhỏ hơn nhiều, phong cách là kiểu Trung Quốc lâm viên, mặc dù diện tích không lớn nhưng là bố cục phi thường tinh xảo, từ đó không khó coi ra chủ nhân siêu nhiên phẩm vị. Trong nội viện một vị thân xuyên màu xám kiểu Trung Quốc trường bào, khí chất văn nhã nữ tử ngay tại pha trà, nhìn thấy có khách nhân đến, đứng dậy hướng hắn cười cười. Từ Dĩnh cười nói Khê Vân, đây chính là ta mời tới Hứa Thuần Lương Hứa tiên sinh. Vị kia pha trà nữ tử là Phan Thừa Phong phu nhân Lạc Khê Vân, nàng cùng Từ Dĩnh là tại Nghê Hồng du học lúc nhận biết, Từ Dĩnh cùng Phan Thừa Phong là cao trung đồng học, Phan Thừa Phong cùng Lạc Khê Vân kết bạn lại là thông qua Từ Dĩnh giới thiệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Từ Dĩnh được cho hai người bọn họ hồng nương. Lạc Khê Vân nói, lão Phan tại phòng bếp đâu? Từ Dĩnh nói, sai lầm, có thể nào để chúng ta đại sư đi làm việc như vậy, ta đi thay hắn. Đi vào phòng tiếp khách, đập vào mi mắt là trên tường treo thư họa tác phẩm, trên cơ bản đều là Phan Thừa Phong sở tác, trong đó cũng có một phần nhỏ là hắn hảo hữu cùng học sinh. Phan Thừa Phong nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra. Đi hướng Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở vươn tay ra Hứa Thuần Lương. Ha ha, ta là Phan Thừa Phong. Hứa Thuần Lương cười cùng hắn nắm tay. Từ Dĩnh nói, không cần ta giới thiệu, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp, hôm nay cơm chưa giao cho ta. Phan Thừa Phong nói, ta vừa đem con cua trưng bên trên, 15 phút. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào phòng bếp. Phan Thừa Phong mời Hứa Thuần Lương đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Bàn trà chính là một chương phi châu hoa cúc lê đại bản. Lạc Khê Vân nấu xong trà, lấy đi vào cho hắn rót, Phan Thừa Phong giới thiệu nói 20 năm già thọ lông mày, ngươi nếm thử. Hứa Thuần Lương nghe được một cỗ táo hương, cửa vào nhẵn mịn, thuần hương đầy hầu. Phan Thừa Phong chủ động giới thiệu một chút về mình, hắn là Nguy Sơn huyện người, cùng Từ Dĩnh là cao trung đồng học, nghe nói Hứa Thuần Lương trước mắt ngay tại Nguy Sơn đảo, cười xưng bọn hắn là nửa cái đồng hương. Hứa Thuần Lương nhớ tới lần trước tại Hoa Gian Nhật Liêu đã từng thấy qua bức kia chữ, Từ Dĩnh đã từng nhắc qua, là Phan Thừa Phong đưa cho nàng, thế là hỏi hắn là phủ nhận biết Hà Thủ Nhân. Phan Thừa Phong biểu thị nhận ra, gì? Thủ Nhân là Nguy Sơn huyện trung học lão sư, cũng là hắn sơ trung thời điểm chủ nhiệm lớp, rất kỳ quái Hứa Thuần Lương là tại sao biết Hà Thủ Nhân. Hứa Thuần Lương cười nói, nhận ra, ta còn biết Hà Tiên Sinh chữ viết đến phi thường xuất sắc, hắn có cái nhã hào gọi Sơn Hồ Phế Nhân. Từ Dĩnh bưng rau trộn ra, vừa vặn nghe được bọn hắn đàm luận chuyện này, lão Phan, người đưa cho ta bức kia chữ không phải liền là Sơn Hồ Phế Nhân viết. Phan Thừa Phong nói, chính là Hà Tiên Sinh A, hắn chính là Sơn Hồ Phế Nhân, cũng là ta sơ trung chủ nhiệm lớp, ta sau khi tốt nghiệp còn cùng Lỗ Hướng Nam cùng đi xem qua hắn, chính là lần kia hắn tặng cho ta một bức chữ. Từ Dĩnh nói đến đã thật lâu chưa từng gặp qua Lỗ Hướng Nam. Phan Thừa Phong nói, hắn là cái người chủ nghĩa lý tưởng, ta lần trước cùng hắn liên hệ, người khác tại Đông Phi, thật sự là phục hắn luôn rồi, khắp thế giới chạy loạn. Lạc Khê Vân nói, ta nhìn hắn chính là không có tinh thần trách nhiệm. Từ Dĩnh cười nói đúng thế, so ra kém nhà các ngươi lão Phan. Phan Thừa Phong nói, đừng cùng ta so, con người của ta không ôm chí lớn, cũng không cầu đại phú đại quý, cũng không cầu thơ cùng phương xa. Hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa đừng nên trách a. Con người của ta tương đối đổi phế. Hứa Thuần Lương nói, Phan tiên sinh đây là sống được thông thấu. Phan Thừa Phong chào hỏi mọi người nhập tọa, đừng nhìn Từ Dĩnh đi qua mở Nhật Liêu cửa hàng, cũng làm được một tay sông tươi, nàng nguyên quán hồng trạch, ra ra lại là đầu bếp. Rau trộn một phần là Lạc Khê Vân chuẩn bị, có nơi đó đặc sắc gạo nếp ngó sen, nước muối vịt, cũng có nước nấu đậu phộng, thịt bò kho dạng này đồ nhắm. Con cua là Phan Thừa Phong mua được. Từ Dĩnh làm cái mềm túi dài cá, cá tử cá nướng ngâm, thịt kho tàu con ba ba, còn có một đạo hầm đầu cá nấu, còn có mấy đạo xào rau quay đầu lại làm. Phan Thừa Phong mặc dù tại Nam Giang sinh hoạt nhiều năm, nhưng vẫn không đổi được quê quán uống rượu hào sảng, đem trên bàn mao đài mở ra, hôm nay chúng ta không uống nhiều, hai bình. Lạc Khê Vân nhắc nhở hắn đừng quên huyết áp cao. Phan Thừa Phong rảo biện nói huyết áp cao có thể uống thuốc, lại nói, mình bình thường huyết áp cao. Uống rượu về sau huyết áp liền đi xuống, cái này đầy đủ chứng minh uống rượu là khuếch trương mạch máu lớn huyết áp tự nhiên hạ xuống. Lạc Khê Vân nói, người ta tiểu Hứa là bệnh viện đại phu, đừng cả những này oai lý tà thuyết làm trò cười cho người khác.
Hứa Thuần Lương cười biểu thị mình mặc dù là bệnh viện, nhưng là cụ thể phân công là hành chính công việc, cũng không phải là bác sĩ. Từ Dĩnh nói, lão Phan ngươi kiềm chế một chút a, hôm nay tiểu Hứa là chủ khách, mấu chốt là để tiểu Hứa uống tốt, đừng chỉ lo hướng mình trong bụng rót. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, ngài quá đề cao ta, dạng này ta đều không có ý tứ. Từ Dĩnh nói, đừng không có ý tứ, đương nhà mình đồng dạng. Nàng giơ ly rượu lên nói, hôm nay là ta tổ đến cục, chủ yếu là cảm tạ tiểu Hứa là ta bênh vực kẻ yếu. Hứa Thuần Lương cười nói, Từ tỷ, bênh vực kẻ yếu có ba cái, ta chỉ là một cái trong số đó. Từ Dĩnh biểu thị về sau có cơ hội lại mời hai vị khác. Phan Thừa Phong thưởng thức nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhi nhiệt huyết, kêu gọi uống rượu. Bốn người cộng đồng cạn một chén, Từ Dĩnh chào hỏi mọi người nếm thử thủ nghệ của mình, Hứa Thuần Lương mỗi dạng đồ ăn đều nếm nếm, Từ Dĩnh chủ nghệ thật là khiến người ta kinh diễm. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, ngài thức ăn này làm được quá tốt rồi, ngài nếu là mở một nhà Hoài Dương quán cơm, sinh ý nhất định so Nhật Liêu náo nhiệt. Từ Dĩnh cười nói, nhưng là không bằng Nhật Liêu bớt lo a. Ta lại không thể mọi chuyện tự thân đi làm, Nhật Liêu kỳ thật so Trung Hoa nấu nướng đơn giản nhiều, mà lại lợi nhuận muốn phong phú rất nhiều lần. Phan Thừa Phong nói, đây mới là mấu chốt, Từ Dĩnh, ngươi hảo hảo Nhật Liêu cửa hàng làm sao nói không làm là không làm. Từ Dĩnh nói, nữ nhi đi học nha. Con gái của ngươi không phải ký túc sao, bình thường cũng không cần đến ngươi chiếu cố. Phan Thừa Phong người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Từ Dĩnh cười nhạt cười cũng là nghĩ đổi cái hoàn cảnh. Hứa Thuần Lương nhìn ra Từ Dĩnh khẳng định có ẩn tình khác, suy nghĩ nàng rời đi Đông Châu có phải hay không cùng Triệu Phi Dương có quan hệ. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Hoa Niên tập đoàn đi qua phụ trách lớn khỏe mạnh Đổng Trường Hạo gọi điện thoại tới, hắn cùng Đổng Trường Hạo tác không giao tình, người này tìm mình, 8-9 phần 10 là cùng Đường Thiên Nhất sự tình có quan hệ. Hứa Thuần Lương trực tiếp phủ lên, không hứng thú cùng Hoa Niên tập đoàn đám người này nói nhảm. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại. Sau khi trở về bồi tiếp Phan Thừa Phong uống hai chén. Buổi trưa hôm nay điện thoại nhiều một cách đặc biệt, bên này hai chén rượu không uống xong, Hoa Trục Nguyệt lại gọi điện thoại tới, biểu thị muốn theo gặp mặt hắn nói chuyện Đường Thiên Nhất sự tình. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình ngay tại bồi bằng hữu uống rượu đâu, Hoa Trục Nguyệt cũng liền không có quấy rầy, để hắn uống rượu xong gọi điện thoại cho mình, nàng có thể đi qua đón hắn. Hoa Trục Nguyệt điện thoại vừa phủ lên, xử lý bản án cảnh sát cũng gọi điện thoại tới. Hy vọng hắn xế chiều hôm nay có thể bớt thời gian đi phân cục một chuyến, có chút tình huống còn cần tìm hắn xác minh. Hứa Thuần Lương biểu thị mình hôm nay không có thời gian, sớm nhất cũng phải ngày mai đi qua. Cúp điện thoại, Hứa Thuần Lương mình đều không có ý tứ, chủ động bưng ly rượu lên nói điện thoại ta quá nhiều, quấy mọi người tử hứng, tự phạt một chén. Phan Thừa Phong nói, ai cũng có thời điểm bận rộn. Từ Dĩnh nói, người cùng Đường Thiên Nhất sự tình ta nghe nói một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Từ tỷ có phải hay không nghe Triệu Viện nói. Từ Dĩnh nở nụ cười, Hứa Thuần Lương quả thật là cái thông minh tiểu tử, hiện trường cũng không có người ngoài, nàng bồi tiếp Hứa Thuần Lương uống chén rượu nói, có phải hay không Đường Thiên Nhất lại tìm ngươi gây chuyện rồi. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, chuyện này nhất định khiến Triệu Phi Dương nhức đầu, Từ Dĩnh là Triệu Phi Dương hồng nhan chi kỷ, là Triệu Phi Dương số ít có thể cởi trần nội tâm đối tượng một trong. Chuyện xảy ra về sau. Cao Tân Hoa liên hệ mình, Hứa Thuần Lương biết chắc là Triệu Phi Dương thụ ý. Từ Dĩnh cùng mình hẹn bữa cơm này thời điểm còn chưa có xảy ra Đường Thiên Nhất sự kiện kia, cho nên nàng ứng cũng không phải là vì Triệu Phi Dương đến dò xét miệng của mình gió. Hứa Thuần Lương nói, tại Đông Châu thời điểm, hắn tại trên tay của ta bị thất thế, cho nên vẫn luôn nghĩ đến trả thù ta, bất quá ta không nghĩ tới hắn thế mà như thế xuẩn. Từ Dĩnh nói, Hoa Niên tập đoàn có lẽ sẽ có chỗ phản ứng. Hứa Thuần Lương nói, không quan trọng, Triệu Viện nếu như không chịu nổi áp lực, hắn đều có thể đem ta đuổi ra khỏi cửa. Từ Dĩnh lắc đầu nói, hắn sẽ không, hắn phi thường thưởng thức ngươi, ta cùng hắn đồng học nhiều năm, hắn tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên chưa hề đều thấy rất rõ ràng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, Từ Dĩnh thật đúng là giữ gìn Triệu Phi Dương, người là sẽ cải biến, dù sao hắn cùng Triệu Phi Dương ở chung. Quá trình đến xem. Triệu Phi Dương người này tuyệt không phải cái đại công vô tư người, chỉ là so với người bình thường càng giỏi về ẩn tàng hắn lợi mình bộ phận thôi. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết Đường Kinh Vĩ là người thế nào, nhưng nhìn con của hắn cái dạng này, người này cũng không khá hơn chút nào. Phan Thừa Phong nói, nuôi không dạy lỗi của cha, chúng ta lão tổ tông khẳng định là có đạo lý.
Lạc Khê Vân nói, người biết người ta. Phan Thừa Phong nói, ta còn thực sự nhận biết, trước đây ít năm, Hoa Niên náo nhiệt nhất thời điểm, Đường Kinh Vĩ thích cất giữ tranh chữ, cũng vỗ xuống một chút danh họa, hắn còn thông qua người khác giới thiệu, muốn mua ta, ngàn dặm giang hà đồ. Hắn nói tới bức họa này là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong, 5 năm trước từng tại Buồn Hồng Mỹ Thuật Thưởng Thượng Chiết Quế, Phan Thừa Phong cũng là nhất chiến thành danh. Hiện tại Phan Thừa Phong quốc họa tác phẩm giá cả cũng là liên tục tăng lên, hiện tại hắn họa tác mỗi bình thước đã đạt đến 4 vạn, thâm thụ trong nước tác phẩm nghệ thuật người thu thập truy phùng. Lạc Khê Vân kinh ngạc nói ta làm sao không biết. Phan Thừa Phong nói, bị ta lúc này cự tuyệt. Từ Dĩnh cười nói có phải là hắn hay không tiền không cho đủ. Phan Thừa Phong lắc đầu, biểu thị không phải vấn đề tiền, mà là Đường Kinh Vĩ người kia phi thường ngạo mạn, cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, mà lại hắn căn bản không hiểu nghệ thuật, mua sắm họa tác mục đích đúng là vì tăng giá trị. Phan Thừa Phong cho Đường Kinh Vĩ 4 chữ đánh giá, tục không chịu được. Hứa Thuần Lương ngược lại là phi thường thưởng thức Phan Thừa Phong khí khái, nghệ thuật gia nên có ngông nghênh, nếu như một lòng nghĩ dùng làm phẩm đổi tiền, như vậy bọn hắn còn có thể sáng tác ra cái gì tốt tác phẩm. Phát hiện bất luận cái gì nghề một khi cùng tiền tài kéo lên liên hệ cũng dễ dàng để cho người ta trở nên sa đọa hủ hóa, chữa bệnh hệ thống cũng là như thế. Hứa Thuần Lương hỏi Long Cổ Văn Hóa sự tình, Phan Thừa Phong mặc dù cùng Bạch Mộ Sơn cùng ở tại một cái văn sang viên, nhưng là hắn cùng người này cũng chưa quen thuộc, liên quan tới Long Cổ Văn Hóa sự tình biết được cũng không nhiều, chỉ là hắn nhớ kỹ tháng trước Long Cổ Văn Hóa phát sinh cùng một chỗ vụ trộm, lúc ấy còn có cảnh sát tới chụp cửa chụp hộ tìm hiểu tình huống. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, vì sao Bạch Mộ Sơn bên người luôn luôn dễ dàng phát sinh vụ trộm, là người này dễ dàng bị tặc, hay là hắn quen thuộc tại biển thủ. Câu này không được biết rồi. Hứa Thuần Lương cùng Phan Thừa Phong trò chuyện vui vẻ, sau bữa cơm trưa, Phan Thừa Phong mang theo hắn thưởng thức mình họa tác, Hứa Thuần Lương bị trong đó một bức sơn quỷ hấp dẫn ánh mắt, trên tấm hình là một cái trần trùng trục nữ tử ngồi tại lão hổ trên thân. Phan Thừa Phong dùng mặc đại gan, bút pháp thành thạo lại khoa trương. Đây là hắn sơn quỷ hệ liệt bên trong một bức, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngừng chân thật lâu, chủ động đưa ra tướng này tấm sơn quỷ đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương đối bức họa này cũng có chút thích, tự nhiên là từ chối thì bất kính. Phan Thừa Phong nơi này còn có cái quy củ, chỉ cần là đến đây khách nhân đều muốn nâng bút nhắn lại. Hứa Thuần Lương bởi vì hắn đưa cho mình một bức có giá trị không nhỏ nhân vật họa, cũng dự định có qua có lại, đưa ra viết một bức chữ đưa cho Phan Thừa Phong. Từ Dĩnh cũng không biết Hứa Thuần Lương biết viết chữ, dù sao vẫn là người trẻ tuổi có dũng khí, phải biết Phan Thừa Phong thư họa song tuyệt, đổi thành người bình thường quả quyết là không dám ở trước mặt của hắn múa rìu qua mắt thợ. Phan Thừa Phong tự thân vì Hứa Thuần Lương mài mực, Hứa Thuần Lương nâng bút viết một bài đỗ phủ khách đến. Bỏ Nam bỏ Bắc đều xuân thủy, nhưng gặp bầy hải âu ngày ngày tới. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở. Bàn xôn thị xa không kiêm vị, tôn quán rượu bần chỉ cựu phôi. Chịu cùng lân cận ông tương đối uống, cách ly hô lấy tận dư chén. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu đưa ra muốn viết một bức chữ đưa cho Phan Thừa Phong thời điểm, tất cả mọi người xem thường, cho rằng người trẻ tuổi can đảm lắm, nhưng khi Hứa Thuần Lương ngay từ đầu viết, tất cả mọi người bị thư pháp của hắn chấn kinh. Phan Thừa Phong trong lòng thầm than, chiêu này đi thể thư pháp nhưng khó lường, huy sái tự nhiên bút pháp. Lại thêm bút mực cùng đường cong phối hợp, tuyệt đối là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Mảnh quan sát kỹ Hứa Thuần Lương viết chữ, mỗi một chữ ở giữa lộ ra một loại tùy tiện bá khí, từ đó thấy được nhậm hiệp trượng nghĩa, thấy được hào khí ngàn vạn. Buông thả đồng thời bút pháp lại không mất tinh nói trầm ổn, hạ bút không có nửa điểm do dự, dùng bút gấp chậm có độ lại biến hóa ngàn vạn, toàn bộ bố cục có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Từ Dĩnh cùng Lạc Khê Vân đều là người trong nghề, hai. Người đều nhìn ra Hứa Thuần Lương thư pháp tạo nghệ tuyệt đối không kém hơn Phan Thừa Phong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này lại có cao như vậy thư pháp tiêu chuẩn. Hứa Thuần Lương viết xong sau, Phan Thừa Phong như nhặt được chí bảo, khen, chữ tốt a. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói múa rìu qua mắt thợ để Phan Đại Sư chê cười. Phan Thừa Phong cảm thán nói, đâu có, người hành thư ta so ra kém. Ta so ra kém a, hắn nói liên tục hai cái so ra kém. Hứa Thuần Lương hướng Phan Thừa Phong cáo từ, hắn lưu lại bức chữ này nguyên nhân chính là không muốn thiếu Phan Thừa Phong ân tình. Hứa Thuần Lương mặc dù không có Phan Thừa Phong danh khí, nhưng là hắn này tấm thư pháp cùng Phan Thừa Phong bức họa kia tại nghệ thuật giá trị bên trên hẳn là 8 lạng nửa cân,
khả năng cái kia 8 lượng vẫn là Hứa Thuần Lương. Phan Thừa Phong cặp vợ chồng đưa Hứa Thuần Lương đi ra ngoài, Hứa Thuần Lương để bọn hắn dừng bước, Từ Dĩnh chủ động đưa ra đưa Hứa Thuần Lương đi ngoài cửa lớn. Hứa Thuần Lương biết nàng có chuyện muốn đơn độc tự nhủ. Hai người đi về phía trước mấy bước, Từ Dĩnh nói, tiểu Hứa, người ta biết thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là ta cảm thấy cùng ngươi phi thường hợp ý. Hứa Thuần Lương cười nói về sau mong rằng Từ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Từ Dĩnh nói, ngươi thông minh như vậy không cần đến ta chỉ giáo. Nàng nhìn ra Hứa Thuần Lương lưu lại bức kia chữ chính là không muốn thiếu Phan Thừa Phong ân tình. Hứa Thuần Lương cố ý nói hiện tại thông minh đã biến thành một cái nghĩa xấu, có người nói trí thông minh quyết định nhân sinh 20%, tài thương quyết định nhân sinh mặt khác 80%. Từ Dĩnh cũng nở nụ cười, ngươi biết ta không phải nghĩa xấu, ngươi song thương cũng rất cao, kỳ thật lấy tài hoa của ngươi cùng năng lực không cần thiết lưu tại Trường Hưng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện ý tứ. Từ Dĩnh lắc đầu nói, tương lai ngươi nhất định sẽ có một phen rất lớn thành tựu, Trường Hưng đối với ngươi mà nói chẳng qua là nửa đường một cái dịch trạm thôi. Tuyệt không phải lấy lòng, đối Hứa Thuần Lương nàng là phát ra từ nội tâm thưởng thức. Hứa Thuần Lương nhìn qua Từ Dĩnh, Từ Dĩnh mỉm cười nhìn qua hắn, nàng có thể kết luận, Hứa Thuần Lương lưu tại Trường Hưng mục đích tuyệt không phải là vì phát triển, người trẻ tuổi trước mắt này có quá nhiều để nàng nhìn không thấu địa phương, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc Hứa Thuần Lương tuyệt không phải vật trong ao, Triệu Phi Dương khống chế không được, Đường Kinh Vĩ cũng vô pháp đem hắn chinh phục. Từ Dĩnh bỗng nhiên sinh ra một cái rất kỳ quái ý nghĩ, Hứa Thuần Lương lưu tại Trường Hưng chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì chơi vui. Nếu như là dạng này, cũng quá không hợp hợp lẽ thường, bất quá Hứa Thuần Lương dạng này người chú định không cách nào dùng thường quy tư duy đi bình phán. Từ Dĩnh tướng Hứa Thuần Lương đưa ra ngoài cửa, một cỗ màu xám Porsche 911 sớm là ở chỗ này chờ đợi đã lâu, Hứa Thuần Lương sớm liền để Hoa Trục Nguyệt tới đón hắn. Hứa Thuần Lương lên xe, Hoa Trục Nguyệt nghe được trên người hắn mùi rượu, khởi động ô tô lái về phía Đông Giang Trường Đảng, đi ra một khoảng cách, từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua vẫn đứng tại cửa ra vào phất tay Từ Dĩnh, cười nói, nữ nhân kia tuổi tác không nhỏ. Hứa Thuần Lương lười biếng nói, 29. Hoa Trục Nguyệt một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, phẫn nộ biểu lộ phảng phất có thể đem Hứa Thuần Lương ăn, đánh rắm, nàng nếu là 29, ta đều sẽ không vượt qua 18 tuổi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Hoa Trục Nguyệt mình đều nhịn không được bật cười, nữ nhân đối tuổi tác cuối cùng vẫn là để ý. Hứa Thuần Lương nói, người vội vã tìm ta làm gì? Hoa Trục Nguyệt nói, bỗng nhiên rất muốn uống các người Trường Đảng cà phê. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng ý tứ là tới chỗ lại nói, nhẹ gật đầu hắn so Hoa Trục Nguyệt càng có thể bảo trì bình thản, Hoa Trục Nguyệt lần này tới, 89/10 là quyết định nhượng bộ, người làm ăn dĩ hòa vi quý, thông qua chuyện tối ngày hôm qua. Hoa Trục Nguyệt đã tìm về Tràng Diệt, từ buôn bán góc độ xuất phát, nàng không có lý do càng không cần thiết cùng Hoa Niên tập đoàn đấu tranh đến cùng. Trước mắt quyền chủ động tại Hoa Trục Nguyệt một phương, nếu như không phải quyết định giải quyết vấn đề, nàng cũng không sẽ chủ động tìm đến mình. Hoa Trục Nguyệt lần này lựa chọn miễn phí hồng trà, Nam Giang Trường Đảng hồng trà cũng là giếng cương núi xuất phẩm đặc cung, dứt bỏ phẩm chất không nói, dạng này hồng trà ở bên ngoài là không gặp được. Hoa Trục Nguyệt còn thưởng thức vài miếng tuyết bánh, cắn ở trong miệng cót ca cót két, bình thường nàng nhưng không hứng thú ăn loại này không có chút nào dinh dưỡng đồ ăn vặt. Hứa Thuần Lương đem trà ngâm đến có chút nồng, khẩu vị lệch khổ. Hoa Trục Nguyệt phẩm hớp trà nói, không tiêu tiền đồ vật chính là dễ uống. Hứa Thuần Lương nói đi. Hoa Trục Nguyệt nói, Đường Thiên Nhất đồng ý gánh chịu Tương Lâm tiền thuốc men, cũng đáp ứng tiêu hủy tất cả ảnh chụp, cũng đưa cho nàng nhất định mức tổn thất tinh thần phí. Song phương tự mình đạt thành hòa giải. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, liền đoán được kết quả này, điều kiện của bọn hắn là cái gì. Đối diện Hứa Thuần Lương, Hoa Trục Nguyệt thế mà sinh ra mấy phần áy náy, điều kiện là Thượng Lệ Quân hủy bỏ đối với hắn lên án. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi đã đạt thành hòa giải rồi. Hoa Trục Nguyệt nói, chuyện này nếu như náo xuống dưới đối với song phương đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý giải. Hứa Thuần Lương biểu lộ phong ba không sợ hãi, hắn đối hết thảy sớm có đoán trước. Hoa Trục Nguyệt bứt rứt cảm giác ngược lại nặng hơn, thật xin lỗi. Vì cái gì nói như vậy? Hoa Trục Nguyệt nói, không biết làm sao, ta lại có loại phản bội ngươi cảm giác. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, không tồn tại phản bội, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chính như lúc trước ngươi khuyên ta không muốn trực tiếp ra mặt, nhưng là ta kiên trì lựa chọn của mình, ngươi cũng giống vậy. Ngươi đến từ toàn cục lợi ích xuất phát, đối ngươi đám kia tỉ muội,
đối công ty của các ngươi tới nói, cùng Hoa Niên tập đoàn vạch mặt đều không phải là sáng suốt cách làm, huống chi, Lam Tinh tập đoàn cũng không phải một mình ngươi. Hoa Trục Nguyệt có chút mộng, nàng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương như thế thấu triệt, thấy rõ ràng như vậy, tiểu tử này thật đúng là không giống bình thường. Hoa Trục Nguyệt nhấp một hớp hồng trà nói, tóm lại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi muốn làm sao còn? Hoa Trục Nguyệt từ người này một mặt cười xấu xa bên trong giải đọc ra mập mờ hàm nghĩa, nắm lên một khối tuyết bánh. Rát băng, rát băng. Cái này lực cắn có chút khoa trương. Hứa Thuần Lương hít vào một ngụm khí lạnh nói, vẫn là lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Sợ ta. Hứa Thuần Lương nói, nhìn thấy Đường Thiên Nhất hạ tràng, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ tỉnh táo, tuyệt đối đừng đắc tội nữ nhân. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, lại dẫn tới người khác ánh mắt kinh ngạc. Hoa Trục Nguyệt nói, ta trước mắt còn không có cho bọn hắn minh xác trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương nói, có quan hệ gì với ta? Hắn hiểu được Hoa Trục Nguyệt là hảo ý, là nghĩ lưu cho hắn một cái suất trước rút lui cơ hội, nhưng là hắn không cần. Hoa Trục Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ý đồ từ đó đọc hiểu ý nghĩ của hắn, bất quá rất nhanh liền ý thức được là tốn công vô ích. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là Đồng Trường Hạo điện báo, nói khẽ, bọn hắn cũng đang tìm ta. Hứa Thuần Lương vẫn không có nghe ý tứ, hắn đã cúp điện thoại. Hoa Trục Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Thuần Lương phía sau, hai tên nam tử ngay tại hướng bọn hắn đi tới. Đồng Trường Hạo tìm được Nam Giang Trường Đảng, coi như Hứa Thuần Lương không chịu nghe, cũng giống vậy có thể tìm được hắn. Đồng Trường Hạo cũng không nhận ra Hoa Trục Nguyệt, cho là nàng chỉ là Hứa Thuần Lương Trường Đảng đồng học. Đồng Trường Hạo nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Hứa viện trưởng điện thoại thật là khó đánh a. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Đồng Trường Hạo, không che giấu chút nào trả lời, ta không muốn tiếp ngươi điện thoại. Đồng Trường Hạo hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là cũng không tiện phát tác, gật đầu nói, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Hoa Trục Nguyệt đang muốn đứng dậy cáo từ, Hứa Thuần Lương lại nói, không cần phải vậy, người ta muốn nói liền ngồi xuống, không muốn nói liền ra ngoài. Đồng Trường Hạo lắc đầu, tính tình của ngươi thật sự là một điểm không thay đổi. Hắn hướng nam tử bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người kéo ghế tại Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, Hoa Trục Nguyệt thì ngồi ở Hứa Thuần Lương bên người, chỉ ít tại trước mắt nàng muốn cùng Hứa Thuần Lương ngồi ở một bên. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện mau nói. Đồng Trường Hạo từ cặp công văn bên trong xuất ra một phần văn đưa cho Hứa Thuần Lương, đây là Đường Thiên Nhất thương thế báo cáo. Hứa Thuần Lương căn bản không có nhận lấy nhìn dục vọng, người này rất nhàm chán a, có phải hay không các ngươi Hoa Niên tập đoàn chỉ cần có người bị đánh coi như đến trên đầu ta. Ngươi lần trước tại Nguy Sơn đảo bị người đánh cũng hoài nghi ta, về sau không phải chứng minh không quan hệ với ta. Đồng Trường Hạo nam tử bên người nói, ta là Đường Thiên Nhất tiên sinh ủy thác luật sư, ta họ Thái, hôm nay đến đây, có mấy món sự tình hướng ngươi ngay mặt nói rõ. Đường Thiên Nhất tiên sinh có thể xác định tạo thành hắn xương sườn gãy xương người là ngươi dẫn theo trước đối với hắn áp dụng bạo lực hành vi. Hoa Trục Nguyệt ý thức được chuyện này bắt đầu hướng nhằm vào Hứa Thuần Lương phương hướng phát triển. Tình thế trở nên không ổn, nếu như Lam Tinh cùng Hoa Niên tập đoàn đạt thành hòa giải, như vậy Hoa Niên tập đoàn tướng sẽ đem tất cả đầu mâu nhắm ngay Hứa Thuần Lương, coi như Hứa Thuần Lương rất cường ngạnh, một người đối diện Hoa Niên tập đoàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hứa Thuần Lương nói, hắn vu hãm ta, các người có chứng cứ sao? Thái luật sư nói, chúng ta đã tìm được hiện trường nhân chứng. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, vậy liền đi cáo ta à? Nếu như đối phương có đầy đủ chứng cứ căn bản không cần thiết tìm đến mình đàm, chủ động đến nhà đàm phán liền chứng minh bọn hắn lòng tin không đủ. Đồng Trường Hạo nói, Đường Thiên Nhất tiên sinh là chuẩn bị làm như thế, nhưng là chúng ta chủ tịch cân nhắc đến ngươi là Trường Hưng nhân viên, mà lại biểu hiện nhất quán không tệ, cho nên vẫn là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Hứa Thuần Lương cười nói, cho ta cơ hội, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút các ngươi có điều kiện gì. Đường Kinh Vĩ mới sẽ không hảo tâm như vậy. Cho mình cơ sẽ chứng minh hắn sợ ném chuột vỡ bình. Đồng Trường Hạo cùng Thái luật sư liếc mắt nhìn nhau, Thái luật sư nói, một, giao ra hiện trường tất cả hình ảnh tư liệu, hai, trịnh trọng hướng Đường Thiên Nhất tiên sinh nói xin lỗi, ba, từ Trường Hưng bệnh viện lập tức từ chức, bốn. Hứa Thuần Lương khoát tay áo, đã không hứng thú nghe hắn nói nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nếu như là Đường Kinh Vĩ chủ tịch để các ngươi tới, vậy các ngươi giúp ta chuyển cáo hắn. Để hắn trước đi hỏi một chút cái kia hỗn chướng nhi tử, tại sao muốn tìm người thiết kế ta?
ta không có khả năng cho Đường Thiên Nhất xin lỗi, muốn nói xin lỗi cũng là hắn nói xin lỗi ta, từ chức hay không cùng các ngươi không quan hệ, ta mẹ nó có biên chế, ta bưng phải là quốc gia bát cơm, ai cũng không thể thay quốc gia cho ta làm chủ. Đồng Trường Hạo nói, Tiểu Hứa, hành động theo cảm tính đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, nếu như chuyện này xử lý bất đương, ngươi chỉ sợ không phải mất đi làm việc vấn đề, còn muốn bởi vậy gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, Đồng Trường Hạo, ngươi tại Nguy Sơn đảo ăn như thế thiệt thòi lớn còn không có giải một chút xíu trí nhớ. Còn nói cái gì dây thường xuân cao tài sinh, cẩu thí. Ta phát hiện ngươi chính là một yếu chí. Ngươi, Đồng Trường Hạo tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn luôn luôn lấy tinh anh tự cho mình là, nghĩ không ra sẽ bị một học sinh trung học khinh bỉ, mà nên trận nhục nhã, không chừa cho hắn bất kỳ thể diện. Mình là Hoa Niên tập đoàn quan lớn, Hứa Thuần Lương chẳng qua là Hoa Niên lớn khỏe mạnh dưới cờ, Trường Hưng bệnh viện một cái bình thường nhân viên thôi, ai cho hắn lá gan. Hứa Thuần Lương nói, các người muốn kiện ta, một mực đi cáo, nói cái gì hình ảnh tư liệu. Đường Thiên Nhất cởi chuồng ảnh chụp, có a, các người chỉ cần dám cáo, ta đem hắn những cái kia không muốn mặt hình ảnh tư liệu tất cả đều lên mạng công bố. Hứa Thuần Lương cố ý dừng lại một chút, Đường Thiên Nhất hẳn là không quan trọng, dù sao hắn không muốn mặt, nhưng là Đường Tổng hẳn là một cái sĩ diện người. Người bình thường xảy ra chuyện như vậy nhiều nhất mất mặt, giống Đường Tổng loại này đại hộ nhân gia ra loại sự tình này đó chính là đặc biệt đại sử văn, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu. Hoa Trục Nguyệt vốn còn muốn thay Hứa Thuần Lương nói hai câu, nhưng bây giờ nàng phát hiện Hứa Thuần Lương căn bản không cần nàng hỗ trợ, chân trần không sợ mang giày, Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Đường ra sợ cái gì, chuẩn xác bóp chuẩn Đường ra bảy tấc. Đồng Trường Hạo nói, Hứa Thuần Lương ngươi không muốn quá phận. Hậu quả là ngươi không cách nào gánh chịu. Đồng Trường Hạo, ngươi biết ta cũng không phải một ngày hai ngày, ta vẫn luôn quá phận, có hậu quả gì không? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, ta tin tưởng pháp luật, các ngươi có tiền nữa, cùng ta tại pháp luật trước mặt cũng là bình khởi bình tọa, chứ mẹ nó cái gì lão sói vẫy đuôi. Thái luật sư nói, chú ý ngươi dùng từ. Ngươi ngậm miệng, ta xem thường nhất ngươi dạng này, học được nhiều năm như vậy pháp luật, lương tâm bị chó ăn, cầm ai tiền vì ai bán mạng. Người mẹ nó cũng phải hiểu rõ tiền này có nên hay không cầm. Trái lương tâm tiền lấy đến trong tay dễ dàng đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Liền các ngươi dạng này còn cùng ta ngồi cùng một chỗ đàm phán, dựa vào ta tính tình ta đã sớm đánh được các ngươi tìm không thấy Nam Bắc, trở về cùng lão bản của các ngươi nói, từ hôm nay trở đi, ta phàm là nhiều rơi mất một cọng tóc gáy đều tính tại các ngươi Hoa Niên tập đoàn trên đầu. Đồng Trường Hạo tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Người đơn giản không thể nói lý. Thân ở Từ Châu, khẩu trang nguyên nhân, hôm nay bệnh viện có nhiệm vụ, ban ngày không cách nào gõ chữ, chỉ có thể hai canh, ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật đúng là nói đúng chuyện này sai liền sai tại Đường Thiên Nhất chọc ta, biết ta vì cái gì nói ngươi ngu xuẩn. Phùng Trung Á ngươi hẳn là nhận biết đi, tại Nguy Sơn đảo tìm người đánh ngươi chính là hắn. Đồng Trường Hạo đầu ông, đến một chút liền lớn. Hắn không biết Hứa Thuần Lương nói thật hay là giả, Phùng Trung Á là Đường Kinh Vĩ mới xính nhiệm trợ lý, đi qua người này là Đại Hằng tập đoàn, Phùng Trung Á tại sao muốn tìm người đánh mình? Hứa Thuần Lương nói, trước tiên đem mình hiểu rõ lại nối giáo cho giặc đi, đừng bị người bán còn giúp người đếm tiền. Hắn lại trừng thái luật sư một chút, đem người những này rách dưới văn kiện thu lại xéo đi nhanh lên, tránh khỏi ta đổi chủ ý đánh các ngươi dừng lại, nơi này chính là trường đảng, có đảng cùng ta chỗ dựa. Ta cái gì cũng dám làm. Đồng Trường Hạo cùng Thái luật sư đã bị Hứa Thuần Lương triệt để gây kinh hãi, mặc dù bọn hắn rõ ràng Hứa Thuần Lương tại trường đảng không dám đánh người, nhưng là Hứa Thuần Lương biểu hiện ra cường thế để lần này đàm phán trở nên không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn vốn cho rằng có thể lớn tiếng dọa người tướng Hứa Thuần Lương cho trấn trụ, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương so với bọn hắn trong dự đoán còn cường ngạnh hơn. Hai người xám xịt rời đi trường đảng thư viện. Đến đi ra bên ngoài Thái luật sư quay người quay đầu nhìn một chút, hắn có phải hay không ngốc ha? Cùng lão bản của mình đối nghịch, Đường Tổng muốn khai trừ hắn còn không phải chuyện một câu nói. Đồng Trường Hạo nguyên lai cũng cho rằng như vậy, nhưng mới rồi cùng Hứa Thuần Lương đã gặp mặt về sau hắn liền không nghĩ như vậy. Đừng xem thường biên chế, bên trong thể chế nhân viên đều là tổ chức lựa chọn sử dụng cùng phân công, đơn độc bất kỳ một cái nào lãnh đạo đều không có khai trừ quyền lợi. Nhất định phải người trong cuộc phù hợp công chức pháp các loại pháp luật pháp quy quy định khai trừ điều khoản, mà lại trải qua đảng ủy hội, tổ chức bộ đồng ý, lại tầng tầng báo cáo phê duyệt, phương mới có thể khai trừ.
mặc dù Hoa Niên tập đoàn đầu tư Trường Hưng, mặc dù Hoa Niên tập đoàn chiếm cứ 80% cổ phần, nhưng là chỉ cần Hứa Thuần Lương không đáng nguyên tắc tính sai lầm, liền xem như Hoa Niên tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Vĩ cũng không có khai trừ quyền lực của hắn. Hôm nay sở dĩ mang Thái luật sư tới, chính là muốn lợi dụng pháp luật vũ khí đến trấn nhiếp Hứa Thuần Lương, nhưng người ta căn bản không ăn bộ này. Đồng Trường Hạo cũng không phải dâng chủ tịch Đường Kinh Vĩ mệnh lệnh, Đường Kinh Vĩ tướng chuyện này giao cho Đường Kinh Luân xử lý, coi như Đường Kinh Luân cũng khinh thường tại tự hạ thân phận cùng Hứa Thuần Lương trực tiếp đối thoại, mới phái ra Đồng Trường Hạo đến xử lý. Sự thật chứng minh, Đồng Trường Hạo tăng thêm Thái luật sư cũng không phải Hứa Thuần Lương đối thủ. Hoa Trục Nguyệt bàng quan Hứa Thuần Lương đàm phán toàn bộ hành trình, nàng đã yên lòng, Hứa Thuần Lương không có khả năng ăn thiệt thòi, chỉ bằng bắt đầu nắm Đường Thiên Nhất những hình ảnh kia tư liệu, Hoa Niên tập đoàn cũng không dám đối với hắn thế nào. Nhưng là Hoa Trục Nguyệt cũng giống như những người khác cho rằng, Hứa Thuần Lương tiếp tục lưu lại Trường Hưng bệnh viện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như hắn có thể thuận lợi hóa giải lần này phong ba, coi như hắn có thể bức bách Đường Kinh Vĩ phụ tử nhượng bộ, hắn về sau tại Trường Hưng cũng không có khả năng đạt được trọng dụng, cũng sẽ không có phát triển tiền đồ. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua ngoài cửa sổ rời đi Đồng Trường Hạo hai có người nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta biết phải làm sao, các ngươi cũng phải cẩn thận. Hoa Trục Nguyệt nói, mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta. Chuyện này kết thúc về sau, nàng sẽ an bài Tương Lâm rời đi Nam Giang, về phần hảo tỉ muội Thượng Lệ Quân, cũng sẽ đi kinh thành phụ trách nghiệp vụ, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, Đường Thiên Nhất không dám động mình, không có nghĩa là người này không dám trả thù những người khác. Hoa Trục Nguyệt có chuyện không có hướng Hứa Thuần Lương nói rõ, lần này đồng ý hòa giải, là bởi vì Đường Kinh Vĩ trực tiếp tìm được Lam Tinh tập đoàn Tổng Giám đốc Cơ Bộ Diêu. Tổng Giám đốc lên tiếng, Hoa Trục Nguyệt không thể không đáp ứng chuyện này không còn khuếch đại, liền này là ngừng. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, mưa rơi tại cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra dày đặc ba ba âm thanh, Hoa Trục Nguyệt đứng dậy cáo từ, Hứa Thuần Lương chuyên từ thư viện cho mượn một cây dù, đưa nàng đưa đến bên cạnh xe. Hoa Trục Nguyệt sau khi lên xe, đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương thân ảnh đi xa, nàng nghĩ một hồi, vẫn là cho Hứa Thuần Lương phát một cái tin, thấy tốt thì lấy. Đường Kinh Luân đứng tại biệt thự mưa gió hành lang bên trong. Nhìn qua trên mái hiên tựa như đứt dây hạt châu một dạng không ngừng nhỏ xuống nước mưa, biểu lộ âm dương không chừng. Đồng Trường Hạo đã đem hôm nay cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt kết quả từ đầu chí cuối báo cáo một lần, bao quát Phùng Trung Á tìm người đánh mình khâu. Tin tức là Hứa Thuần Lương cung cấp, Đồng Trường Hạo cảm thấy có độ tin cậy rất cao. Hoa Niên tập đoàn nội bộ cũng không cùng hài, cộng đồng khởi đầu Hoa Niên tập đoàn Đường Kinh Vĩ cùng Đường Kinh Luân hai huynh đệ không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy hòa thuận. Mấy năm này, Hoa Niên tập đoàn hải ngoại bố cục gặp khó, trong nước thương nghiệp địa sản lại kinh tế đình trệ, là Đường Kinh Luân dẫn đầu đưa ra chuyển biến mạch suy nghĩ, bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp, hắn đạt được Phó Tổng Đoàn Viễn Hồng đại lực ủng hộ. Đường Kinh Vĩ ngay từ đầu đối với chuyện này ôm thận trọng thái độ, chính là Đường Kinh Luân cùng Đoàn Viễn Hồng kiên trì mới thuyết phục những đồng nghiệp khác, mà hai người bọn họ đối với chuyện này nhất trí trong hành động cũng đưa tới Chủ tịch Đường Kinh Vĩ cảnh giác. Trường Hưng thu mua kế hoạch khởi động không lâu về sau, Đường Kinh Vĩ liền thay đổi nhân sự, đầu tiên là tướng Đoạn Viễn Hồng lực đẩy Đồng Trường Hạo đá ra ngoài, đổi thành viên Bội Cường, sau đó lại để cho Đoạn Viễn Hồng đi phụ trách thương nghiệp địa sản, lớn khỏe mạnh từ chính hắn tự mình đến bắt, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải là, hắn tại thời khắc cuối cùng sẽ trọng dụng Triệu Phi Dương. Đường Kinh Luân không thể không bội phục đại ca thủ đoạn, đại ca cũng nhìn thấy lớn khỏe mạnh sản nghiệp quang huy tiền cảnh. Cho nên hắn muốn tại thu hoạch trước đó vượt lên trước tướng công lao nắm ở hắn trong tay của mình. Đường Kinh Luân tâm tình bây giờ như là bị người đoạt đi âu yếm bánh kẹo hài tử, đại ca vẫn luôn là dạng này, mặt ngoài khiêm nhược, nhưng là liên quan đến lợi ích sự tình bên trên chưa từng sẽ hướng mình nhượng bộ. Hoa Niên tập đoàn không ít người đều cho rằng Đường Kinh Vĩ già, hắn kinh doanh lý niệm đã theo không kịp đương kim thời đại, mấy năm trước mù quáng bố cục hải ngoại thời điểm, Đường Kinh Luân liền nhắc nhở qua hắn. Nhưng cũng không đạt được hắn coi trọng, Hoa Niên hôm nay khốn cục tuyệt đối cùng đại ca đánh giá sai tình thế có quan hệ trực tiếp. Lần này bố cục lớn khỏe mạnh có thể nói là bọn hắn xoay người chi cầm, nếu như thất bại nữa, Hoa Niên tập đoàn liền rất có thể trượt vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thông qua lần này thu mua quá trình, Đường Kinh Luân đã hoàn toàn minh bạch, đại ca chưa hề tín nhiệm qua mình dù là Đường Thiên Nhất lại bất tranh khí, hắn cũng sẽ không cân nhắc tướng Hoa Niên tập đoàn giao cho mình. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Đường Kinh Luân lấy ra một điếu thuốc,
Đổng Trường Hạo giúp hắn đốt, đốt thuốc thời điểm, Đổng Trường Hạo bên tai bỗng nhiên vang lên Hứa Thuần Lương vừa mới nói qua một câu, cái gì dây thường xuân cao tài sinh, cẩu thí. Đổng Trường Hạo ra mặt có chút phát sốt, Đường Kinh Luân chẳng qua là cái cao đẳng tốt nghiệp, Đường Kinh Vĩ nhất thành tích cao chỉ là trường đại học, nhưng người ta hai huynh đệ lại là cao cao tại thượng lão bản, chính mình cái này cái gọi là dây thường xuân cao giáo tốt nghiệp, cũng chỉ có thể cúi đầu khòm người giúp người ta đốt thuốc, tại người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu. Nhớ tới Hứa Thuần Lương cuồng vọng, Đổng Trường Hạo chính mình cũng có chút xem thường mình khiêm tốn, từng có lúc, hắn đã học xong cúi đầu, trong lúc vô tình quen thuộc thành tự nhiên. Sinh hoạt không dễ, trình độ tính cái rắm. Đường Kinh Luân phun ra một đoàn sương mù, híp hai mắt nói, tiểu tử này thật đúng là có chút tính cách đâu. Đổng Trường Hạo cung kính nói, làm sao bây giờ? Muốn khởi tố hắn sao? Đường Kinh Luân nói, khởi tố. Ngươi lấy cái gì khởi tố người ta? Chọc giận hắn thật đem những hình kia toàn đều đặt ở trên mạng, Hoa Niên giá cổ phiếu sẽ ngã thành bộ dáng gì? Chúng ta làm sao hướng đồng sự bàn giao? Đổng Trường Hạo nói, chủ tịch bên kia như thế nào bàn giao? Đường Kinh Luân xem thường nói, nếu như không phải quá khó giải quyết hắn cũng không sẽ giao cho ta. Đổng Trường Hạo trong lòng tự nhủ ngươi còn không phải như vậy. Đường Kinh Luân nói, ta cái kia chất tử cũng hoàn toàn chính xác hẳn là nếm chút khổ sở. Đổng Trường Hạo trong lòng tự nhủ đó chính là tính như vậy rồi. Không thể không bội phục Hứa Thuần Lương, lấy lực lượng một người vậy mà có thể để cho Đường gia lựa chọn nhượng bộ. Đường Kinh Luân nói, ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Đổng Trường Hạo cáo lui về sau, Đường Kinh Luân cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, cởi chuông phải do người buộc chuông, Hứa Thuần Lương là Triệu Phi Dương người, giải quyết chuyện này còn phải dựa vào Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương mặc dù đối Đường Kinh Luân không phải thường khách khí, nhưng là thái độ của hắn cũng phi thường minh xác, Hứa Thuần Lương là bên ngoài học tập, mà lại chuyện này cũng không phải là phát sinh ở công việc học tập trong lúc đó, hắn cũng không có quyền lực yêu cầu Hứa Thuần Lương đi làm cái gì. Nếu như Hứa Thuần Lương hành vi liên quan đến phạm pháp, như vậy tự có pháp luật xử lý, nếu như chuyện này cuối cùng định tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn lại càng không có lý do để Hứa Thuần Lương nhận lầm. Đường Kinh Luân chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui với nhìn thấy Triệu Phi Dương thái độ, hắn nói cho Triệu Phi Dương, cũng không phải là muốn để Hứa Thuần Lương nhận lầm, chính là nghĩ tình thế không lại tiếp tục khuếch đại, Hứa Thuần Lương trong tay có Đường Thiên Nhất không ít hắc liệu, nếu như những vật này một khi lộ ra ánh sáng, khẳng định sẽ đối với Hoa Niên tập đoàn tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng hiện tại là đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Triệu Phi Dương nghe hiểu Đường Kinh Luân ý tứ, Đường ra rõ ràng là phải nhượng bộ, ăn cái này người câm thua thiệt. Yêu cầu này cũng không quá phận, Triệu Phi Dương lúc này cùng đáp ứng xuống. Mặc dù đáp ứng, nhưng là Triệu Phi Dương vẫn không có tính toán tự mình liên hệ Hứa Thuần Lương, hắn đem chuyện này giao cho Cao Tân Hoa, cũng không phải Triệu Phi Dương trốn tránh trách nhiệm, mà là hắn rõ ràng, Cao Tân Hoa so với mình hữu dụng. Cao Tân Hoa vốn định gọi điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là thừa dịp cuối tuần đi một chuyến Nam Giang, dù sao hắn vốn là muốn đi thăm viếng Đông Nghiễm Sinh, lúc đầu dự định muộn mấy ngày lại đi qua, nhưng bây giờ đã gặp sự tình, dứt khoát đi một chuyến, có một số việc trong điện thoại nói không rõ, vẫn là ở trước mặt nói rõ ràng cho thỏa đáng. Đông Châu cùng Nam Giang vốn là cách xa nhau không xa, Cao Tân Hoa 4 giờ chiều xuất phát, 5 giờ rưỡi đã đến Nam Giang, hắn cũng không có phiền phức chiến hữu, chỉ là liên hệ Hứa Thuần Lương, nói cho hắn biết mình đã đi hướng Nam Giang. Hứa Thuần Lương căn bản không nghĩ tới Cao Tân Hoa sẽ đích thân đến một chuyến, hôm nay vừa vặn lại trời mưa, chuẩn bị lúc ra cửa, Mạc Hàm gọi điện thoại tới, Mạc Hàm nói cho hắn biết thủ tục nhập học đã giúp hắn xong xuôi, từ tháng sau lên, mỗi tháng cái thứ hai tuần lễ muốn đi kinh thành tập bên trong học tập. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, tháng sau không phải liền là sang năm, Mạc Hàm nói cho hắn biết một tin tức tốt, chỉ cần hắn trong một năm có thể xây xong quy định chương trình học, một năm liền có thể cầm tới bản khoa chứng nhận tốt nghiệp. Nói cách khác hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng 2 năm xây xong bản to lớn chương trình học. Mạc Hàm cũng nghe nói hắn đánh Đường Thiên Nhất sự tình, nhắc nhở hắn tốt nhất đừng có phạm pháp loạn kỷ cương hành vi, một khi lưu lại án cũ, hắn việc học liền xong rồi, coi như Loan Ngọc Xuyên cũng không giúp được một tay, cái này liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề. Hứa Thuần Lương có chút bất đắc dĩ, làm sao vừa nghe nói hắn đánh người cũng hoài nghi hắn phạm pháp loạn kỷ cương đâu. Phạm pháp loạn kỷ cương chính là vi phú bất nhân Đường Thiên Nhất. Mạc Hàm hỏi hắn có hay không tại trường đảng, dự định tướng giấy báo nhập học cho hắn, nàng vừa vặn liền tại phụ cận.
Hứa Thuần Lương để nàng tới, Mặc Hàm mở ra nàng lớn gờ vừa tới đến cửa trường đảng, Hứa Thuần Lương liền mang theo một cỗ hàn khí chui vào trong ô tô. Mặc Hàm kinh ngạc nói, ngươi không dùng ra đến, ta cho ngươi đưa vào đi chính là. Hứa Thuần Lương nói, cho ngươi mượn xe sử dụng đưa ta đi đường sắt cao tốc đứng tiếp người. Mặc Hàm thật sự là im lặng, cái này cũng không chỉ là mượn xe, liền người cùng một chỗ đều dựa vào, người cũng không hỏi ta có thời gian hay không. Hứa Thuần Lương cười nói, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, chúng ta đơn vị bí thư tới, làm bằng hữu, thời khắc mấu chốt không thể hủy đi ta đài A. Mặc Hàm thở dài, người đều tiến đến, cũng không thể bắt hắn cho đuổi xuống, để hắn kiểm tra một chút túi văn kiện bên trong giấy báo nhập học, lái xe hướng đường sắt cao tốc đứng chạy tới. Cao Tân Hoa nguyên bản định để Hứa Thuần Lương tìm một quán cơm, hắn trực tiếp đón xe tới, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thế mà tìm chiếc chuyến đặc biệt đến đón mình, vẫn là hơn mấy trăm vạn xe sang trọng. Nhìn thấy mỹ nữ lái xe, Cao Tân Hoa trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm, cô bé này cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Đi qua không nghe hắn đề cập qua a, tiểu tử này nữ nhân duyên không tệ, tuổi còn trẻ nhưng ngàn vạn không thể ở phương diện này phạm sai lầm, Triệu Phi Dương chính là vết xe đổ. Hứa Thuần Lương giới thiệu, Cao Bí Thư ta lãnh đạo. Vị này là Mặc Hàm, bằng hữu của ta. Cao Tân Hoa hướng Mặc Hàm cười cười, Mặc Hàm hôm nay cũng rất cho Hứa Thuần Lương mặt mũi, mỉm cười hô, Cao Bí Thư ngài tốt. Cao Tân Hoa cũng không mang cái gì hành lý, dù sao dự định xế chiều ngày mai liền trở về, Hứa Thuần Lương ân cần tiếp qua hắn người đưa thư bao, cho Cao Tân Hoa mở cửa xe. Mặc Hàm nói, Cao Bí Thư an bài tốt chỗ ở hay chưa? Cao Tân Hoa lần này tới chủ yếu là muốn theo Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện, hắn thậm chí liền chiến hữu cũ Chiêm Ái Hoa bên kia đều không làm kinh động, cười biểu thị còn không có. Mặc Hàm hướng Hứa Thuần Lương nói, ta đến an bài đi, đi Hàm Bích Lâu A, bên kia điều kiện cũng không tệ lắm, ăn cơm cũng thuận tiện. Không cần, Cao Tân Hoa hoảng hốt vội nói, Hàm Bích Lâu hắn biết, là Nam Giang đỉnh cấp xa hoa khách sạn một trong. Hứa Thuần Lương nói, ngài liền nghe nàng đi. Hắn ngược lại là không có đem mình làm ngoại nhân. Mặc Hàm nói, Cao Bí Thư đường xa mà đến, làm Hứa Thuần Lương bằng hữu, ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị cũng là nên, ta đi Đông Châu thời điểm, Hứa Thuần Lương cũng thường xuyên mời ta ăn cơm. Cao Tân Hoa nói, các ngươi nhận biết rất lâu. Hứa Thuần Lương nói, cũng không bao lâu lần trước đến Nam Giang trên đường nhận biết. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ cũng không có bao lâu thời gian, cái này giao tình không phải bình thường a, nhìn Mặc Hàm làm việc diễn xuất. Cũng là vị nhân vật có tiền, Hứa Thuần Lương tiểu tử này thật là bản lãnh, nhận biết nữ hải cái đỉnh cái xinh đẹp, mà lại không phú thì quý. Chợt nhớ tới lần trước tại Hồi Xuân Đường gặp được Cổ Tuy Trung Y Viện Lý Gia Khoan thời điểm, Lý Gia Khoan ngược lại là nâng lên Hứa Thuần Lương nhận biết một vị Mặc tiểu thư. Còn nói hắn mua nhà vị này Mặc tiểu thư hỗ trợ đánh cái chiết khấu, Cao Tân Hoa đến bây giờ đều nhớ hắn bớt đi hơn 100 vạn, nghĩ đến hắn nói đến chính là Mặc Hàm. Hiện tại Cao Tân Hoa đã dần dần đoán mất tưởng niệm, đi qua còn muốn đem Hứa Thuần Lương cùng mình bảo bối khuê nữ hướng một khối tác hợp, đến một lần hắn nhà phản đối, thứ hai hai người trẻ tuổi tương hỗ ở giữa giống như cũng không tới điện, thứ cảm tình này a thật đúng là không thể cưỡng cầu. Mặc Hàm trực tiếp tướng lái xe đến Hàm Bích Lâu, cho Cao Tân Hoa an bài một gian phòng, Cao Tân Hoa cầm thẻ phòng đi trên lầu trước cho đi lý, hẹn xong nửa giờ sau tại Thủy Sa Liên cơm chưa sảnh gặp. Thủy Sa Liên cơm chưa sảnh tại nên khách sạn mặt đất tầng, độ cao so với mặt biển độ cao cơ bản cùng Trường Giang ngang bằng. Phòng ăn toàn bộ là cửa sổ sát đất, trạng vạng tối bên ngoài mùi vị lành lạnh cùng trong nhà ăn sắc màu ấm điều hình thành so sánh, tạo nên cao đại thượng cùng ấm áp đi ăn cơm không khí hoàn cảnh, chỉnh thể thiết kế cùng trùng tu rất có suy nghĩ lý thú. Có phương Đông Mỹ học kiểu Trung Quốc cổ vận phong cách để cho người ta cảm giác mới mẻ. Phương Tây kiến trúc nghệ thuật cùng Trung Quốc cổ lão phong thủy va chạm đẹp tại nhà này phòng ăn đạt được hoàn toàn mới thăng hoa. Mặc Hàm là khách quen của nơi này, an bài một gian toàn phong bế bao xương, ngồi tại trong dạp có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc tuyệt mỹ. Hứa Thuần Lương lật xem một lượt menu, tất cả đều giá cả không ít, cười nói, khách sạn này cấp 5 sao A. Mặc Hàm nói, thất tinh. Hứa Thuần Lương nói, có chút khoa trương. Ta đoán chừng lão Cao đều không có ở qua rượu ngon như vậy cửa hàng. Mặc Hàm nói, cấp trên trực tiếp của ngươi đương nhiên muốn chiêu đãi đến long nặng một chút, cũng làm cho hắn nhìn xem ngươi tại tỉnh thành nhân mạch. Hứa Thuần Lương khen, quá cho ta mặt mũi. Mặc Hàm nói, bằng hữu liền phải tương hỗ nể tình, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không muốn, ta đi trước, các ngươi cố gắng trò chuyện.
Hứa Thuần Lương nghe ra nàng giống như tại một câu hai ý nghĩa, người không lưu lại cùng nhau ăn cơm. Mặc Hàm khoát tay áo, ta liền không ảnh hưởng các ngươi tán gẫu. Mặc Hàm đi lúc đó gặp sớm tới Cao Tân Hoa, nàng lại lên tiếng chào, Cao Tân Hoa cũng mời nàng cùng nhau ăn cơm, Mặc Hàm lấy cớ mình còn có an bài. Cao Tân Hoa đi vào phòng nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngay tại gọi món ăn. Cao Tân Hoa nói, không cần quá long trọng, hai người chúng ta ăn không có bao nhiêu. Hứa Thuần Lương nói, lại không cho ngài tính tiền. Cao Tân Hoa nói, ta kia chút tiền lương cũng không dám như thế tạo. Hứa Thuần Lương điểm thức ăn ngon để phục vụ viên đi an bài, rượu là Mặc Hàm từ trong xe mang tới hai bình Mộng Chi Lam đại sư thủ công ban, Cao Tân Hoa biết giá cả, vẻn vẹn là hai bình này rượu liền tiếp cận một vạn. Ngồi xuống về sau, Hứa Thuần Lương trước rót cho hắn chén trà. Cao Tân Hoa nói, ngươi làm sao có thể khiến người ta an bài đâu? Danh không chính ngôn không thuận. Hứa Thuần Lương nói, ngài một mực chân thật đem tâm đặt ở trong bụng, còn nhớ rõ Cổ Tuy bên trong bệnh viện Lý Gia Khoan sao? Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, ta vừa rồi liền suy nghĩ, trước đó có ai đề cập qua vị này Mặc tiểu thư, chính là Lý Gia Khoan nha. Hứa Thuần Lương nói, đúng, hắn cho nhi tử tại Nam Giang mua phòng, vẫn là Mặc Hàm ra mặt đánh cái lần. Lúc này phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, khui rượu cho hai người rót rượu. Hai người uống hai chén rượu, Cao Tân Hoa nói, Mặc Hàm cô bé này đối ngươi không tệ à. Hứa Thuần Lương cười nói, tốt với ta nữ hài nhiều. Cao Tân Hoa nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi tại sinh hoạt tác phong bên trên cũng không thể phạm sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, Triệu Viện vết xe đổ ở trước mặt ta bày biện đâu. Cao Tân Hoa thật sự là dở khóc dở cười, người ta ly hôn có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta còn chưa có kết hôn mà. Ta có cái gì sinh hoạt vấn đề tác phong? Cao Thúc, ngài không muốn mang theo thành kiến nhìn ta à? Cao Tân Hoa nói, ta là nhắc nhở ngươi, có thì đổi chi không thì thêm miễn, dù sao tiểu tử ngươi là người chuyên gây họa, biết ta vì sao đến chuyến này sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biết, Triệu Phi Dương để ngài làm thuyết khách tới. Cao Tân Hoa nói, ngươi thật là đi, chuyên chọn chủ tịch nhi tử ra tay, Đường Kinh Vĩ gương mặt già nua kia mặt bị ngươi đánh cho ba ba. Hứa Thuần Lương nói, ta thật không nghĩ gây sự, là Đường Thiên Nhất không biết sống chết, hắn hại ta nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, bọn hắn hai người còn cảm thấy chúng ta Trường Hưng người dễ khi dễ. Ngươi dẹp đi đi, đừng dắt lấy toàn bộ Trường Hưng cho ngươi đệm lưng, trong tay ngươi có phải hay không bắt lấy Đường Thiên Nhất nhược điểm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nhất định không phải ta lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Cao Tân Hoa hướng hắn dựng lên ngón cái, hảo tiểu tử. Ta không nhìn lầm ngươi. Ngài cũng đồng ý ta làm như vậy. Cao Tân Hoa nói, không sai biệt lắm liền phải, ngươi thật muốn đem trong tay những cái kia hắc liệu rũ ra đi, Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ ngươi cũng không phải không biết, giết địch một vạn tự tổn 5.000 sự tình có ý nghĩa sao? Hứa Thuần Lương nói, có ý nghĩa à? Cao Tân Hoa thở dài nói, Đường Thiên Nhất không phải cái đồ chơi hay, nhưng lần này ăn thiệt thòi phải là hắn. Ngươi dù sao cũng không có tổn thất bao lớn, theo ta thấy, không bằng đến đây dừng tay. Hứa Thuần Lương nói, là ý của ngài vẫn là Triệu Phi Dương ý tứ. Cao Tân Hoa nói, hai ta đều là ý tứ này. Hứa Thuần Lương nói, đối Đường Thiên Nhất nhất định phải đánh chó mù đường, không đem hắn đánh sợ, hắn về sau khẳng định sẽ còn sinh sự. Cao Tân Hoa nói, trong tay ngươi có thóp của hắn, đoán chừng hắn về sau không dám công khai cùng ngươi đối nghịch. Không bài trừ sau lưng của hắn giở trò xấu loại người này căn bản cũng không có nhân phẩm có thể nói, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Cao Tân Hoa nói, coi như ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều tung ra, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi tại Trường Hưng còn có tiền đồ có thể nói sao? Hứa Thuần Lương nói, ta không run cũng không có tiền đồ Triệu Phi Dương về sau cũng không dám dùng ta à? Cao Tân Hoa ngữ trọng tâm trường nói, hắn đối ngươi không có ý kiến. Chỉ là hắn cũng muốn đối ban giám đốc phụ trách, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục mở rộng tình thế. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vậy ta nghe ngài. Cao Tân Hoa nửa tin nửa ngờ nhìn qua hắn, không nghĩ tới hắn thống khoái như vậy đáp ứng. Hứa Thuần Lương nói, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ngài thật xa chuyên từ Đông Châu đến chuyến này, cũng không thể để ngài tốn công vô ích. Cao Tân Hoa nói, hiểu chuyện mà, Cao Thúc không có phí công thương ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta lúc đầu cảm thấy Triệu Phi Dương có thể gọi điện thoại cho ta,
định cho hắn một cái thuận nước dong thuyền, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không đánh. Cao Tân Hoa vẫn tương đối giữ gìn Triệu Tân Hoa, hắn là sợ hãi bị ngươi cự tuyệt, người ta làm sao đều là viện trưởng, đến sĩ diện. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật chuyện này hắn hẳn là cảm tạ ta, đường ra là sấm to mưa nhỏ, nếu thật là nhất phách lưỡng tán, mất mặt chính là bọn hắn, đường ra gánh không nổi người này, Hoa Niên cũng không muốn lọt vào như thế tổn thất lớn. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đường ra khắc tinh. Hứa Thuần Lương nói, ta không muốn khắc bọn hắn, là đường thiên nhất không phải phạm tiện. Cao Tân Hoa nói, ngươi về sau có tính toán gì? Phát sinh sau chuyện này, Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng không có khả năng lại có phát triển, Cao Tân Hoa cho là hắn sáng suốt nhất chính là rời đi, trước mắt Trường Hưng cũng là nơi thị phi, không có gì đáng lưu luyến. Hứa Thuần Lương nói, ta tạm thời không còn muốn chạy, trước tiên ở phân viện hòa với, đúng, ta lập tức còn được đại học, tiếp xuống 2 năm ta định đem thạc sĩ cho tiếp tục đọc. Cao Tân Hoa cho là mình nghe lầm, người nói cái gì? Hứa Thuần Lương lại lặp lại một lần. Cao Tân Hoa cho rằng không phải mình hồ đồ rồi chính là hắn hồ đồ rồi, một cái học sinh tốt nghiệp trung học trong vòng 2 năm đem thạc sĩ tiếp tục đọc, đứa nhỏ này nên không phải bị người lừa a. Nhưng hắn thông minh như vậy làm sao có thể chứ? Từ đối với Hứa Thuần Lương quan tâm Cao Tân Hoa vẫn là nhắc nhở hắn, nghĩ đọc thạc sĩ, đầu tiên muốn sách học khoa. Hứa Thuần Lương biểu thị mình dự định bản khoa 1 năm thạc sĩ 1 năm. Cao Tân Hoa mặc dù không có đọc qua đại học, nhưng là hàm thụ hắn là trải qua, mà lại nữ nhi Cao Hiểu Bạch chính là học bá, thủy mộc cao tài sinh, đã bảo đảm nghiên, tự hỏi đối trong nước giáo dục hệ thống hay là vô cùng hiểu rõ, kiên nhẫn hướng Hứa Thuần Lương giải thích, liền chưa nghe nói qua liên thông thạc sĩ 1 năm có thể lấy được. Hứa Thuần Lương đem mình giấy báo nhập học phô bày một chút, ở trong đó tràn đầy khoe khoang ý tứ. Cao Tân Hoa sau khi xem vẫn là lo lắng hắn bị lừa, nghe nói là Mặc Hàm giúp đỡ làm, Cao Tân Hoa không lên tiếng, mình mặc dù lăn lộn đến chính sử cấp, nhưng là vẫn không cách nào chạm tới chân chính thượng tầng xã hội, vị này Mặc Hàm không phú thì quý, nàng đã khả năng giúp đỡ Lý Gia Khoan tiết kiệm hơn 100 vạn phòng khoản, giúp đỡ Hứa Thuần Lương giải quyết vấn đề bằng cấp hẳn là độ khó không lớn. Ra ngoài cẩn thận, Cao Tân Hoa cho nữ nhi phát cái tin tức, hỏi nàng Europa Thương học viện sự tình. Cao Hiểu Bạch rất nhanh liền cho hắn tin tức trở về, nói cho hắn biết thật có như thế một ngôi trường học, là người trong nước tại châu Âu đăng ký cũng xây dựng trường học, nhằm vào đến chính là thành tích không tốt gia đình điều kiện không tệ lại nghĩ ra nước hỗn văn bằng quần thể. Bọn hắn trình độ rất nhiều quốc gia đều thừa nhận, bao quát trong nước, nhưng là loại này trường học học không đến cái gì thật đồ vật, nói trắng ra chính là dùng tiền mua văn bằng. Cao Tân Hoa đem nữ nhi gửi tới tin tức cho Hứa Thuần Lương nhìn, Hứa Thuần Lương cười nói. Chính là nghĩ dùng tiền mua văn bằng, chỉ muốn người ta thừa nhận không được sao, ta tài nghệ này bọn hắn cũng không dạy được ta. Cao Tân Hoa nâng chén chúc mừng, vô luận như thế nào đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, nếu như thông qua loại phương thức này thuận lợi giải quyết văn bằng, qua 2 năm Hứa Thuần Lương mới 24 tuổi, bằng thạc sĩ tới tay, so với hắn khuê nữ Cao Hiểu Bạch còn phải sớm hơn, đây chính là phát sau mà đến trước. Ai nói người sinh không có đường tắt, tiểu tử này từ khi tiến vào Trường Hưng tựa như bật hách, đi được tất cả đều là đường tắt, cho nên nói còn phải dựa vào quý nhân tương trợ. Hứa Thuần Lương đáp ứng không còn tướng tình thế mở rộng, Cao Tân Hoa cũng giải quyết xong một cọc tâm sự, hắn dự định ngày mai buổi sáng thăm viếng Đông Nghiễm Sinh về sau liền trở về, thứ hai còn được ban. Hứa Thuần Lương hỏi Trường Hưng gần nhất tình huống, Cao Tân Hoa nói cho hắn biết trước mắt tình thế đã ổn định lại, Trường Hưng nhân viên đã tiếp nhận cải chế sự thật. Trong thành phố đối lần này cải chế phi thường coi trọng, nhiều lần cường điệu phải tất yếu cam đoan toàn thể nhân viên lợi ích. Mà lại cải chế sau mọi người trên thực tế thu nhập cũng không chịu ảnh hưởng, trước đó chất vấn thanh âm cũng dần dần bình phục xuống dưới. Cao Tân Hoa kỳ thật đối Trường Hưng phát triển vẫn là ôm ngắm nhìn thái độ, Hoa Niên tập đoàn vừa mới bơm tiền Trường Hưng đương nhiên sẽ không làm quá cấp tiến cải cách, trước đây Trần Hưng An chủ đạo nhân viên y tế kháng nghị, mặc dù cuối cùng lấy Trần Hưng An bại trận là kết cục. Nhưng là cũng cho Hoa Niên tập đoàn gõ cảnh báo. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phi Dương biểu hiện biết tròn biết méo, chỉ tại trước mắt hắn đều là đầu tiên từ Trường Hưng nhân viên lợi ích xuất phát, cũng đã làm nhiều lần hiện thực, miệng của hắn bia cũng từ thung lũng có chỗ tăng trở lại. Thân là Trường Hưng một phần tử, Cao Tân Hoa đương nhiên hy vọng Trường Hưng có thể đứng vững chân vững bước phát triển, hắn hiện tại thường xuyên đang nghĩ, là không phải là của mình tư tưởng quá bảo thủ, Trường Hưng nếu như không thay đổi chế cố nhiên có thể sống sót. Nhưng là muốn sống rất khá là không có khả năng. Cải chế về sau bệnh viện biến hóa cũng là mắt trần có thể thấy,
chí ít hai kỳ công trình đã khởi công, khu công nghệ cao bệnh viện cũng tiến vào vật liệu vào sân giai đoạn, nếu như hết thảy thuận lợi năm sau liền có thể khởi công. Nhưng là vô luận Trường Hưng phát triển hay không, hắn cũng không coi trọng Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng tương lai, cũng may Hứa Thuần Lương tuổi trẻ, coi như hắn tại phân viện viện trưởng trên ghế ngồi dậm chân tại chỗ, người khác cũng không dám tùy tiện động đến hắn, hai năm này vừa dễ dàng thừa cơ hội này tăng lên mình, hậu tích bạc phát, đối với hắn mà nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Sáng ngày thứ hai, Hứa Thuần Lương cùng đi Cao Tân Hoa cùng đi Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm viếng Đông Nghiễm Sinh, bởi vì con dâu cùng cháu trai đến, Đông Nghiễm Sinh hiện tại tâm tình tốt đẹp, mặc dù nhi tử đến nay không có hiện thân, nhưng là Đông Nghiễm Sinh minh bạch, nhi tử vẫn luôn tại quan tâm chính mình. Trước mắt hắn chẩn đoán điều trị phương án đều là con dâu Nguyễn Tinh Mai một tay định ra, Nguyễn Tinh Mai đã nhận được Trường Hưng bên kia gửi tới bệnh lịch sao chép kiện. Cao Tân Hoa bồi tiếp Đông Nghiễm Sinh nói chuyện trời đất thời điểm, Nguyễn Tinh Mai tướng Hứa Thuần Lương mời ra đến bên ngoài, nàng đối Hứa Thuần Lương cho Đông Nghiễm Sinh phục dụng sinh sinh đan phi thường tò mò, tìm hắn mục đích là hỏi thăm sinh sinh đan chủ yếu thành phần. Hứa Thuần Lương đem sinh sinh đan thành phần viết một lần, Nguyễn Tinh Mai nhìn nói, ta đối trung y không ăn ý, bất quá ta công công ăn ngươi mở cho hắn đến thuốc về sau tình trạng cơ thể có chỗ cải thiện, cho nên ta nghĩ phân tích một chút, trong đó đến cùng là loại thuốc nào vật làm ra tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, trung y dùng thuốc giảng cứu hỗ trợ lẫn nhau, khả năng trong đó mỗi vị thuốc đơn độc lấy ra đều không có tác dụng gì, nhưng là tổ hợp lại chính là có thể biến thành thuốc hay. Nguyễn Tinh Mai nói, tại quốc gia của ta cũng có đông y truyền thừa, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, đông y chính là nguồn gốc từ tại trung y. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chung quanh quốc gia truyền thống y học phần lớn là trung y chi nhánh, tỉ như Nghê Hồng Hán Phương, Bổng Tử Hàn Y, An Nam Đông Y. Trên cơ bản cái khác nhiều nhà đều không phủ nhận điểm này, biết bọn hắn đầu nguồn ở đâu, vô sỉ nhất phải kể tới Bổng Tử, bọn hắn không những không thừa nhận Hàn Y khởi nguyên từ trung y, ngược lại lẫn lộn đen trắng, đạo văn thành tính, cầm đồ của người khác đương mình, khắp nơi tuyên dương đoạt chú. Đương nhiên cái này cũng cùng trung y ở trong nước không có đạt được vốn có coi trọng có quan hệ, người không đem nhà mình bảo bối xem như đồ tốt, tự nhiên có dụng ý khó dò tặc nhân nhớ thương. Lần này Đông Nghiễm Sinh nguyên nhân bệnh đã trải qua sơ bộ tra ra, hắn là do ở phóng xạ nguyên nhân mà đưa đến tạo máu làm tế bào ác tính nhân bản tính tật bệnh. Nguyễn Tinh Mai cho rằng Đông Nghiễm Sinh đi qua hẳn là từng có phóng xạ vật tiếp xúc xử, nhưng là Đông Nghiễm Sinh lại nhớ không nổi tương quan kinh lịch. Chỉ muốn tiến hành hợp lý tổng hợp trị liệu, chữa trị khả năng là tương đối cao. Trước mắt dự định tiến hành phản thức duy axit Femie liên hợp sinh thân tề trị liệu cùng liên hợp trị bệnh bằng hóa chất. Nguyễn Tinh Mai sở dĩ thỉnh giáo sinh sinh đan phối phương, là bởi vì Đông Nghiễm Sinh tình trạng trước mắt đã so với lúc trước phát bệnh thời điểm có rất lớn cải thiện, tại bắt đầu tổng hợp trị liệu trước đó, nàng nhất định phải hiểu qua đi tất cả chẩn trị tình huống. Hai người chính đang đàm luận bệnh tình thời điểm, Chiêm Ái Hoa cũng tới, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian nghênh đón, Chiêm Ái Hoa phàn nàn nói, cái này Cao Tân Hoa thật sự là không có suy nghĩ, đến Nam Giang đều không đánh với ta chào hỏi. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này trách không được Cao Thúc, là ta tự tác chủ trương, hai người chúng ta đàm điểm chuyện công tác. Bồi tiếp Chiêm Ái Hoa tiến vào phòng bệnh, Chiêm Ái Hoa tự nhiên lại là oán trách một trận, Cao Tân Hoa giải thích nói lần này thật là vì công việc, bởi vì hành trình vội vàng liền không để ý tới cùng hắn liên lạc, đợi lát nữa hắn liền muốn đi đường sắt cao tốc đứng. Chiêm Ái Hoa cũng không phải coi là thật sinh khí, biết Cao Tân Hoa lần này tới nhất định là vì Hứa Thuần Lương sự tình, trêu chọc nói, tiểu tử ngươi nhưng thật là có bản lĩnh, các ngươi đại lão bản công tử tựa như là lần thứ hai bị ngươi đánh a. Đông Nghiễm Sinh còn không biết chuyện này, nghe nói Hứa Thuần Lương lại đánh người, chỉ sợ thiên hạ bất loạn giúp đỡ, tiểu tử này không có nghĩa khí, đánh nhau cũng không bảo cho ta. Cao Tân Hoa dở khóc dở cười, lão Đông, người tuổi đã cao cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Chiêm Ái Hoa nói, còn tưởng rằng là năm đó chúng ta đánh trận thời điểm. Hòa bình niên đại, đánh người là muốn nhận gánh trách nhiệm. Đông Nghiễm Sinh nói, bất kể hắn là cái gì niên đại, dù sao cũng phải có công lý chính nghĩa, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Nếu là ngay cả chúng ta những quân nhân này cũng không có tinh thần trọng nghĩa, xã hội này tướng lại biến thành bộ dáng gì? Quốc gia lại biến thành bộ dáng gì? Cao Tân Hoa cùng Chiêm Ái Hoa hai người đồng thời trầm mặc xuống, năm đó trên chiến trường huyết tính của bọn họ cùng tính tình không chút nào kém cỏi hơn Đông Nghiễm Sinh, bọn hắn thanh xuân cũng như Hứa Thuần Lương kích tình phi dương, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần bị xã sẽ cải biến, trở nên càng ngày càng hiện thực, trở nên càng ngày càng thỏa hiệp. Hứa Thuần Lương nói,
Đông Thúc, hiện tại loại này xuất lực sống được giao cho chúng ta người trẻ tuổi làm, các ngươi a, giúp đỡ bày mưu tính kế, sau đó chùi đít là được, không cần thiết mọi thứ đều tự thân đi làm. Ba người đồng thanh cười ha hả, Cao Tân Hoa cười nói, còn có mặt mũi nói, ta hiện tại chính là cả ngày vội vàng lau cho ngươi cái mông. Đông Nghiễm Sinh nói, có thể cho bọn hắn những người tuổi trẻ này chùi đít là chuyện tốt ha, chúng ta không dám làm sự tình bọn hắn dám, chúng ta không có khí lực đi làm sự tình bọn hắn đi làm, chỉ có dũng khí cùng nhiệt huyết truyền thừa tiếp, một cái dân tộc mới có thể không ngừng vươn lên phát triển lớn mạnh, thuần lương, chỉ cần là đúng sự tình ngươi một mực thoải mái đi làm, người Đông Thúc toàn lực ủng hộ. Chiêm Ái Hoa nói, lời tuy như thế, xã hội bây giờ phức tạp, lòng người hiểm ác, làm việc vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. Đông Nghiễm Sinh nói, loại người như ngươi là làm ăn đem lá gan đều làm không có. Lúc này Cao Tân Hoa điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại lên đi ra ngoài, bởi vì điện thoại là Hứa Trường Thiện đánh tới. Cao Tân Hoa có chút kỳ quái, bình thường lão già này rất ít chủ động liên hệ mình, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương tại Nam Giang sự tình hắn biết rồi. Hứa Trường Thiện thanh âm trầm giọng nói, Tân Hoa, ta gặp được điểm phiền phức. Cao Tân Hoa quay người nhìn một chút, thúc, ngài nói. Hứa Trường Thiện thở dài, chuyện là như thế này, sáng nay hắn lên được đã khuya, sau khi thức dậy, phát hiện Hồi Xuân Đường mất trộm, hắn trước tiên báo án xin giúp đỡ, cảnh sát tới về sau thống kê mất đi vật phẩm, tại thăm dò hiện trường thời điểm vậy mà tại tiệm thuốc bên trong phát hiện hổ cốt, sừng tê các loại vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Đối Hứa Trường Thiện tới nói quả thực là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Từ khi năm 1993 nước ta gia nhập Liên Hiệp Quốc Động Vật Hoang Dã Bảo Hộ Công ước về sau, hắn liền đem tương quan vi phạm lệnh cấm dược phẩm nộp lên trên, mấy chục năm qua Hồi Xuân Đường bên trong không còn có tương quan vật phẩm, hắn dám đoán chắc những vật này không phải là của mình. Công thương bộ môn quản lý cùng hải quan đều người đến, làm ra Hồi Xuân Đường tạm thời đình chỉ kinh doanh, phong tồn cũng toàn diện thanh tra tiệm thuốc bên trong hiện có dược liệu quyết định. Mặc dù Hứa Trường Thiện lặp đi lặp lại biểu thị những cái kia hàng cấm không phải là của mình, nhưng là hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, chuyện này từ trước mắt nhìn đã xúc phạm hình pháp, không bài trừ cơ quan tư pháp truy cứu hắn hình trách khả năng. Cao Tân Hoa nghe xong liền biết chuyện này không thể coi thường, hắn hiểu rõ phương diện này pháp luật, căn cứ hình pháp thứ 151 điều quy định, buôn lậu quốc gia cấm chỉ xuất nhập cảng chân quý động vật cùng với chế phẩm, chỗ 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cũng phạt tiền, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân, cũng chỗ tịch thu tài sản, tình tiết hơi nhẹ, chỗ 5 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Hắn tin tưởng Hứa lão gia tử nhân phẩm, cho rằng đối với chuyện này lão gia tử khẳng định là trong sạch, nhưng vấn đề là cảnh sát tại hắn tiệm thuốc bên trong phát hiện đại lượng làm trái hàng cấm sản xuất, mà lại Hứa lão gia tử hết lần này tới lần khác là mở trung y môn trần. Tại trong mắt của rất nhiều người, những này hàng cấm Hồi Xuân Đường có thể phát huy được tác dụng. Sự tình như là đã phát sinh, Cao Tân Hoa chỉ có thể trước an ủi Hứa Trường Thiện, để hắn không cần hoảng, mình lập tức liền trở về, thanh giả tự thanh, chỉ cần Hứa lão gia tử chưa làm qua loại sự tình này, ở đâu thực hiện còn không sợ. Hứa Trường Thiện lặp đi lặp lại căn dặn Cao Tân Hoa, chuyện này nhất định phải giấu giếm hắn bảo bối cháu trai, Hứa Thuần Lương nếu là biết chuyện này còn không biết sẽ gấp thành bộ dáng gì. Cao Tân Hoa cho rằng chuyện này coi như giấu giếm cũng không thể giấu giếm quá lâu, mà lại nhất định phải thông chi người nhà, không nói cho Hứa Thuần Lương cũng phải thông chi những nhà khác người. Hứa Trường Thiện nghĩ nghĩ, định đem chuyện này thông chi đại nữ nhi Hứa Gia An. Cao Tân Hoa cúp điện thoại, trở về lập tức hướng mấy người tạm biệt, Hứa Thuần Lương nhắc nhở Cao Tân Hoa đừng quên bắt hắn cho lão gia tử mang nước muối vịt đưa qua. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, quyết định về trước đi nhìn xem tình huống. Nếu như tình huống không lý tưởng, cũng không có cách nào giấu giếm Hứa Thuần Lương. Hắn để Chiêm Ái Hoa đưa mình đi đường sắt cao tốc đứng, đổi ký vé xe sớm trở về Đông Châu, trên đường Cao Tân Hoa đem chuyện này nói cho Chiêm Ái Hoa, Chiêm Ái Hoa nghe xong phản ứng đầu tiên chính là, Hứa lão gia tử tao ngộ chuyện này có thể hay không cùng Hứa Thuần Lương tại Nam Giang gây ra họa có quan hệ. Cao Tân Hoa thở dài nói, ta cũng lo lắng hai chuyện này có liên quan, bất quá Hoa Niên tập đoàn là đưa ra thị trường xí nghiệp. Ấn lý thuyết bọn hắn sẽ không làm như thế bị ổi sự tình đi. Chiêm Ái Hoa khinh thường nói, đừng đánh giá cao những này cái gọi là xí nghiệp gia nhân phẩm, sau lưng dơ bẩn thủ đoạn nhiều lắm, Đường Kinh Vĩ người kia ta không hiểu rõ, nhưng là Hàn Thái ta rất rõ. Cao Tân Hoa ngạc nhiên nói Hàn Thái. Chiêm Ái Hoa gật đầu nói, Hàn Thái, Thiên Trì Khí Mậu Tổng Giám Đốc, dưới cờ có bao nhiêu nhà 4S cửa hàng,
con của hắn Hàn Văn Thắng, chính là cùng Đường Thiên Nhất cùng một chỗ bị đánh. Cao Tân Hoa nói, người kiểu nói này ta liền biết, chúng ta Đông Châu cũng không ít thiên chỉ đại lý. Chiêm Ái Hoa nói, người này sớm nhất là làm buôn lậu xe gắn máy lập nghiệp, không phải kẻ tốt lành gì, chỉ bất quá đuổi kịp thời điểm tốt, ăn vào cải cách tiền lãi, người này danh tiếng cực kém, người xưng lão thai hóa. Cao Tân Hoa nhíu mày, nếu như coi là thật Hứa lão gia tử lần này phiền phức cùng Nam Giang sự kiện có quan hệ, kia Hứa Thuần Lương tiểu tử này nhưng cho lão gia tử gây tai họa, nếu là hắn biết không được đem Đường Thiên Nhất giết hết bên trong, nội tâm bịt kín một tầng bóng ma, vừa mới hỏa hoãn tình thế rất có thể lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Chiêm Ái Hoa nói, ta chính là kiểu nói này, người nghe một chút chính là, có lẽ đều là trùng hợp đâu, mà lại Hứa lão gia tử mở trung y phòng khám bệnh, nói không chừng trong tiệm thật có hổ cốt sừng tê những vật này. Không có khả năng, Hứa lão gia tử không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Chiêm Ái Hoa nói, ngươi làm ta không nói, ta tại Đông Châu cũng có chút quan hệ, Hứa lão gia tử đối ta có ân, ta bên này cũng hỗ trợ hỏi một chút. Cao Tân Hoa căn dặn hắn chuyện này tạm thời đừng để Hứa Thuần Lương biết, chờ hắn về đi xem một chút tình huống cụ thể lại nói. Cao Tân Hoa người còn không có trở lại Đông Châu, điện thoại đánh trước trở về, vận dụng tư nhân quan hệ trước cân đối chuyện này, Hứa lão gia tử tuổi tác lớn như vậy, có thể không chịu nổi dày vò. Hứa Thuần Lương thừa tàu điện ngầm trở về trường đảng trên đường nhận được Hoa Trục Nguyệt tin tức, Hoa Trục Nguyệt nói cho hắn biết, đã cùng Đường gia đạt thành hòa giải, để Hứa Thuần Lương cẩn thận một chút, gần nhất nghe được một chút phong thanh, có người muốn đối phó hắn. Hứa Thuần Lương xem thường, nghĩ đối phó hắn nhiều người, hắn đã trải qua đáp ứng Cao Tân Hoa không còn tướng tình thế mở rộng. Còn không có xuống xe, đại cô Hứa Gia An gọi điện thoại tới. Hứa Gia An khi biết hồi Xuân Đường xảy ra chuyện về sau, vẫn là quyết định nói cho Hứa Thuần Lương, nàng tại Đông Châu cũng không có quan hệ gì, cho rằng chuyện này Hứa Thuần Lương có quyền lợi biết, trên một điểm này nàng không có tuân theo ý của lão gia tử. Hứa Thuần Lương nghe xong liền gấp, liên tưởng tới vừa rồi Cao Tân Hoa vội vã trở về Đông Châu, 89/10 cùng gia gia sự tình có quan hệ, phát sinh chuyện lớn như vậy thế mà giấu giếm chính mình. Hứa Thuần Lương an ủi đại cô không nên hoảng hốt, hắn lập tức về Đông Châu. Hứa Gia An để hắn về đi xem một chút tình huống, tùy thời hướng nàng thông báo. Hứa Thuần Lương nghe xong trong lòng lập tức liền khó chịu, đại cô có ý tứ gì? Gia Gia phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng còn phải chờ một chút lại nhìn. Cha con chi tình trong lòng nàng chẳng lẽ giống như này mờ nhạt? Hứa Gia An hẳn là phát giác được những lời này của mình khả năng đưa tới chất nhi phản cảm, cuống quýt giải thích nói, Thuần Lương, ta bên này có chuyện rất trọng yếu đi không được, ta bên này xử lý xong lập tức liền về Đông Châu. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, biết, ngài không cần lo lắng, Gia Gia hắn không có việc gì. Sau khi nói xong lại nói, tiểu cô cùng cha ta biết không? Hứa Gia An nói, ta còn không có nói cho bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là cùng bọn hắn nói một tiếng, miễn cho về sau bọn hắn trách tội. Tàu điện ngầm đến trạm tiếp theo, Hứa Thuần Lương xuống xe đi hướng một bên khác, hắn muốn trở về Đông Châu, Gia Gia không nói cho hắn là sợ hắn lo lắng. Nhưng bây giờ là Gia Gia cần có nhất hắn thời điểm, hắn có thể nào không bồi bạn Gia Gia bên người. Hứa Thuần Lương trước liên hệ Lục Kỳ, để Lục Kỳ trước đi xem một chút tình huống, vô luận như thế nào không thể để cho lão gia tử chịu khổ. Lục Kỳ còn không biết chuyện này, bất quá hắn lập tức đáp ứng đi tìm hiểu tình huống, cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp lão gia tử. Ngồi lên tiến về đường sắt cao tốc đứng tàu điện ngầm, Hứa Thuần Lương nhớ tới Hoa Trục Nguyệt vừa rồi phát cho tin tức của mình. Hồi Xuân Đường sự kiện lần này quá mức đột nhiên, mà lại phi thường kỳ quặc, bị trộm cắp cũng không kỳ quái, nhưng là hết lần này tới lần khác là Gia Gia báo cảnh về sau, tại hồi Xuân Đường phát hiện hổ cốt, sừng tê những này làm trái hàng cấm sản xuất, đây rõ ràng là giả cái bẫy. Hứa Thuần Lương không thể không suy nghĩ nhiều, Gia Gia trận này tai bay vạ gió đến cùng có phải hay không mình cho hắn mang đến. Nghĩ tới đây hắn càng phát ra bất an. Nếu như là trả thù, chỉ cần để hắn tra ra phía sau chủ mưu, hắn tuyệt đối không tha cho đám người này. Hứa Thuần Lương cho Hoa Trục Nguyệt phát cái tin, người vừa nói có người muốn đối phó ta là có ý gì? Hoa Trục Nguyệt trả lời hắn, chỉ là một cái nhắc nhở, người không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương tướng hồi Xuân Đường phát sinh sự tình nói cho nàng. Rất nhanh Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương đã đến đường sắt cao tốc đứng, tiếp thông điện thoại. Hoa Trục Nguyệt nói, người ở nơi nào? Hứa Thuần Lương tại vé sảnh tra lấy đường sắt cao tốc cấp lớp, đường sắt cao tốc đứng, ta chuẩn bị trở về Đông Châu đâu. Hoa Trục Nguyệt nói,
mấy điểm đi. Hứa Thuần Lương phát hiện gần nhất cấp lớp muốn 3 giờ sau, không khỏi có chút đau đầu, hắn hiện tại lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức liền xuất hiện tại trước mặt Gia Gia sớm nhất 4 giờ rưỡi chiều xe lửa. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi không cần mua phiếu, ta đưa ngươi trở về. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút đưa ta, dù sao từ Nam Giang đến Đông Châu hơn 300 cây số đâu. Hoa Trục Nguyệt nói, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta liền tới đây, chúng ta gặp mặt lại nói. Hứa Thuần Lương đợi 20 phút, Hoa Trục Nguyệt lái một chiếc Cayenne tới, Hứa Thuần Lương lên xe. Vừa vặn Lục Kỳ cho hắn trả lời điện thoại, nói cho hắn biết trước mắt lão gia tử đã nói rõ tình huống, giao tiền đặt cọc, tạm thời về nhà chờ điều tra kết quả, cảnh sát cũng không có làm khó hắn. Chuyện này nguyên nhân gây ra là có người báo cáo Hứa lão gia tử tự mình bán chứa hổ cốt thành phần thuốc cao. Lão gia tử báo án, mất trộm bộ phận vật phẩm là một chút sách thuốc, còn có hơn 2.000 tiền mặt. Hứa Thuần Lương nghe nói mất trộm vật phẩm về sau bên trong bắt đầu lo lắng, hắn hướng Lục Kỳ biểu thị ra cảm tạ, nói cho Lục Kỳ mình ngay tại đường về bên trong, đoán chừng nhiều nhất 4 giờ liền có thể đến Đông Châu. Lục Kỳ để hắn không cần phải gấp, vụ án này nhất thời bán hội cũng sẽ không có kết quả, Đông Châu bên này có hắn nhìn chằm chằm, Hứa lão gia tử sẽ không lỗ. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, phát hiện ô tô đã đi tới cao tốc cửa vào, lúc này mới nhớ tới Hoa Trục Nguyệt vì sao muốn đưa mình tiến về Đông Châu. Hoa Trục Nguyệt nói, lão nhân gia không có sao chứ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói trước mắt không có việc gì, đoán chừng trong lòng uất ức đến quá sức. Hoa Trục Nguyệt nói, đổi thành ai gặp được chuyện này trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, người vừa rồi tin cho ta hay nói đến là có ý gì? Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, có người nghĩ hãm hại chúng ta, vừa vặn tìm được ta một vị lão bằng hữu, hắn nghe nói cùng ta cũng có quan hệ. Cho nên cự tuyệt. Người nào, có phải hay không Hoa Niên tập đoàn? Hai người bọn họ vừa mới liên thủ đối phó Đường Thiên Nhất, Hứa Thuần Lương nghĩ như vậy cũng mười phần bình thường. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, ta không rõ ràng, cũng không biết Hứa lão tiên sinh sự tình cùng chuyện này có không liên quan, nhưng là thủ pháp của bọn hắn có chút cùng loại, ta hoài nghi hồi Xuân Đường sự tình hẳn là đạo môn làm. Hứa Thuần Lương nói, đạo môn. Hoa Trục Nguyệt gật đầu nói, đạo môn có cái thường dùng thủ pháp gọi tự chui đầu vào lưới, nói đơn giản chính là bọn hắn chọn chúng mục tiêu đi trộm, cố ý lưu lại sơ hở, mục tiêu bị trộm về sau bình thường chọn báo cảnh sát đang điều tra lấy chứng quá trình bên trong ngược lại sẽ phát hiện mục tiêu hành động trái luật. Hứa Thuần Lương nhíu mày, hồi Xuân Đường sự tình cùng Hoa Trục Nguyệt nói tới tự chui đầu vào lưới rất giống, Gia Gia cũng là bởi vì bị trộm báo cảnh, kết quả ngược lại thân hãm nhà tù. Hoa Trục Nguyệt nói, lúc đầu bọn hắn muốn lợi dụng biện pháp này để hãm hại người ta, nhưng là bọn hắn vừa vặn tìm tới bằng hữu của ta. Hứa Thuần Lương nói, người nào, rốt cuộc là ai? Hoa Trục Nguyệt nói, một nhóm có một nhóm quy củ, ta vị bằng hữu nào mặc dù cự tuyệt người ta, nhưng là không thể bại lộ thông tin của khách hàng, ta cùng ngươi về Đông Châu, hẳn là có thể giúp được ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tạ ơn. Hoa Trục Nguyệt trên thân người này có giang hồ nhi nữ hiệp tình hào nghĩa. Kinh lịch đối phó Đường Thiên Nhất cùng chung mối thù, giữa hai người giao tình cũng sâu hơn rất nhiều. Hoa Trục Nguyệt nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, về Đông Châu về sau, ngươi không thể thiện tự làm chủ, một nhóm có một nhóm quy củ, chuyện giang hồ để giang hồ, xử trí như thế nào ngươi phải nghe lời ta. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần Gia Gia của ta bình an vô sự, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hoa Trục Nguyệt đối câu nói này nắm giữ lại thái độ. Cao Tân Hoa trở lại Đông Châu về sau trước tiên đi hồi Xuân Đường mặt tiền cửa hàng bộ phận lâm thời bị phong, Hứa Trường Thiện tại Đông Châu cũng không có phòng của hắn sinh, hắn giao 1 vạn khối tiền đặt cọc, đến phân cục tiếp nhận điều tra về sau về tới trong nhà. Trời rất lạnh, Hứa lão gia tử cũng không vào nhà, từng người ngồi tại hậu viện, nhìn qua trong ao cá chép ngơ ngác xuất thần. Trịnh Bồi An biết được tin tức về sau lập tức tới ngay cùng hắn, lo lắng lão gia tử nghĩ quẩn. Hứa lão gia tử biểu thị mình nghĩ một người lẳng lặng, đuổi Trịnh Bồi An đi, Trịnh Bồi An kiên trì không đi, Cao Tân Hoa đến thời điểm, hắn tại trong phòng bếp cho lão gia tử phía dưới đầu đâu. Cao Tân Hoa đi trước cùng Trịnh Bồi An lên tiếng chào, Trịnh Bồi An nhỏ giọng nói tâm tình không tốt, người đi khuyên hắn một chút. Cao Tân Hoa đem mang tới nước muối vịt đưa cho hắn Thuần Lương để cho ta mang hộ tới. Hắn biết không? Cao Tân Hoa lắc đầu biểu thị mình không nói. Trịnh Bồi An nói. Vừa rồi Hứa Gia Văn gọi điện thoại, nàng thừa đêm nay máy bay trở về,
ta chờ một lúc còn phải đi phi trường đón nàng, người đã đến liền tốt, bên cạnh hắn tốt nhất có người. Cao Tân Hoa hướng tiểu viện đi đến, đi vào Hứa Trường Thiện sau lưng, cố ý ho khan một tiếng. Hứa Trường Thiện quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói đến rồi. Cao Tân Hoa nói, vừa tới, Thuần Lương còn để cho ta cho ngài mang hộ tới một con nước muối vịt. Hứa Trường Thiện mắt chỉ riêng sáng lên một cái, chợt lại phai nhạt xuống, chuyện này không có nói cho hắn biết ha. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta một chữ đều không có sách. Hứa Trường Thiện nói, hổ cốt, sừng tê đều không là của ta, ta hồi xuân đường không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Thúc, ta tin tưởng ngài. Hứa Trường Thiện nói, kia thuốc cao là hồi xuân đường không giả, nhưng trong đó thành phần có người cải biến qua. Nhà dột còn gặp mưa, có người ngay tại lúc này hướng cảnh sát báo cáo hồi xuân đường bán hổ cốt thuốc cao, đồng thời còn cung cấp mua sắm hóa đơn cùng bộ phận thuốc cao, trải qua sơ bộ giám định, cao trong dược chứa hổ cốt thành phần, tương đương với cho sự kiện lần này cung cấp bằng chứng. Cao Tân Hoa nói, người nào như thế ác độc, dạng này hãm hại ngài. Hứa Trường Thiện lắc đầu, trong lòng của hắn có hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ sự tình không thể nói. Trịnh Bồi An hạ tốt canh gà bột, tới hô lão gia tử trở về ăn chút. Tại hai người khuyên bảo, Hứa Trường Thiện trở về nhiều ít ăn một chút bột, vừa ăn mấy đũa, liền để xuống nói, đã no đầy đủ, các ngươi trở về đi, ta không sao. Trịnh Bồi An cùng Cao Tân Hoa liếc mắt nhìn nhau, Cao Tân Hoa nói, ta không sao, nhiều bồi ngài trò chuyện một hồi. Lúc này cửa sau vang lên một chút, Trịnh Bồi An ra đi nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi đến, Trịnh Bồi An ngây ngẩn cả người ngươi. Hứa Thuần Lương hướng hắn khoát tay áo, nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Hứa Thuần Lương đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Hứa Trường Thiện mặc dù ngoài miệng không muốn để cho cháu trai trở về, nhưng phát sinh loại chuyện này bên người không có cái thân nhân luôn cảm thấy không chỗ nương tựa. Nhìn thấy cháu trai xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng ấm áp vô cùng, Thuần Lương, ngươi tại sao trở lại? Nói xong chừng Cao Tân Hoa một chút. Cao Tân Hoa cười khổ nói, ta cũng không có nói. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài thật là đủ ý tứ, nhà ta phát sinh chuyện lớn như vậy thế mà không nói cho ta, giấu giếm được sao? Liền ngài cái này giác ngộ thật không biết làm sao lên làm bí thư. Cao Tân Hoa thở dài nói, ta liền biết mình khẳng định trong ngoài không phải người. Đúng vậy, đều tại ta được rồi. Nhìn thấy cháu trai Hứa Trường Thiện tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, ngươi ăn cơm chưa? Trịnh Bồi An nói, ta cái này đi làm, Thuần Lương, Bồi ra ra ăn cơm. Hắn lặng lẽ hướng Hứa Thuần. Lương đưa cái ánh mắt. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, được, Trịnh Thúc, cũng cho ta đến bát mì, cùng ra ra một dạng. Hứa Trường Thiện rõ ràng tâm tình tốt nhiều, thế mà đem chén kia bột cho đã ăn xong. Kỳ thật từ hôm nay sự tình phát sinh đến bây giờ, hắn là một điểm cơm cũng chưa ăn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Cao Tân Hoa cũng an tâm, hắn sau khi trở về còn không có lo lắng về nhà, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm rời đi. Trịnh Bồi An cùng Cao Tân Hoa cùng rời đi, hắn đến đi phi trường đón Hứa Gia Văn, Hứa Thuần Lương nghe nói tiểu cô trở về, nội tâm nhiều ít ấm áp một chút, chỉ ít chứng minh ra ra ba vóc dáng nữ còn có người ghi nhớ lấy hắn. Chuyện xảy ra về sau, đại cô biểu hiện có chút lương bạc, đem hai cùng so sánh tiểu cô còn tốt. Hứa Trường Thiện ăn cơm xong về sau, lôi kéo cháu trai nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra hôm nay, kỳ thật hắn vừa mới ở cục cảnh sát đã nói qua một lần, nhưng lão nhân gia vẫn cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng, có một số việc không nhả ra không thoải mái. Hứa Thuần Lương hỏi thuốc cao sự tình, Hứa Trường Thiện muốn nói cái gì, nhưng nói đến bên môi muốn nói lại thôi. Lúc này Lục Kỳ tới. Hứa Thuần Lương vốn định cùng Lục Kỳ đi bên ngoài nói, nhưng Hứa Trường Thiện coi là Lục Kỳ là vì mình mà đến, tiểu Lục, có phải hay không lại muốn tìm ta điều tra? Lục Kỳ cười nói, Hứa Lão Tiên Sinh, ngài đừng lo lắng, ta không chịu trách nhiệm ngài vụ án này, bất quá ta vừa rồi hiểu rõ một chút, hồi xuân đường vụ án này xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, đầu tiên trộm cướp án là chân thật phát sinh, ngài cũng ném một vài thứ, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Liền có người báo cáo hồi xuân đường bán làm trái hàng cấm sản xuất. Hứa Trường Thiện liên tục gật đầu nói, còn không phải sao, hồi xuân đường nếu là thật có những vật kia, ta cũng không dám để cảnh sát tùy tiện lục soát a. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt thư phòng của chúng ta bị lâm thời cho phong, ta cũng có một chút đồ vật ở bên trong, ra ra cũng không rõ ràng, ta muốn thấy nhìn là không phải mình cũng ném đi đồ vật. Kỳ thật hắn trở về trên đường liền nói cho Lục Kỳ. Lục Kỳ nói, ta tới chính là vì chuyện này,
7 giờ tối nay bọn hắn sẽ tới lại điều tra một lần hiện trường, ngươi có thể tại cảnh sát giám sát hạ kiểm tra một chút vật phẩm tư nhân, nhìn xem có hay không mất trộm hiện tượng. Hứa Thuần Lương trước khuyên Gia Gia đi về nghỉ, đem Lục Kỳ gọi vào gian phòng của mình, đánh mở điều hòa. Lục Kỳ vào nhà dậm chân nói, hôm nay đủ lạnh, các ngươi hai người lại không thiếu tiền, hẳn là mua bộ thương phẩm phòng ở. Hứa Thuần Lương nói, ta đang lo lắng tại phụ cận mua một bộ đâu. Hắn cho Lục Kỳ rót chén trà. Lục Kỳ nói, người cũng không cần lo lắng, đoán chừng vấn đề không lớn, hiện tại ngay tại cha chung quanh giám sát đâu, chỉ cần tìm được người hiểm nghi, hết thảy liền tra ra manh mối. Vất vả. Lục Kỳ nhấp một ngụm trà nói, chuyện này phiền toái nhất chính là thuốc cao, người ta báo cáo các ngươi Hồi Xuân Đường bán hổ cốt thuốc cao, còn cung cấp chứng cứ, thuốc cao chính là các ngươi Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta không phải nói có người tại thuốc cao bên trên động tay chân. Lục Kỳ nói, những năm 80, các ngươi Hồi Xuân Đường nổi danh nhất chính là thuốc cao, đương trong thời gian đều có hổ cốt thành phần, khi đó không phạm pháp, nhưng bây giờ không đồng dạng, năm 93 về sau, quốc gia đã lập pháp, minh lệnh cấm chỉ bán hổ cốt chế phẩm, bao quát các loại thuốc đông y chế phẩm. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta Hồi Xuân Đường đã hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Gia gia của ta hướng cục lâm nghiệp nộp lên trên tất cả làm trái hàng cấm sản xuất, các ngươi có thể đi tra ghi chép a. Lục Kỳ nói, khẳng định sẽ đi tra, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, cái này hổ cốt thuốc cao là các ngươi Hồi Xuân Đường độc nhất vô nhị phối phương, người khác cũng không biết a. Nếu như nói có người dùng các ngươi Hứa gia bí phương chế tác hổ cốt thuốc cao đến hại các ngươi Hứa gia, chuyện này giống như nói không thông. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ có người phá giải chúng ta Hứa gia bí phương đâu. Cái này thuốc cao chính là các ngươi Hồi Xuân Đường ra. Có lẽ có người tại thuốc cao vốn có trên cơ sở tiến hành cải biến đâu. Lục Kỳ nói, cái này phải hỏi ra ra ngươi, hắn có phải hay không có cái gì cửu nhân? Năm đó có phải hay không còn đem phối phương truyền cho những người khác? Lúc 7 giờ, phụ trách Hồi Xuân Đường mất trộm án cảnh sát tới, tại bọn hắn giám sát dưới, Hứa Thuần Lương đi thư phòng kiểm tra một chút vật phẩm của mình. Hắn phát hiện lần này còn ném đi mấy chương bản dập. Trong đó liền bao quát Bạch Mộ Sơn còn cho hắn mấy tấm. Bất quá hắn dùng để sung làm phiếu tên sách xương rồng cũng không. Mất đi, hắn cũng không nói lời nói thật, biểu thị mình ném một chút giáp cốt văn bản dập, còn có một khối dùng để sung làm phiếu tên sách xương rồng. Sự tình đã phát sinh, hắn liền muốn lợi dụng một chút, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, hắn muốn mượn thế tướng đầu mâu chỉ hướng Bạch Mộ Sơn, để cảnh sát một lần nữa chú ý cái này khởi phủ bụi 20 năm bản án cũ. Cảnh sát lần nữa điều tra hiện trường về sau, biểu thị hiện trường lấy chứng hoàn tất, bọn hắn có thể tại Hồi Xuân Đường bên trong tự do hoạt động, chỉ là Hồi Xuân Đường tạm thời còn không thể khôi phục kinh doanh. Trịnh Bồi An từ sân bay tiếp đến Hứa Gia Văn, Hứa Gia Văn đi trước thăm ngủ phụ thân, không có quấy rầy hắn, trở lại thư phòng, Hứa Thuần Lương đã đưa tiến cảnh sát, ngay tại kiểm kê có hay không vật phẩm khác mất đi, nhìn thấy Hứa Gia Văn tiến đến kêu một tiếng tiểu cô. Hứa Gia Văn nói, đồ vật ném đi không có gì. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt, của đi thay người. Hứa Thuần Lương cười nói, cũng không có ném thứ gì đáng tiền, lần này trộm cướp là ngụy trang, mục đích thực sự là vụ oan hãm hại. Hứa Gia Văn cả giận nói, thật sự là ghê tởm, dạng này hãm hại một vị lão nhân thật sự là quá ghê tởm. Trịnh Bồi An giúp đỡ nói, nếu để cho ta cha ra là ai, ta nhất định không tha cho hắn. Hứa Thuần Lương hỏi Gia Gia đi qua có cái gì cửu nhân, Trịnh Bồi An lắc đầu. Hứa lão gia tử luôn luôn thiện chí giúp người, thích hay làm việc thiện, thật đúng là không nghe nói hắn có cái gì cửu nhân. Hứa Thuần Lương nhìn về phía tiểu cô, Hứa Gia Văn cố gắng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, suy nghĩ lại một chút, tỉ như nói y hoạn tranh chấp cái gì. Trịnh Bồi An nói, gia gia ngươi để cho ta bội phục nhất đến chính là điểm này, làm nghề y hơn nửa đời người liền chưa từng xảy ra y hoạn tranh chấp, ta bởi vì việc này còn chuyên môn hướng hắn thỉnh kinh. Hắn nói ở trong đó bí quyết cũng không phải là bởi vì y thuật cao minh, mà là bởi vì lấy chân thành đối người. Hứa Thuần Lương nói, đồng hành đâu? Bất luận cái gì nghề đều có đồng hành tướng kỵ hiện tượng, Hồi Xuân Đường chiêu bài như thế sáng, gây nên đồng hành ghen ghét cũng là bình thường, từ bị người báo cáo, cùng cung cấp chứng cứ đến xem, hãm hại ra ra người khẳng định cũng là người trong nghề. Trịnh Bồi An nói, ta không có nghe lão gia tử nói qua. Hứa Gia Văn nhíu mày, bỗng nhiên nói. Nếu như nói cửu nhân, ngược lại là có như thế một vị. Hứa Gia Văn nói, chuyện này ta còn là nghe bà ngươi nói, gia gia ngươi có tỷ đệ hai cái.
Hứa Trường Thiện tỷ tỷ Hứa Trường Anh, là vị mỹ nữ, lúc còn trẻ cầu thân nhân đạp phá cánh cửa, đáng tiếc nàng ai cũng chướng mắt, hết lần này tới lần khác thích hồi xuân đường học đồ Chu Nhân Hòa, cái này Chu Nhân Hòa phụ mẫu đều mất, là Hứa gia cảm thấy hắn đáng thương lưu hắn tại hồi xuân đường làm học đồ. Mặc dù là học đồ, nhưng là Hứa gia quy củ là không thể phá, hắn học tập phạm vi chỉ giới hạn ở cơ sở y thuật, Hứa gia bí phương hắn không có tư cách học tập, nhưng là cái này Chu Nhân Hòa vẫn chịu mệt nhọc, an tâm làm việc, rất được Hứa gia nhân thích. Hứa Trường Anh cùng hắn thanh mai trúc mã, một tới hai đi liền có tình cảm, Hứa Trường Anh một lòng muốn gả cho Chu Nhân Hòa, nhưng là Hứa gia không đáp ứng, Hứa Trường Anh tính tình cương liệt, lại tìm cái chết. Chu Nhân Hòa bởi vậy cùng hồi xuân đường kết cửu oán, Hứa gia cho là hắn hại chết nữ nhi của mình, hắn cho rằng Hứa gia bức tử người yêu của mình. Những năm 60 năm 70, người này lắc mình biến hóa trở thành phần tử tích cực, dẫn người kê biên tài sản hồi xuân đường, vạch trần Hứa gia. Hứa lão thái gia mắt thấy hồi xuân đường bị kê biên tài sản, tươi sống tức chết, Hứa Trường Thiện cũng bởi vì việc này nhận lấy không ít liên lụy. Hạo kiếp qua đi, Chu Nhân Hòa bị phán vào tù 10 năm, về sau cũng liền đã mất đi tin tức về người này. Trịnh Bồi An nói, Chu Nhân Hòa, người có hay không hình của hắn? Hứa Gia Văn lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, người biết. Trịnh Bồi An nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp, Nhân Hòa đường người sáng lập liền gọi cái tên này. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, chợt nhớ tới mình trước khi đi Nam Giang học tập vào cái ngày đó, bọn hắn cùng đi ăn xuyến thịt, lúc ấy Trịnh Bồi An nâng lên Nhân Hòa đường, còn đặc địa tán dương Nhân Hòa đường thuốc cao, lão gia tử từ đó trở đi liền trở nên không cao hứng, về sau còn sớm đi trước. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương ánh mắt gặp nhau, hai người kỳ thật đều đã nghĩ đến chuyện này, Trịnh Bồi An nói. Ta đi hỏi thăm một chút. Hứa Thuần Lương cảm thấy chuyện này không có gì tốt hỏi thăm. Gia Gia biết nói ra chân tướng, nếu như Nhân Hòa đường người sáng lập chính là Chu Nhân Hòa, như vậy hắn cùng hồi xuân đường cừu hận khẳng định rất sâu, vô luận năm đó là nguyên nhân gì, nếu như Nhân Hòa đường tham dự hãm hại Gia Gia sự tình, mình liền muốn để bọn hắn chịu không nổi. Trên mạng có thật nhiều Nhân Hòa đường tư liệu, Chu Nhân Hòa là Nhân Hòa đường cổ phần công ty hữu hạn người sáng lập, căn cứ bách khoa biểu hiện, Nhân Hòa đường sáng lập tại Minh Mạt Thanh Sơ, lịch sử lâu đời. Chu gia tổ tiên đã từng đảm nhiệm cung đình ngự y, sách trăm năm truyền thừa, bí phương vô số, đến bây giờ trong nhà còn có Khang Hy ngự tứ tấm biển. Hứa Thuần Lương sau khi xem xong cảm giác cái này Nhân Hòa đường lịch sử làm sao cùng bọn hắn lão Hứa nhà hồi xuân đường giống như vậy. Dù sao hồi xuân đường khối kia biển không phải thật sự, đoán chừng Nhân Hòa đường cũng giống như vậy, đến cùng là ai bắt trước ai xáo lộ. Nhưng là hiện tại Nhân Hòa đường cùng hồi xuân đường lực ảnh hưởng không thể so sánh nổi. Nhân Hòa đường mặc dù không hơn thị, nhưng là bọn hắn đã phát triển thành tập trung y phòng khám bệnh, trung thành thuốc chế tạo, thực thể điện thương tiêu thụ làm một thể tổng hợp chữa bệnh tập đoàn, vẻn vẹn là Nhân Hòa đường thuốc cao tại mạng lưới tiêu thụ cái này một khối, hàng năm đều có thể lợi nhuận tốt mấy ngàn vạn. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, có phải hay không là cái này Chu Nhân Hòa năm đó thừa dịp xét nhà cơ hội đánh cắp Hứa ra một chút bí phương, lợi dụng những này bí phương thành lập Nhân Hòa đường từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem rất có thể. Quay đầu phải hỏi một chút Gia Gia. Điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới, người nàng tại hồi xuân đường bên ngoài. Hứa Thuần Lương cùng tiểu cô nói một tiếng, đến đi ra bên ngoài, lên Hoa Trục Nguyệt xe, Hoa Trục Nguyệt nói, lão gia tử ra sao? Không có chuyện gì. Hoa Trục Nguyệt nói, không có việc gì liền tốt, ta hỏi thăm một chút, chuyện này hẳn là cùng Đông Châu trộm cửa không khóa hệ, hổ cốt, sừng tê những vật này hiện tại không dễ tìm. Hãm hại Hứa lão gia tử có lẽ là mệt người trong môn. Bì môn cũng là bên ngoài tám môn một trong, bì môn chia trong ngoài hai phái, ngoại bì môn trên cơ bản đều là một chút lừa đảo, bán thuốc giả, chuyên trị bệnh nan y, bán tổ truyền bí phương, chữa khỏi trăm bệnh, những này hơn phân nửa đều là ngoại bì lừa đảo. Ngoại bì môn chuyên trị được bệnh nặng hoặc bệnh nan y bệnh nhân, chính quy bác sĩ nhìn không tốt, gia thuộc đành phải xin giúp đỡ ngoại bì môn, kết quả bình thường là bệnh nhân bệnh không chữa khỏi. Người cũng đã chết, tiền cũng bị bì môn đệ tử cho móc sạch sẽ, bệnh nhân sau khi chết, bệnh nhân vợ con cũng đều không có tiền sinh hoạt. Chỗ, lấy, ai gặp gỡ bì môn đệ tử, ai liền muốn lột ra, đây cũng là bì môn tồn tại. Nội bì thì là chỉ có bản lĩnh thật sự bì môn đệ tử, bọn hắn không phải lừa đảo, đã từng là đường đường chính chính cho người ta xem bệnh bác sĩ. Nhưng là từ nguyên nhân nào đó, tỉ như bị người hãm hại, chữa bệnh sự cố các loại. Bọn hắn không có cách nào lại tại chỗ,
cho nên cũng chỉ phải trên giang hồ tung bay, dựa vào y thuật bốn phía cứu người mà sống. Nội bì bên trong người bình thường có được một thân tinh xảo y thuật, đồng thời lại có thầy thuốc nhân tâm, rất nhiều người nghèo thân hoạn bệnh nặng lại không tiền trị liệu, chỉ có gặp được nội bì môn nhân mới có một chút hy vọng sống. Hứa Thuần Lương nói, có thể hay không tra ra người này là ai? Hoa Trục Nguyệt nói, chỉ cần tra ra hổ cốt sừng tê nơi phát ra, người này tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Hứa Thuần Lương ánh mắt sáng lên, xem ra Hoa Trục Nguyệt đã tra được cái gì. Hoa Trục Nguyệt nói, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, chuyện này không thể báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi. Hoa Trục Nguyệt thân là Lan Hoa môn hộ pháp, cũng là người trong giang hồ chưa hề biến mất, mà là theo thời đại biến thiên diễn biến tiến hóa. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười, thần sắc có chút vũ mị, miệng khi nào trở nên biết điều như vậy. Nàng tại hướng dẫn bên trên thâu nhập một cái địa chỉ nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay chúng ta có thể muốn hoạt động một chút gân cốt. Hứa Thuần Lương nhìn một chút mục đích, hạ bi. Hạ bi chỗ nghi thủy cùng tứ thủy giao hội, một lần là binh ra vùng giao tranh. Lịch sử phi thường lâu đời, chỉ riêng xây thành trì sử liền có hơn 2.000 năm. Bởi vì chỗ Trung Nguyên đông bộ cổ hoàng hoài địa khu, thủy hệ đông đảo. Hạ bi cổ thành là bị một lần tai nạn tính hồng tai phá xấu. Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, Lưu Bị, Tào Tháo cùng Lữ Bố tại Hạ Bi một vùng tranh đấu, Lữ Bố tại Hạ Bi bị Tào Tháo treo cổ chết, Quan Vũ cũng ở chỗ này một lần đầu hàng Tào Tháo. Sách sử Tam Quốc chí năm vải liền cung ngựa, lực cánh tay hơn người, xưng là phi tướng, dân gian cũng có nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ nói chuyện. Bọn hắn địa phương muốn đi chính là lúc trước cổ chiến trường, nơi này được xưng là Vũ Thôn, trong thôn cũng không người họ Vũ. Nghe nói là bởi vì Tam Quốc thứ nhất võ tướng Lữ Bố chết ở chỗ này có quan hệ. Vũ Thôn tại Hạ Bi chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông thôn nhỏ, nhưng gần nhất tại phụ cận đào bới ra Hạ Bi cổ thành, lại phát hiện một tòa cổ mộ, truyền ngôn là Lữ Bố chân chính mai cốt chi địa. Từ trước có khảo cổ địa phương đều sẽ xuất hiện văn vật con buôn tung tích, Vũ Thôn cũng không ngoại lệ, gần nhất có không ít người bên ngoài đến Vũ Thôn phòng cho thuê, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng. Chính là hy vọng từ nơi đó thôn dân trong tay thu được một chút có giá trị văn vật. Phú thôn lấy trồng thuốc đông y làm chủ, trong thôn dược liệu gia công nội quy nhà máy mô hình không nhỏ. Hoa Trục Nguyệt lựa chọn tới đây bái phỏng, là bởi vì tòa này dược liệu gia công nhà máy nhưng thật ra là Đông Châu địa khu lớn nhất dược liệu chợ đen, lão bản võ viện binh nghĩa xuất thân ngoại bì môn, nói trắng ra chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc giả. Về sau võ viện binh nghĩa sinh ý không ngừng làm lớn. Mở lên dược liệu gia công nhà máy, gia công dược liệu xa tiêu các nơi, nhưng thật ra là lấy gia công nhà máy là ngụy trang, sau lưng làm lấy chợ đen sinh ý. Bất luận cái gì nghề đều có sáng tối hai đầu đường tắt, tỉ như ngươi mua điện thoại di động, có hàng chợ cùng hàng lởm phân chia, dược liệu cũng là như thế, giữa các hàng có cái thuyết pháp, không có võ viện binh nghĩa không lấy được dược liệu. Hoa Trục Nguyệt đến địa điểm ước định thời điểm, đã là 9 giờ tối, một cỗ trường thành bì tạp đậu ở chỗ đó chờ đợi. Hoa Trục Nguyệt tướng xe của mình dừng lại, bì tạp bên trên xuống tới một cái gầy còm trung niên nhân, tết tóc đuôi ngựa biển, có chút lưng còng, hướng Hoa Trục Nguyệt nghênh đón, cung kính nói Hoa tỷ tới. Hoa Trục Nguyệt cười cười thất thúc, làm phiền ngài. Người này là Đông Châu Đạo Môn một vị nổi tiếng nhân vật Lưu Thất, hiện tại đã trậu vàng rửa tay, đêm nay tới là vì bọn họ làm dẫn đường. Hoa Trục Nguyệt hướng Lưu Thất giới thiệu vị này là Hứa lão bản. Lưu Thất quan sát một chút Hứa Thuần Lương nói. Người muốn mua hổ tiên. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lưu Thất nói, kẻ có tiền a, bình thường trên thị trường coi như dùng tiền cũng mua không được, hổ tiên chợ đen giá cả đã bị lẫn lộn đến 2 vạn một khắc, có thể nói so hoàng kim quý nhiều, toàn bộ hổ tiên giá cả quý hơn, bình thường muốn 200 vạn đến 800 vạn không giống nhau. Hoa Trục Nguyệt thông qua Lưu Thất liên hệ võ viện binh nghĩa chính là đánh lấy mua sắm hổ tiên cờ hiệu, Hứa Thuần Lương bị nàng nói thành là mình một vị phú nhị đại bằng hữu. Lưu Thất để bọn hắn dừng xe ở tỉnh bên đường, lên hắn xe Pika, mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng Vũ Thôn chạy tới. Võ viện binh nghĩa ngay tại chỗ nhận thầu 500 mẫu đất, hắn dược liệu gia công nhà máy liền ở trong đó, bên trong có loại thực khu tác nghiệp, có cá đường, có thửa nhà máy. Hiện tại nhận thầu thổ địa làm trồng rất nhiều, trong đó một bộ phận lớn đều là để mắt tới quốc gia phụ cấp. Ô tô đi vào trước nông trang, nhìn thấy nông trường đại môn đóng chặt, chung quanh lôi kéo lưới sắt. Nông trường đại môn bên cạnh treo mấy tấm bảng hiệu. Thần nông thuốc đông y trồng căn cứ, Phú thôn mới nông nghiệp làm mẫu căn cứ,
Thần Nông Trung Thảo Dược Gia Công Trung Tâm, Ân Hằng Thuốc Nghiệp Thuốc Bắc Trồng Hợp Tác Đơn Vị. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Ân Hằng Thuốc Nghiệp thời điểm tự nhiên nhớ tới Thịnh Chiêu Huy Lương Văn Tĩnh cặp vợ chồng, dựa theo Hoa Trục Nguyệt nói, cái này Võ Viện Binh Nghĩa không phải kẻ tốt lành gì, Ân Hằng nếu là cùng Võ Viện Binh Nghĩa có liên hệ chứng minh bọn hắn khả năng cũng có vấn đề. Lưu Thất gọi điện thoại, một lát sau, đại môn mới chậm rãi mở ra, dựa theo quy củ của nơi này, tất cả tới chơi cỗ xe đều không cho đi vào. Trước khi xuống xe Hoa Trục Nguyệt nhắc nhở Hứa Thuần Lương đêm nay muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, bọn hắn là một dạng đều không chiếm, nàng đem một con vali mật mã giao cho Hứa Thuần Lương, chịu nặng, có chừng 30 cân, bên trong phải là tiền mặt, Võ Viện Binh Nghĩa có cái quy củ làm loại này sinh ý chỉ lấy tiền mặt. Bọn hắn bên trên nông trường Trường An bánh mì, lái xe rất mạnh, rất mau tới đến nông trường khu làm việc, bên trong có hai gian phòng đèn sáng. Trong một gian phòng đang uống rượu, một căn phòng khác có người đang đánh bài. Ô tô đi vào trước lầu, đánh bài trong phòng ra mấy người, cầm đầu một vị hơn 50 tuổi nam tử chính là Võ Viện Binh Nghĩa, hắn hất lên quần áo khoác, hai tay chép tại tay áo trong miệng, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Lưu Thất vui tươi hớn hở đi tới Vũ lão bản, có trận không gặp. Vũ Viên Nghĩa lưu luyến không rời mà lấy tay từ áo khoác ống tay áo bên trong rút ra, cùng Lưu Thất nắm tay, lão Thất, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Bình thường chậu vàng rửa tay người cũng sẽ không chủ động lại cùng người trong giang hồ liên lạc, cho nên Vũ Viên Nghĩa sẽ có vấn đề này. Lưu Thất xích lại gần lỗ tai của hắn, thấp giọng nói, giới thiệu cho ngươi chút kinh doanh, giới điểm chỗ tốt, muốn mua hổ tiên, phú nhị đại, họ Hứa, cái kia là lão bà của hắn. Vũ Viên Nghĩa hít một hơi thuốc lá, híp mắt lại quan sát một chút đôi này nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt rơi vào Hoa Trục Nguyệt trên mặt, không khỏi sáng lên. Hoa Trục Nguyệt có chút không vui nhíu mày, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ cái này Vũ Viên Nghĩa là cái giả sắc phôi. Hắn vỗ vỗ Lưu Thất bả vai, hướng Hoa Trục Nguyệt đi tới, Hoa Trục Nguyệt giả ra có chút sợ hãi dáng vẻ lui về phía sau một bước, ẩn thân tại Hứa Thuần Lương sau lưng. Vũ Viên Nghĩa tướng đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, dùng chân bước lên, lại khoa trương hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, các ngươi muốn mua à? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không phải đến ngươi nơi này làm gì. Vũ Viên Nghĩa quan sát một chút Hứa Thuần Lương, tiểu hòa tử nhìn xem rất tinh thần, phía dưới khó dùng a. Lúc nói chuyện ánh mắt lại hướng Hoa Trục Nguyệt ném đi. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm mắng, già sắc phôi, lại nhìn đưa ngươi hai con mắt chó cho móc ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi quản được hơi nhiều a, đến cùng có hay không hàng? Vũ Viên Nghĩa nói, có tiền sao? Hoa Trục Nguyệt mở ra điện thoại di động của mình, phô bày một chút thanh toán bảo số dư còn lại. Hứa Thuần Lương cũng đi theo nhìn thoáng qua, tám chữ số, nàng thật là có tiền. Vũ Viên Nghĩa ha ha cười nói, ta chỉ lấy tiền mặt. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ vali mật mã. Vũ Viên Nghĩa nói, mở ra. Hứa Thuần Lương nói, giống như không có quy củ như vậy a. Lông ta đều không có gặp một cây, người đã thấy số dư còn lại. Vũ Viên Nghĩa lạnh hừ một tiếng, ở chỗ này, quy củ của ta chính là quy củ. Hoa Trục Nguyệt lôi kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, chúng ta đi. Lưu Thất tranh thủ thời gian tới hòa giải, Vũ lão bản không bằng dạng này, ngươi trước cho bọn hắn nhìn một chút ngươi dược liệu, sau đó lại đàm. Vũ Viên Nghĩa nói, lão Thất, không phải ta không nể mặt ngươi, hiện tại danh tiếng càng ngày càng gấp, đỏ mắt ta quá nhiều người, ta không thể không cẩn thận a. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai tên thủ hạ đi tới. Hoa Trục Nguyệt nói, các ngươi chơi cái gì? Vũ Viên Nghĩa nói, các ngươi không cần khẩn trương, điện thoại giao ra, thông lệ soát người. Ta mới không muốn các ngươi tay bẩn đụng ta, Hoa Trục Nguyệt kháng nghị nói. Vũ Viên Nghĩa ra hiệu trước lục soát Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương trên thân không có mang vũ khí, hắn đưa di động giao cho đối phương. Hoa Trục Nguyệt vốn cho là mình có thể tránh thoát soát người, thật không nghĩ đến Vũ Viên Nghĩa kêu lên, Yến Nhi. Từ trong phòng đi ra một vị thân cao thể tráng nữ tử. Hoa Trục Nguyệt 1m7 một thân cao tại nữ tính bên trong đã tính không thấp, vị nữ tử này thân cao có 1m8, màu da đen, thân thể cường tráng, nàng chính là Vũ Viên Nghĩa con gái nuôi, cũng là hắn trợ thủ đắc lực Hắc Yến. Ở trước mặt nàng Hoa Trục Nguyệt lập tức lộ ra kiều nhỏ lại, Hắc Yến đi tới cho Hoa Trục Nguyệt soát người. Hoa Trục Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể tuân theo, đối phương từ đầu đến chân lục soát một lần, từ Hoa Trục Nguyệt bên hông tìm ra một cây tiểu đao. Hoa Trục Nguyệt giải thích nói, gọt hoa quả. Vũ Viên Nghĩa vẫy vẫy tay, Hắc Yến tướng tiểu đao ném cho hắn, Vũ Viên Nghĩa một thanh tiếp được,
cái này cũng không phải cái gì dao gọt trái cây. BUCK 110 là một cái nổi tiếng thế giới đao săn, lớn nhất đại biểu tính đao hình một trong. Loại này ba khắc đao là đao cụ trong lịch sử lớn nhất ảnh hưởng đao, lưỡi dao kinh người sắc bén là bất luận cái gì một cây đao đều không cách nào so sánh. Yêu càng an toàn khóa chặt trang bị, đồng thau cùng gỗ chỗ chế thành rắn chắc nắm chuôi, 3.5 anh tấc dài yêu lương lưỡi đao, chi tiết không không biểu hiện ra nó kinh điển. Vũ Viên Nghĩa nói, ta trước giúp ngươi đảm bảo. Hắc Yến từ Hoa Trục Nguyệt túi lật ra hai ống như là son môi một dạng đồ vật, vặn ra xem xét, không phải son môi, bên trong mang vòi phun, lại là bình nhỏ trang phòng sói thuốc xịt. Hoa Trục Nguyệt giải thích nói, nữ nhân dù sao cũng phải tùy thân mang theo một chút phòng thân đồ vật. Vũ Viên Nghĩa ha ha cười nói, quá lo lắng, tại ta chỗ này làm ăn, an toàn ta sẽ phụ trách. Hắc Yến lại lục soát một lần, để Hoa Trục Nguyệt đưa di động giao ra. Hứa Thuần Lương nói, Phụ lão bản thật đúng là cẩn thận, lá gan nhỏ như vậy dứt khoát cũng không cần làm ăn. Vũ Viên Nghĩa nói, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, người trẻ tuổi, chờ ngươi đến ta số tuổi này liền sẽ rõ ràng. Hắn quay người hướng phía sau trại chăn nuôi đi đến, Lưu Thất vốn định theo tới, Vũ Viên Nghĩa lại làm cho hắn lưu lại uống trà, mặc dù Lưu Thất là người quen, giao dịch thời điểm cũng không muốn hắn tại hiện trường. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt cùng ở phía sau hắn. Hắc Yến xuất lĩnh 6 tên tráng hán ở phía sau đi theo hắn hai. Hoa Trục Nguyệt ngửi thấy trong không khí mùi khai, nhíu mày, cố ý nói, thối quá a. Ngươi nuôi thứ gì ở chỗ này a? Vũ Viên Nghĩa nói, gà vịt ngỗng chó. Lúc nói chuyện, trải qua đà điểu vườn, bên trong mấy con đà điểu vẫn chưa nghỉ ngơi, đứng ở nơi đó con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám người này. Vũ Viên Nghĩa nông trường tựa như là một cái cỡ nhỏ vườn bách thú, ngoại trừ đà điểu còn có hươu sao, dê còng. Phía trước đột nhiên truyền đến ngao ngao tiếng kêu, Hoa Trục Nguyệt mặc dù gan lớn, lúc này là nội tâm run lên, bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay nói, lão hổ chẳng lẽ Vũ Viên Nghĩa coi là thật tại nông trường bên trong nuôi lão hổ. Hứa Thuần Lương nói, tựa như là gấu. Vũ Viên Nghĩa quay người nhìn thoáng qua trong lòng tự nhủ cái này phú nhị đại thế mà có thể từ tiếng kêu nghe được ra là gấu, thật đúng là rất là không đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà của ta đi qua nuôi hai đầu gấu làm sủng vật. Dù sao an bài cho hắn phải là phú nhị đại người thiết, liền chiếu vào cái này lộ tuyến chém gió chứ sao. Vũ Viên Nghĩa nói, Hứa tiên sinh nuôi gấu. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ngựa lai gấu. Vũ Viên Nghĩa khịt mũi coi thường, ngựa lai gấu vậy cũng gọi gấu. Trải qua phía trước lồng sắt, gấu tiếng kêu càng phát ra bi thương. Hứa Thuần Lương hướng lồng sắt bên trong nhìn lại, đã thấy một bình mét khoảng chừng lồng sắt bên trong cầm tù lấy một đầu hình thể khổng lồ gấu đen. Đây là châu Á gấu đen, bởi vì mật gấu nước có thể đưa đến thanh nhiệt giải độc, thanh lá gan mắt sáng, nhuận phổi khử đàm, giảm xuống mỡ máu giảm xuống cholesterol tác dụng, ủng có rất lớn dược dụng giá trị, cũng bởi vậy để rất nhiều phạm pháp thương nhân thấy được phong phú lợi nhuận, vì thu hoạch bạo lợi, trong nước một lần hiện ra không ít nuôi gấu trận. Thế kỷ trước đầu thập niên 80, gấu đen cơ thể sống lấy gan thuật từ nước ngoài dẫn vào. Lúc ấy, động vật hoang dã bảo hộ pháp chưa ra sân khấu. Rất nhiều gấu đen được đưa đến nuôi gấu trận, trở thành gan gấu, bọn chúng còn sống chính là vì sản xuất mật. Bởi vì lợi nhuận cao đến dọa người, nuôi gấu trận số lượng cấp tốc tăng trưởng. Gấu đen túi mật bên trong bị cắm vào kim loại hoặc cao su ống dẫn, vì không cho phần bụng vết thương khép lại, nuôi gấu trận người mỗi ngày muốn theo bọn nó trên thân rút ra hai lần mật, vết thương trường kỳ trần trụi bên ngoài, thường xuyên lây nhiễm sinh mủ, thậm chí không còn khép lại. Gấu đen bị rút lấy mật lúc cực kỳ thống khổ, lấy gan phương thức đã nguyên thủy lại không vệ sinh, trực tiếp rút ngắn gấu tuổi thọ. Mà lại, bởi vì trường kỳ bị cầm tù tại hẹp lồng sắt nhỏ bên trong, bọn chúng duy nhất có thể tiến hành hoạt động chính là lắc đầu. Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy trước mắt một màn cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nghĩ không ra tại Đông Châu vẫn có ngược đãi như vậy động vật sự tình phát sinh, mặc dù trong nước sống gấu lấy gan vẫn chưa cấm chỉ, nhưng là hiện tại phổ biến khai thác tổn thương tính nhỏ bé không quản dẫn lưu. Như loại này có quản dẫn lưu phương thức đã phạm pháp. Gấu xá khu tổng cộng có 8 con gấu đen, Vũ Viên Nghĩa nuôi gấu trận quy mô không tính là lớn, hắn vừa đi vừa giới thiệu, mình đã lấy được động vật hoang dã thuần dưỡng sinh sôi giấy phép. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, coi như người đem tất cả giấy chứng nhận đều cầm đủ cũng không cải biến được phạm pháp kinh doanh sự thật, trong lòng đã phán định người này không phải cái thứ tốt. Xuyên qua gấu bỏ, đằng sau có một tòa nhà kho. Hắc Yến đi tướng cửa kho hàng khóa mở ra, kéo ra nhà kho đại môn, có người đem công tắc nguồn điện kéo ra,
nhà kho trần nhà đèn chỉ riêng phát sáng lên, đem toàn bộ nhà kho chiếu lên sáng như ban ngày. Trong kho hàng tràn ngập nồng đậm trung thảo dược hương vị, nơi này bình thường là dùng đến chứa đựng dược liệu khố phòng, bất quá bây giờ nhà kho trên cơ bản đã dở trống, chỉ là tại nhà kho trung tâm trưng bày mấy cái thùng đựng hàng. Vũ Viên Nghĩa mở ra trong đó một con thùng đựng hàng, hắn đi vào. Hắc Yến để Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt tại nguyên chỗ chờ đợi, hẳn là không nghĩ bọn hắn nhìn thấy bên trong bí mật. Đợi chừng 5 phút, Vũ Viên Nghĩa mới mang theo một con hòm gỗ đi trở về, tướng cái dương để lên bàn, đánh mở dương, bên trong chính là hắn dùng để giao dịch hổ tiên. Soi thể hiện lên dài hình trụ tròn, dài ước 20cm, đường kính 2cm, màu nâu xám, hơi trong suốt. Đầu hiện lên viên chùy hình, đỉnh chóp so sánh tròn, trăng hạ bộ có nhỏ bé nổi lên hoặc hạt cát trạng nhỏ bé gai ngược, chạm vào có cầu thả xúc cảm bên trong có một ngắn đoạn thân xương, hai bên một cặp hổ hoàn, đường kính có chừng 3,4cm. Hứa Thuần Lương đưa tay muốn sờ, Vũ Viên Nghĩa ngăn cản nói, nhìn xem là được rồi, không thể chạm đến. Hứa Thuần Lương nói, không sờ làm sao biết thật giả. Hoa Trục Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hổ tiên, nhìn thấy phía trên gai ngược, trong lòng thầm than, lão hổ quả nhiên bá đạo, đối cọp cái tới nói thứ này là vừa yêu vừa hận đi. Vũ Viên Nghĩa nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chưa từng bán hàng giả. Hứa Thuần Lương xích lại gần nhìn một chút, người bình thường gặp qua hổ tiên có thể nói là ít càng thêm ít, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không phải người bình thường, hổ tiên hắn gặp qua quá nhiều, cái này cùng hổ tiên mặc dù giả rất giống, nhưng giả cuối cùng vẫn là giả. Người định bán bao nhiêu tiền? Vũ Viên Nghĩa nói, căn này hổ tiên nặng 41 khắc, hiện tại chợ đen thông giá là mỗi khắc 2 vạn. Phẩm tướng tốt như vậy hổ tiên 3 vạn đều bắt không được đến, xem ở người quen giới thiệu phân thượng, ta tính ngươi 2 vạn, 82 vạn, số lẻ ta cho ngươi xóa đi, tính ngươi 80 vạn, không biết ngươi tiền mang đủ chưa? Con mắt liếc một cái Hứa Thuần Lương tiền trong tay dương, đoán chừng cái này dương tiền đến có 100 vạn. Hoa Trục Nguyệt trong lòng tự nhủ cứ như vậy một cây khô cằn đồ vật thế mà muốn 80 vạn, Vũ Viên Nghĩa cũng quá dám muốn, có thể coi là như thế muốn, vẫn là có không ít hộ khách chạy theo như vịt. Nam nhân thật sự là kỳ quái, thật cho là ăn căn này đồ vật liền có thể trọng trấn hùng phong. Hoa Trục Nguyệt mới không tin. Hứa Thuần Lương nói, Vũ lão bản ngươi cái này không có suy nghĩ, làm dễ hàng giả đến lừa gạt chúng ta. Vũ Viên Nghĩa sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương nói, đã không hề có thành ý, chúng ta hôm nay giao dịch như vậy coi như thôi. Hắn hướng Hoa Trục Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người quay người muốn đi. Sáu tên đại hán ngăn cản đường đi của bọn họ. Hứa Thuần Lương nói, Vũ lão bản có ý tứ gì? Dự định ép mua ép bán sao? Vũ Viên Nghĩa cười ha ha nói, mở cửa làm ăn, tự nhiên không có ép mua ép bán đạo lý, ngươi nói ta con hàng này là giả, làm sao mà biết? Hứa Thuần Lương nói, roi thể mặc dù là hình trụ tròn nhưng là mặt cắt dẹp dài, hổ tiên tiếp cận chính tròn, căn này là hình bầu dục. Mà lại cơ bộ so sánh thô, phần đỉnh dần dần nhọn. Mặt ngoài màu xám là về sau thoa lên đi, nhìn kỹ, phía trên khô nứt địa phương lộ ra nội bộ màu nâu, tính chất trong suốt, bình thường hổ tiên, hẳn là màu nâu xám không thấu sáng, chủ mặt ngoài thân thể mang theo câu đâm trạng nổi lên bao da mỏng khỏa mà thành gai ngược, căn này xem xét chính là nhân công hậu kỳ gia công mà thành, hổ hoàn cùng hổ tiên cũng không phải là một bộ, thân xương cũng là về sau nhét vào. Hoa Trục Nguyệt tại Hứa Thuần Lương phổ cập khoa học đồng thời, cũng nghiên cứu một chút, quả nhiên như hắn nói. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, dù sao là phân không ra thật giả. Nàng cho rằng Hứa Thuần Lương dù sao cũng là hồi xuân đường xuất thân, gia học uyên thâm, bất quá tiểu tử này không có việc gì đem loại vật này nghiên cứu rõ ràng như vậy làm gì. Biến thái. Vũ Viên Nghĩa nói, nghe Hứa tiên sinh là vị người trong nghề. Hứa Thuần Lương nói, chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, Vũ lão bản nghĩ lừa gạt ta cũng không dễ dàng. Vũ Viên Nghĩa gật đầu nói, người trong nghề. Hai vị xin mời đi theo ta. Hắn hướng thùng đựng hàng đi đến, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đi theo hắn đi vào bên trong, Vũ Viên Nghĩa tiến vào thùng đựng hàng bên trong, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt sau đó đi vào. Vũ Viên Nghĩa để hai người bọn họ chờ lấy, hắn đi vào thùng đựng hàng cuối cùng, mở hộp tủ ra, cười nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hiện tại người có dụng tâm khác quá nhiều, ta không thể không phòng a. Hứa Thuần Lương nói, người đến cùng có hay không hàng thật? Vũ Viên Nghĩa nói, thật làm giả thì giả cũng thật giả làm thật lúc thật cũng giả, hai người các ngươi cần gì phải xoắn suýt nơi này đâu.
tay của hắn đột nhiên đánh vào trong tủ ấn phím bên trên. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương dưới chân không còn, thùng đựng hàng dưới đáy từ đó nứt ra, phía dưới lộ ra một cái vuông vức lỗ lớn, hai người đều không ngờ rằng dưới chân chính là cơ quan, trượt chân rơi xuống. Vũ Viên Nghĩa lại ấn xuống một cái trong tủ ẩn tàng ấn phím, thùng đựng hàng dưới đáy thép tấm chậm rãi dâng lên, che khuất cái hang lớn kia. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt rơi vào chừng 5 mét sâu địa động, Vũ Viên Nghĩa tiếng cười quái dị từ đỉnh đầu khe hở bên trong truyền đến, Hoa Trục Nguyệt, thật coi ta mắt mờ sao. Hoa Trục Nguyệt lớn tiếng nói, Vũ Viên Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Nàng trong lòng có chút kỳ tự trách mình cùng Vũ Viên Nghĩa không cừu không oán, coi như hắn nhận ra mình, sao lại cần hãm hại? Chẳng lẽ là muốn mưu tài sát hại tính mệnh, vì chỉ là 100 vạn đáng giá không? Vũ Viên Nghĩa nói, coi mình là anh hùng sao? Biết đây là địa phương nào? Hạ Bi, Vô Địch Thiên Hạ Lữ Bố đều chết ở chỗ này, các ngươi đây tính toán là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa, hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi không sợ việc này bại lộ sao? Vũ Viên Nghĩa nói, tiểu tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ đổ thừa ngươi giao hữu vô ý. Hoa Trục Nguyệt nói, Vũ Viên Nghĩa, ngươi nếu biết ta là ai liền nên biết hậu quả của việc làm như vậy. Vũ Viên Nghĩa cười khằng khặc quái dị nói, ta tự nhiên biết, Hoa Trục Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ Trần Thế Hiền sao? Hoa Trục Nguyệt nhíu mày, nàng nhớ tới 3 năm trước đây một sự kiện, Trần Thế Hiền là Trung Hoa Thuốc Khoa sinh viên đại học, cũng là tại trong đại học, hắn quen biết bạn gái, Trần Thế Hiền đối với cái này nữ yêu si mê, ở trên người nàng dùng tiền không ít. Hết lần này tới lần khác nàng này lại tham mộ hư vinh, nàng này tại Lam Tinh kiêm chức, ngợp trong vàng son sinh hoạt rất nhanh để nàng này thay lòng đổi dạ, nàng bàng thượng một vị có tiền có thế phú thương, quả quyết hướng Trần Thế Hiền đưa ra chia tay. Trần Thế Hiền đau khổ dây dưa cũng không có thể vãn hồi, trong tuyệt vọng vậy mà lựa chọn giết tên kia phú thương, sau đó mình từ Lam Tinh nhảy lầu, không lâu bạn gái của hắn cũng bị người ngược sát tại bờ sông, việc này đã từng chấn động một thời, đến nay hung án chưa phá. Phát sinh việc này thời điểm, Hoa Trục Nguyệt trùng hợp phụ trách Nam Giang Lam Tinh hộp đêm, Trần Thế Hiền tiến đến hộp đêm dây dưa thời điểm, đã từng mấy chuyến bị nàng phái người xua đuổi. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi cùng Trần Thế Hiền là quan hệ như thế nào? Một cái họ Vũ một cái họ Trần, cũng không thể là phụ tử. Nhưng nhìn tuổi tác lại không thể loại trừ khả năng này, giống Vũ Viên Nghĩa loại này làm không phát buôn bán người tên của mình khả năng đều là giả. Vũ Viên Nghĩa thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Ta chỉ có cái này một đứa con trai, bị các ngươi Lam Tinh hại chết, từ hắn rời đi ngày đó, ta liền thề, muốn để các ngươi Lam Tinh, các ngươi Lan Hoa Môn nợ máu trả bằng máu. Hoa Trục Nguyệt, ha ha, thượng thiên có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi lệch tiến đến, mình muốn chết, oán ai đến. Hoa Trục Nguyệt hiện tại mới biết chuyện này bởi vì mình mà lên, ngược lại là mình liên lụy Hứa Thuần Lương. Hoa Trục Nguyệt nói, Vũ Viên Nghĩa, ngươi muốn báo thù hướng về phía ta đến chính là... Việc này cùng người khác không quan hệ. Vũ Viên Nghĩa nói, Hoa Trục Nguyệt, người sắp chết đến nơi còn muốn lấy người khác, xem ra người đối tên tiểu bạch kiểm này cũng là mối tình thắm thiết. Hứa Thuần Lương cũng không cho là mình là cái gì tiểu bạch kiểm, đêm nay cũng đủ xui xẻo, vốn là nghĩ cha hổ cốt manh mối, lại ngộ nhập Hoa Trục Nguyệt cừu ra hang ổ, một cái phụ thân là nhi tử báo thù khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Hoa Trục Nguyệt nói, Vũ Viên Nghĩa, Seven Star sự tình cũng là ngươi làm đúng không? Vũ Viên Nghĩa nói, là ta, tự nhiên là ta muốn để các ngươi Lam Tinh tập đoàn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hứa Thuần Lương có chút bó tay rồi, con hàng này không đánh đã khai, Seven Star quầy rượu sự tình không đều là ngươi làm có tốt hay không, lần đầu tiên là ta, lần thứ hai mới là ngươi, cái này tốt, có người chủ động cõng nổi, tại Hoa Trục Nguyệt trước mặt mình là triệt để trong sạch. Hứa Thuần Lương nói, hồi xuân đường sự tình cũng là ngươi làm được rồi. Cái gì hồi xuân đường? Cùng ta có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương nói, hồi xuân đường hổ cốt cùng sừng tê chẳng lẽ không phải từ ngươi nơi này mua đi? Vũ Viên Nghĩa nói, xem ra các ngươi đắc tội người thật đúng là không ít, khó trách ngươi đến chỗ của ta mua hàng, nguyên lai là muốn truy tra chuyện này. Sinh mà cùng chăn, chết cũng cùng huyệt, ta cũng coi là làm một kiện việc thiện. Vũ Viên Nghĩa nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi ra thùng đựng hàng hướng Hắc Yến nói, lập tức rời đi nơi này. Hắc Yến nói, Lưu Thất làm sao bây giờ? Vũ Viên Nghĩa làm cái cắt cổ động tác. Hoa Trục Nguyệt từ trong túi áo móc ra bật lửa, đánh lấy hỏa chi về sau, nhìn đến đỉnh đầu đã bị phong bế, liền coi như bọn họ có thể leo đi lên, nghĩ đẩy ra thùng đựng hàng cũng không có bất kỳ cái gì khả năng.
Hứa Thuần Lương chỉ phía bên phải có cái thông đạo, mặc dù biết Phủ Viên Nghĩa không có khả năng lưu cho bọn hắn một đầu trốn con đường sống, nhưng là vào tình huống như bây giờ, dù sao cũng phải đi qua đó xem. Hoa Trục Nguyệt để Hứa Thuần Lương mở ra vali mật mã, cái dương này bên trong có cách tầng bên trong, đặt vào đèn pin, dao quân dụng, dây thừng, chờ thường dùng công cụ, còn có hai cái chất liệu nhẹ hai vai bao, hai người tướng tiền bên trong phân biệt nhét vào hai cái hai vai trong bọc tùy thân mang theo. Hoa Trục Nguyệt cầm một thanh dao quân dụng, tướng mặt khác một thanh đưa cho Hứa Thuần Lương. Đi hơn 10 mét, phía trước có một cánh cửa sắt không có khóa lại, chỉ là dùng chốt cửa cài chốt cửa. Hoa Trục Nguyệt tướng môn cái chốt kéo ra. Hứa Thuần Lương làm cái mời động tác, ý là nữ sĩ trước hết mời. Hoa Trục Nguyệt kéo ra cửa sắt đi vào, một cỗ tao thúi khí thức đập vào mặt, nàng ngừng thở, trong nội tâm sinh ra một loại ý niệm bất tường, Vũ Viên Nghĩa theo lý sẽ không đem bọn hắn dẫn vào trong cạm bẫy, lại lưu cho bọn hắn một đầu đường lui. Hứa Thuần Lương lúc này lại bước nhanh hướng về phía trước, đây là một tòa trống trải địa huyệt, bọn hắn vị trí hẳn là dùng để cầm tù động vật thú bỏ. Phía dưới thông điện, đỉnh chóp lóe lên mấy ngọn đèn, công suất không cao, lại tích đầy cho bụi, tản mát ra mờ nhạt ảm đạm quang mang. Hai người đều nghe được hồng hộc tiếng hít thở. Ngao gào. Trầm thấp mà thanh âm tức giận vang lên, Hoa Trục Nguyệt có chút khẩn trương giơ tay lên đèn pin, sáng như tuyết trùm sáng bắn ra đến phía trước. Tại bọn hắn phía trước chừng 20 mét địa phương, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây là một con gấu đen, phần cổ của nó còn mang theo xích sắt. Mỗi đi một bước, xích sắt trên mặt đất ma sát ra bang bang leng keng thanh âm. Hai người giờ mới hiểu được, Phủ Viên Nghĩa là cố ý lưu lại cái kia đạo có thể mở ra cửa sắt, đầu này địa đạo cùng gấu bỏ tương thông. Hứa Thuần Lương vươn tay cánh tay, tướng Hoa Trục Nguyệt cản sau lưng mình, thấp giọng nói, ta có ngươi. Hoa Trục Nguyệt có chút không rõ hắn ý tứ, loại thời điểm này, không phải hẳn là hai người tách ra đào tẩu cơ hội lớn hơn một chút. Nhanh, Hứa Thuần Lương thúc giục nói. Gấu đen hít mũi một cái, đột nhiên nó ngóc đầu lên đến, ngao ngao. Thanh âm trầm thấp chấn động đến toàn bộ địa động run rẩy lên, đỉnh đầu cho bụi rì rào mà rơi. Cước bộ của nó bắt đầu tăng tốc, tại bụng của nó còn lưu đặt một cây cao su quản, nơi đó là mỗi ngày dùng để khai thác mật địa phương. Phủ Viên Nghĩa tại rút lui trước đó thả ra những cái kia dùng để lấy mật gấu đen, hắn muốn lợi dụng những này gấu đen giết chết bị hắn vây khốn hai người. Gấu đen ngửi thấy người khí tức. Thời gian dài bị cầm tù tại lồng sắt bên trong, bị ngược đãi, bị tra tấn, nội tâm của nó sớm đã đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Tách ra trốn, Hoa Trục Nguyệt làm ra một cái cùng Hứa Thuần Lương khác biệt quyết định, cái này cũng chứng minh giữa bọn hắn chưa thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Hứa Thuần Lương biết Hoa Trục Nguyệt cũng không rõ ràng năng lực của mình, mắt thấy kia con gấu đen hướng bọn hắn vào tới tốc độ càng lúc càng nhanh, Hứa Thuần Lương nói, ta trước dẫn ra nó. Hứa Thuần Lương đón gấu đen dũng cảm xông tới. Hoa Trục Nguyệt xuyên dáng gọi to nói, cẩn thận. Gấu đen tốc độ chạy kinh người, khổng lồ thể phách rơi trên mặt đất, tựa như đầm cơ trọng kích tại mặt đất. Hứa Thuần Lương tiếp cận gấu đen sát na, gấu đen bạo hống một tiếng giơ lên tay phải, chiếu vào Hứa Thuần Lương đầu liền đánh ra. Theo khoa học thống kê gấu toàn lực một bàn tay lực lượng có thể đạt tới một tấn nửa, liền xem như Tyson ra quyền đỉnh phong lực lượng cũng chỉ có thể đạt tới nửa tấn. Nếu như bị nó một tát này cho đập thực, chỉ sợ nửa bên đầu cũng bị mất. Đổi thành đi qua, Hứa Thuần Lương một quyền đánh chết gấu đen cũng không đáng kể, nhưng là hiện tại nội lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, cũng may hắn có linh xà bát bộ phòng thân, linh hoạt tránh thoát gấu đen một tát này. Gấu đen vồ hụt, bởi vì quán tính xông về trước hai bước, Hoa Trục Nguyệt tại Hứa Thuần Lương hấp dẫn gấu đen đồng thời, phía bên phải phóng đi, ý đồ vòng qua gấu đen. Nhưng nàng chạy không có mấy bước, liền phát hiện trong bóng tối lại có hai con gầy trơ cả xương gấu đen lặng yên hướng bên này tới gần, Hoa Trục Nguyệt nội tâm mát lạnh, dừng bước lại, tay cầm dao quân dụng chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Vừa rồi công kích Hứa Thuần Lương kia con gấu đen cũng đổi qua thân thể cao lớn, mắt nhỏ tập trung vào Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua không ngừng hướng nàng tới gần ba con gấu đen trong lòng cũng có chút luống cuống, nàng thậm chí nghĩ quay đầu chạy về đi. Chỉ ít sau lưng còn có cửa sắt có thể ngăn cản. Hứa Thuần Lương thanh âm từ gấu hậu phương truyền đến, này. Ba con gấu đen vặn chuyển đầu, Hứa Thuần Lương quơ hai tay, bỗng nhiên nâng tay lên bên trong miếng đất chiếu vào đầu kia hình thể lớn nhất gấu đen ném đi. Miếng đất nện ở gấu đen trên đầu, vỡ vụn thành cặn bã, gấu đen lay động một cái đầu, bởi vì phẫn nộ, phần cổ lông đen từng cây dựng đứng. Hứa Thuần Lương lại chiếu vào nó đập một cái.
lần này triệt để chọc giận nó, gấu đen vụng về xoay người, gầm thét hướng hắn lại lần nữa vào tới, cùng lúc đó, mặt khác hai con gấu đen phóng tới Hoa Trục Nguyệt. Hứa Thuần Lương vượt khó tiến lên, lại lần nữa lựa chọn cùng đầu này lớn nhất gấu đen song hướng lao tới, gấu đen một lòng nghĩ xé nát cái này ghê tởm nhân loại, Hứa Thuần Lương nhưng không có giết gấu chi tâm, hắn chỉ muốn giải cứu bị gấu vây khốn Hoa Trục Nguyệt. Gấu đen lần này cải biến chiến thuật, khoảng cách Hứa Thuần Lương còn có chừng 5 mét thời điểm, bay lên không nhảy lên, thân thể cao lớn nhào về phía Hứa Thuần Lương, gấu gió còn tại, dã tính chưa trừ một đôi tráng kiện gấu chảo vừa đi vừa về vung vẩy. Hứa Thuần Lương thân thể một cái ngửa ra sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, tránh thoát gấu đen bay nhào về sau, cấp tốc đứng thẳng khởi thân thể, một cái bước xa phóng tới tiến đến, đoạt tại hai con gấu đen hình thành giáp công trước đó, từ giữa bọn chúng khe hở bên trong chui vào. Hai đầu gầy trơ cả xương gấu đen sững sờ, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, chỉ thấy đối phương mặt gấu, Hứa Thuần Lương tốc độ quá nhanh, phản ứng của bọn nó tốc độ có chút theo không kịp. Hứa Thuần Lương đã đi tới Hoa Trục Nguyệt bên người, lần này không nói lời gì chặn ngang liền đem Hoa Trục Nguyệt bế lên. Hai đầu phản ứng chậm nửa nhịp gấu đen, một lần nữa phát khởi thế công, Hứa Thuần Lương ôm Hoa Trục Nguyệt hướng nhỏ cửa sắt phương hướng phóng đi, hai con gấu đen cũng bị chọc giận, ngao ngao kêu to, dùng hết toàn lực ở hậu phương truy kích. Đầu kia bị Hứa Thuần Lương liên tiếp lừa bịp hai lần cự gấu đen lớn, cũng lần nữa ngóc đầu trở lại, ba con gấu đen đều tiến vào toàn lực bắn vào trạng thái. Hoa Trục Nguyệt nói, cửa sắt, nàng ý tứ là bọn hắn trước chạy trở về, lợi dụng cửa sắt ngăn trở ba đầu gấu công kích. Hứa Thuần Lương phóng tới cửa sắt, nhưng là sắt cửa đang đóng, Hoa Trục Nguyệt thấu qua đầu vai của hắn nhìn thấy sau lưng ba đầu gấu đã không ngừng tới gần, hiện tại mở ra nhỏ cửa sắt đã không còn kịp rồi. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm than, cái này Hứa Thuần Lương, thông minh một thế làm sao hồ đồ nhất thời, đã chạy trốn làm gì trở về, lần này bị mình liên lụy. Hứa Thuần Lương cũng đã tiến vào tốc độ cao nhất bắn vào trạng thái, rất có không đụng nam tường không quay đầu lại xu thế. Hoa Trục Nguyệt lấy vì lần này hai người bọn họ cũng khó khăn trốn gấu đen giáp công thời điểm, Hứa Thuần Lương đã bằng vào quán tính xông lên đối bên cạnh mặt tường, hai chân vừa đi vừa về dẫm tại trên mặt tường. Mượn vách tường phản lực, thân thể tới một cái bay lên không lộn ngược ra sau. Hoa Trục Nguyệt bị hắn ôm trên không trung xoay tròn, có loại không trung phi nhân cảm giác, ba con gấu đen mắt thấy là phải bắt lấy mục tiêu, nhưng mục tiêu này làm sao bay lên. Hai đầu gầy trơ cả xương gấu đen bởi vì không kịp phản ứng, thân thể đụng vào trên tường đất, đầu kia cự hùng mặc dù thân thể khổng lồ nhưng là phản ứng coi như linh hoạt, nó ngẩng đầu lên, duỗi ra một con gấu trưởng ý đồ đi bắt không trung con mồi. Hoa Trục Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được sắc bén gấu chảo lướt qua mình lọn tóc, khoảng cách gần nhìn thấy gấu đen kia phẫn nộ không cam lòng ánh mắt cùng mở ra miệng rộng. Gấu đen đầu mặc dù chuyển tới, nhưng là thân thể của nó vẫn bởi vì quán tính va chạm tại nhỏ trên cửa sắt bị nó toàn bộ phá tan, gấu đen huyên thuyên lăn vào. Hứa Thuần Lương ôm Hoa Trục Nguyệt vững vàng rơi xuống đất, thành công né tránh ba đầu bổn hùng công kích, buông xuống Hoa Trục Nguyệt, hai người một lát càng không ngừng hướng về phía trước bỏ chạy. Lo lắng kia ba đầu gấu sẽ còn ngóc đầu trở lại. Hướng về phía trước không có chạy ra mấy bước, phía trước lại truyền tới tiếng gào thét, hiển nhiên còn có gấu đen tại cái huyệt động này bên trong. Hoa Trục Nguyệt đã trải qua không ít sóng gió, nhưng là hôm nay loại này hung hiểm tràng diện vẫn là lần đầu kinh lịch. Hứa Thuần Lương ánh mắt rơi vào hai bên tầng tầng điệt điệt trên giá gỗ, bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, như là dày đặc hạt mưa rơi vào trên bờ cát. Hoa Trục Nguyệt đánh lấy bật lửa mượn quang mang hướng trong đó nhìn lại, đương nàng thấy rõ kia trên giá gỗ đổ vật, không khỏi dùng mình, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là màu đen bọ cạp, nơi này nên là Vũ Viên Nghĩa dùng để nuôi dưỡng hắc bọ cạp căn cứ. Hứa Thuần Lương nói, ta cõng ngươi ra ngoài. Hoa Trục Nguyệt đã không có chủ kiến, ngoan ngoãn bỏ tới trên lưng của hắn, lúc này phía trước lại có 5 con gấu đen nối đuôi nhau hướng bên này tới gần, sau lưng 3 con gấu đen cũng lại lần nữa truy tung mà tới. Hai bên trên giá gỗ, hắc bọ cạp không ngừng tuôn ra, cực kỳ giống màu đen dòng nước, kia từng đạo màu đen dòng nước rơi trên mặt đất lập tức tụ tập ở cùng nhau. Ngoại trừ Hứa Thuần Lương đặt chân địa phương, chung quanh mặt đất đã tất cả đều bị bọ cạp bò đầy. Truy tung mà tới gấu đen đi về phía trước một bước, tay gấu giẫm chết mấy cái hắc bọ cạp, lập tức bọ cạp ùa lên. Nếu như là mấy con bọ cạp đối gấu đen mà nói tự nhiên không đáng kể, nhưng là địa huyệt này bên trong hắc bọ cạp đến có mấy vạn con. Đối diện nhiều như vậy bọ cạp, gấu đen cũng chỉ có thể lựa chọn lui bước, cũng may bọn chúng da dày thịt béo chịu nổi đốt. Hứa Thuần Lương nhưng không có lui bước ý tứ, cõng Hoa Trục Nguyệt đi thẳng về phía trước,
địa phương hắn đi qua, bọ cạp nhao nhao hướng hai bên né tránh, hiện ra một đầu chật hẹp con đường. Hứa Thuần Lương dọc theo địa huyệt này tiến lên, phía trước chặn đường gấu đen cũng đang không ngừng lui lại, lít nha lít nhít bầy bọ cạp hộ vệ lấy Hứa Thuần Lương không ngừng hướng về phía trước. Hứa Thuần Lương đã cảm giác được có gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, chứng minh bọn hắn cách lối ra đã không xa. Hoa Trục Nguyệt thấp giọng nói, bên ngoài sẽ có hay không có mai phục. Hứa Thuần Lương cho rằng khả năng này không lớn, dựa theo người bình thường logic hai người bọn họ tại 8 con gấu đen vây công hạ quả quyết là không cách nào sống sót. Vũ Viên Nghĩa đã bại lộ, hắn không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. 5 con gấu đen bị bầy bọ cạp dồn đến góc tường, Hứa Thuần Lương nhìn thấy phía trước đại môn, cánh cửa này bị từ bên ngoài khóa lại, lấy bọn hắn lực lượng của hai người hẳn là không cách nào mở ra đạo này cửa sắt. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía chung quanh nhìn chằm chằm gấu đen nhóm, khu ngự hắc bọ cạp hướng gấu đen dũng mãnh lao tới, những cái kia gấu đen nhìn thấy hắc bọ cạp đột nhiên ra tốc công kích, dọa đến từng cái quay đầu hướng cửa sắt lớn phóng đi. Bồng, 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 tiếng va đập liên tiếp vang lên. Vũ Viên Nghĩa cũng nghe đến cái này kinh thiên động địa tiếng va đập, hắn không khỏi nhíu mày, hắn móc ra điện thoại để phụ trách Đoàn Hậu Hắc Yến nhìn xem chuyện gì xảy ra, để lái xe mau rời khỏi nông trường. Hắc Yến tung trên thân một cỗ mãnh cầm bì tạp, để lái xe tiến về gấu bỏ phương hướng. Tại gấu đen thay nhau cố gắng dưới, hai phiến cửa sắt sốt cục được thành công phá tan, 5 con gấu đen mất mạng hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắc Yến đứng tại xe Pika xe kéo bên trong, không chút hoang mang mà chuẩn bị lấy phục hợp cung ghép, nàng lựa chọn phải là thập tự tinh mũi tên, chi này từ 4 cái góc nhọn hình tam giác tạo thành thốc nhọn lực sát thương vô cùng lớn, bình thường dùng để đi săn hình thể to lớn con mồi. Hai con gấu đen đón xe Pika vọt lên, Hắc Yến dương cung cài tên, nhắm chuẩn bên trái kia con gấu đen một tiễn bắn ra. Hiu! Một tiếng bén nhọn tiễn minh tiễn giống như lưu tinh, cao tốc bắn trúng gấu đen kia mắt phải, thật sâu xuyên vào nó sọ trong đầu, gấu đen kêu rên một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên. Một đầu khác gấu đen không những không có bị hù sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng phóng tới bị tạp, Hắc Yến lớn tiếng nói, xông đi lên. Nàng rút ra một chi vũ tiễn. Lúc này nhìn thấy từ gấu trong phòng xông ra hai thân ảnh. Hắc Yến hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang, nghĩ không ra hai người kia lại có thể tại 8 con điên cuồng gấu đen giáp công hạ chạy thoát. Hai người này vận khí cũng quá tốt rồi. Nguyên bản nhắm chuẩn gấu đen thốc nhọn hướng lên nâng lên, nhắm ngay trong đó một bóng người, Hắc Yến khóe môi hiện ra một tia cười lạnh. Hiu! Hứa Thuần Lương nghe được vũ tiễn phá không thanh âm, ra ngoài bản năng phản ứng. Hắn một tay lấy Hoa Trục Nguyệt đẩy ra, vũ tiễn dán đầu vai của hắn bay ra ngoài, bắn trúng hậu phương truy đuổi mà đến gấu đen cẳng tay. Đây chính là đầu kia ban sơ xuất hiện cự hùng phụ đau nhức, phát ra rít lên một tiếng. Đôi mắt nhỏ bởi vì phẫn nộ đã trải qua trở nên đỏ như máu, nó tướng tất cả phẫn nộ đều tập trung vào Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt trên thân, chấn động rớt xuống trên người độc hạt, hướng Hứa Thuần Lương nhào tới. Hắc Yến còn muốn tiếp tục xả kích. Lúc này nhận được lập tức rút lui mệnh lệnh, nàng có chút không cam lòng cắn răng, vỗ vỗ bị tạp trần xe lều, lái xe thay đổi phương hướng, nàng thay đổi liệt diễm tiễn, thiêu đốt mũi tên nhắm chuẩn nhà kho cùng khu làm việc riêng phần mình bắn ra một tiễn, rất nhanh nhà kho cùng khu làm việc đều bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng một tiễn rơi vào mảng lớn khô cạn đồng cỏ bên trên, thế lửa cấp tốc lan tràn ra. Hứa Thuần Lương bằng vào linh hoạt thân pháp tránh thoát cự hùng công kích, lúc này lại có 3 con gấu đen hướng hai người tới gần. 4 con gấu đen hình thành vây công chi thế, bọn chúng một bên chu lên một bên hướng trung tâm thắt chặt vòng vây. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương lưng tựa lưng, tay nàng nắm dao quân dụng, thấp giọng nói, đừng quản ta, trốn đi một cái tính một cái. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nói, cùng đi tự nhiên muốn cùng đi. Hoa Trục Nguyệt chợt nghe không trung truyền đến nhào nhào hơi giật mình thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một mảnh mây đen cấp tốc hướng đỉnh đầu của bọn hắn di động. Trở tới gần xem xét, kia là hàng ngàn hàng vạn con rơi. Con rơi từ không trung bay nhào mà xuống, thẳng đến 4 con gấu đen phát khởi điên cuồng công kích, gấu đen huy động hai tay đập lấy cái này đâu đâu cũng có con rơi, lại vẫn không ngăn cản được sự điên cuồng của bọn nó công kích. Hoa Trục Nguyệt mắt thấy cái này kinh người tràng cảnh, không khỏi liên tưởng tới Seven Star quán 3 lần thứ nhất gặp tập kích sự tình, lúc ấy liền hoài nghi có người có thể khu ngự độc trùng cùng con rơi. Hiện tại xem ra Hứa Thuần Lương liền có được dạng này bản lĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể tin tưởng có người vậy mà có thể khu ngự con rơi. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của nàng, lôi kéo trợn mắt hốc mồm Hoa Trục Nguyệt thừa cơ từ 4 con gấu đen trong vòng vây thoát đi.
hai người trải qua khu làm việc thời điểm nhìn đến nơi đó đã người đi nhà trống, làm việc dùng phòng đã cháy hừng hực, nơi xa một thân ảnh hướng bọn họ bên này gần lại gần, Hoa Trục Nguyệt giơ lên dao quân dụng, lại nghe được người kia kêu lên, là ta, là ta. Người kia chính là Lưu Thất, Lưu Thất vừa mới ý thức tới tình trạng không đúng, mượn đi nhà vệ sinh công phu trốn đi, làm sao đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Tại Vũ Viên Nghĩa sau khi rút lui, hắn chạy đến trong phòng dạo qua một vòng, thế mà tìm về Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt điện thoại.